Quan thần, hạ tưởng. Tập 41. Tuy là không trực tiếp mỉa mai, nhưng y có ẩn ý khinh thường hạ tưởng mà không hề che giấu. Coi suy nghĩ của hạ tưởng như giấc mộng, chắc chắn là một cách nói vô cùng khinh thường. Phạm Tranh khẽ khẽ đẩy hạ tưởng một cái. Thật phục cậu, bị người ta hạ thấp, mà vẫn không có chút tức giận nào. Nếu như là tôi đã sớm đập bàn đứng dậy, chốc lát đến lúc đặt câu hỏi, tôi sẽ thay cậu đòi lại. Hạ tưởng cười cười không nói gì. Hắn trong lòng tự nhiên cũng có bực bội, nhưng không thể bởi vì Trình Hy học châm chọc vài câu thì nổi trận lôi đình, cũng không biết kiềm chế. Hơn nữa hắn đã suy nghĩ sâu xa ra cội nguồn dụng ý của buổi diễn thuyết của Trình Hy học ngày hôm nay là cái gì. Vốn ban đầu nghĩ rằng y phủ nhận toàn bộ việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, nhưng nghe luận điệu khen trước chê sau của y, dường như thái độ của y có chút buông lỏng. Với điều chỉnh kết cấu sản nghiệp cũng không phải hoàn toàn có thái độ phản đối, mà là ủng hộ có hạn, có vài điểm cá biệt phản đối. Ủng hộ có hạn nghĩa là ủng hộ những thành công đã đạt được của các tỉnh duyên hải phía Nam. Cá biệt phản đối chính là phản đối việc lấy tỉnh Yến làm đại diện tiếp tục mở rộng cho các tỉnh nội địa khác. Hạ tưởng có phần nhận ra ý nghĩ của Trình Hy học. Quy mô phát triển và tầm ảnh hưởng của các tỉnh phía Nam, ngay cả với các vị lãnh đạo cao cấp cũng có ý nghĩ là có chút đuôi to khó vẫy. Không thể nói là các tỉnh phía Nam không thực hiện nghiêm chính sách của Trung ương, nhưng bởi vì tình cảnh cụ thể các nơi khác biệt, khẳng định có một số chính sách của Trung ương đã tới địa phương phát triển, xuất phát từ suy nghĩ chủ nghĩa bảo hộ địa phương hoặc là nguyên nhân nào khác, tồn tại tình huống bằng mặt mà không bằng lòng. Nhất là đối với mặt độc quyền của các xí nghiệp lớn, các tỉnh phía Nam phản đối vô cùng mạnh mẽ, Trung ương phải vận dụng sức ép khá lớn mới có thể áp chế. Cho nên các nhân vật tiêu biểu của thế lực độc quyền trong các lãnh đạo cấp cao, e sợ sau khi việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến đạt được thành công, các tỉnh nội địa khác sẽ ào ào bắt chước theo, sẽ động chạm đến các ngành sản xuất độc quyền. Đến lúc đó sẽ nảy sinh ra những vấn đề không thể sửa chữa được nữa. Biện pháp tốt nhất chính là với chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến sẽ chỉ cho tiến hành trong phạm vi nội bộ tỉnh. Không thể gạt bỏ thành công của các tỉnh phía Nam, cũng không cần phải xóa bỏ, ngược lại, có thể mượn thành công của các tỉnh phía Nam mà so sánh với những thất bại của tỉnh Yến. Bởi vậy sẽ rút ra được kết luận, thành công không thể sao chép, bởi có sự khác nhau về vị trí địa lý. Các tỉnh phía Nam được thiên nhiên ưu đãi với các điều kiện thuận lợi của vùng duyên hải, tỉnh Yến địa hình như một bức tranh hồ lô, cuối cùng chẳng qua là một bức tranh vẽ hổ không được mà lại đưa một bức tranh giống con chó. Bởi vậy nhắc nhở các tỉnh nội địa khác, không nên tùy tiện thực hiện điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, nếu không chẳng những phí phạm rất nhiều sức người sức của, không có chút thành tích nào, ngược lại sẽ vì thế mà có một kết cục thảm bại. Mục đích của Trình Hy học là hai điều, một là tấn công vào việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến, hai là mượn việc diễn thuyết này truyền đạt một tín hiệu có sức mạnh, chính là trong số nhân vật cấp cao có người cũng không tán thành việc mở rộng điều chỉnh kết cấu sản nghiệp lên toàn bộ các tỉnh nội địa. Nhất cử lưỡng tiện. Hạ tưởng sau khi phân tích ra được dụng ý của Trình Hy học, không khỏi trong lòng thấy ớn lạnh. So với việc phủ nhận toàn bộ chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, cách làm phân biệt đối xử của Trình Hy học càng có tính đánh lừa, càng dễ có thể khiến người ta đồng ý. Sự phát triển của thành phố phía Nam là bởi vì nằm ở vùng duyên hải, có điều kiện giao thông thuận lợi, các tỉnh phía Bắc và các tỉnh nội địa thì không có ưu thế về mặt điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Bởi vì nằm trong đất liền, không có ưu thế về tự nhiên, cho nên khả năng thành công là cực thấp, rủi ro chính trị rất lớn, thử làm chi bằng không thử. Trình Hy học tính là cho người khác chờ xem tỉnh Yến có thành công hay không, mới quyết định phải chăng bỏ cuộc mở rộng điều chỉnh kết cấu sản nghiệp ra các tỉnh nội địa. Quả nhiên, sau khi Trình Hy học bình luận về thay đổi hoàn toàn chế độ xã hội thành phố Đan Thành, lại bắt đầu chĩa mũi nhọn vào điều chỉnh kết cấu sản nghiệp thành phố Bảo, chỉ điểm Giang Sơn. Thành phố Bảo từ khi trở thành thành phố làm thí điểm, cho tới nay mới chỉ đạt được một hạng mục góp vốn và một hạng mục đầu tư. Đầu tư của nhà máy ô tô Vạn Lý Đại Khái cũng xem như là một ví dụ thành công, khiến người khác chú ý nhất là Đạt Phú và Kodak góp vốn liên doanh, cũng đã từng chấn động một thời. Trình Hy học trong lúc nói chuyện lại lật lật bài diễn thuyết, cứ như mới phát hiện, cười một cái rồi bổ sung thêm một câu. Đúng rồi, quên không nói đến nhà máy tương cải Mậu Thịnh. Tuy nhiên vốn đầu tư quá ít, chỉ mấy triệu đồng tiền vốn, nếu cũng coi như là công lao của điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, thì hơi có chút cưỡng ép, chẳng phải tôi cố ý bỏ sót, mà là ngại nói ra mà thôi. Trình Hy học rõ ràng là nói đùa, ngấm ngầm là châm chọc.
thực sự khâm phục y, lấy thành tựu của người khác coi như trò cười để tạo không khí thoải mái. Hiển nhiên y đã đạt được có ý đồ, hiện trường có tiếng cười khẽ. Chờ mọi người cười xong, Trình Hy Học mới hướng xuống phía dưới nói tiếp. Kỳ thật cô Đắc và Đạt Phú góp vốn, từ trước lúc thi hành chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, đã tiến hành hơn một năm đàm phán cực khổ. Xuất phát từ đủ mọi nguyên nhân, nên đàm phán chưa đạt được thành công. Hạ Tưởng thật ngại lại phải nhắc đến trưởng phòng Hạ nhân vật có giấc mộng tuổi trẻ, thật sự cậu ấy là một nhân vật mấu chốt, không thể không nhắc. Không phải cá nhân tôi có ý kiến gì với cậu ấy, nói một cách công bằng, cậu ấy vẫn là một chàng trai rất khá. Lạc đề rồi, trở lại vấn đề chính, đồng chí Hạ Tưởng làm chủ việc đàm phán lần này, đem 40% cổ phần của Đạt Phú bán được theo giá cao 1 tỷ đô la Mỹ. Hơn nữa còn thuyết phục cô Đắc tăng thêm vốn 500 triệu đô la Mỹ để đầu tư vào phòng nghiên cứu máy ảnh kỹ thuật số ở thành phố Bảo. Nghe nói nối tiếp còn muốn tăng thêm vốn đầu tư để sản xuất máy ảnh kỹ thuật số. Thị trường máy ảnh kỹ thuật số có triển vọng hay không, không phải thuộc phạm vi thảo luận lần này, tôi chỉ muốn nói về lợi và hại trong việc góp vốn liên doanh và cùng mọi người thảo luận một chút. Nói là đưa vào một khoản vốn đầu tư cực lớn 1 tỷ rưỡi đô la Mỹ, rốt cuộc có phải kinh doanh có lợi hay không? Khẳng định sẽ có người muốn hỏi, có đầu tư không phải là đã thành công sao? Không đúng, còn phải xem thêm các điều kiện điều khoản đầu tư, cùng với việc đôi bên có cùng đạt được mục đích của mình hay không. Quan trọng hơn là, phải xem có phải nền tảng phim cuộn mà chúng ta vất vả thành lập vài chục năm qua, bị Kodak dùng 1 tỷ rưỡi đô la Mỹ thì hoàn toàn mua lại làm của riêng. Các vị đang ngồi đây hẳn đều rõ, kỹ thuật tráng phim màu thấy rất bình thường. Trên thực tế trên thế giới chỉ có 3 quốc gia nắm được kỹ thuật này. Trung Quốc chính là một trong số đó, mà Đạt Phú là nhà máy có trang thiết bị tiên tiến nhất trong nước. Hiện nay cùng Kodak góp vốn liên doanh, có phải là có thể nói, kỹ thuật tráng phim màu đã bị Kodak dùng 1 tỷ rưỡi đô la Mỹ để mua đứt. Nói cách khác, chỉ cần Kodak bước tiếp theo tăng thêm vốn vào đầu tư, chỉ cần Đạt Phú thấy tiền sáng mắt thỏa hiệp, một khi Kodak nắm quyền khống chế cổ phần. Như vậy Đạt Phú sẽ trở thành Đạt Phú của nước Mỹ. Trung Quốc có thể xóa tên khỏi danh sách 3 nước nắm trong tay kỹ thuật tráng phim màu. Dụ dỗ, lừa gạt. Hiện trường có tiếng thảo luận xôn xao. 1 tỷ rưỡi đô la Mỹ thì bán đứng thương hiệu Đạt Phú, quả thật là hành vi bán nước. Hạ Tưởng là ai, sao lại làm chuyện vô sỉ như vậy? Quả thật chính là cặn bã dân tộc. Hán gian, là bị Kodak mua chuộc rồi chăng? Sao có thể làm ra hành động thiển cận như vậy? Tình Yến chẳng lẽ không còn ai? Sao có thể để một người cán bộ cấp cục 27 tuổi chủ đạo việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp? Chẳng trách chi không có thành tích gì. Hạ Tưởng không phải tham công thì chính là một quan liêu rốt nát. Hạ Tưởng vẻ mặt gượng cười, được, bị Trình Hy Học thành công mà đem cơn giận của mọi người trút giận lên người hắn. Hắn thật bất hạnh, cực nhọc làm việc chẳng những không có nhận được báo đáp, trước là bị người trù dập hãm hại. Hiện tại lại bị Trình Hy Học coi như cái bia ngắm để mọi người lên án, Hạ Tưởng dở khóc dở cười. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng là bắt đầu tức giận. Trình Hy Học có thể luận sự, có thể chỉ trích những sai trái trong điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, nhưng đối với việc công kích hắn là không đúng, bị mất thân phận. Tuy nhiên suy nghĩ lại, kỳ thật Trình Hy Học cũng không có cố ý công kích hắn. Trình Hy Học thông minh ở chỗ, khiến tất cả mọi người đều căm thù đến tận xương tủy đối với một việc gì đó. Đồng thời lại kín đáo mà chỉ rõ, chuyện chính do hắn chủ đạo mà thành. Tự nhiên thành vậy, hắn trở thành đối tượng để mọi người trút cơn giận dữ. Không chỉ Hạ Tưởng khó hạ cơn giận, Cốc Nho cũng đã bắt đầu nóng nảy. Ông nói khẽ với Hạ Tưởng, Phạm Tranh cùng Nghiêm Tiểu thì 3 người. Chờ một chút khi đến mục hỏi đáp, xem ta tranh luận phản biện với Trình Hy Học, nhất định làm cho ông ta sượng mặt. Quá đáng, ông ta biết rõ Hạ Tưởng là học sinh của ta, còn dám nói nhảm. Chẳng lẽ là cảm thấy Cốc Nho ta dễ bắt nạt? Phạm Tranh và Nghiêm Tiểu thì đồng loạt nói. 4 thầy trò chúng ta đồng thời xuất trận, nhất định có thể đánh cho Trình Hy Học tan tác tả tơi. Trình Hy Học thấy y hoàn toàn nắm giữ thế cục, tuy rằng ngoài mặt thể hiện bình tĩnh, làm bộ ngay thẳng vô tư, không phải cố ý nhằm vào Hạ Tưởng, nhưng thấy thành công mà đem lửa đốt lên người Hạ Tưởng, vẫn là có chút đắc ý, thầm nghĩ rất xin lỗi đồng chí Hạ Tưởng, không phải muốn hạ thấp cậu. Ai bảo cậu là người đầu tiên điều chỉnh kết cấu sản nghiệp Tỉnh Yến, không chèn ép anh thì chèn ép ai? Súng phải bắn vào chim đầu đàn. Trình Hy Học ổn định một chút cảm xúc, diễn thuyết ngày hôm nay có thể giành được thành công thật lớn hay không, tràn ngập tin tưởng, sau đó tiếp tục diễn thuyết. Theo ý tôi,
điều chỉnh kết cấu sản nghiệp cũng không nhất định là phải nhằm vào các hạng mục mới. Hoặc là các xí nghiệp có công nghệ hiện đại góp vốn liên doanh làm cho doanh nghiệp nhà nước cũ khôi phục sinh lực, cứu sống doanh nghiệp lạc hậu và đẩy ra thị trường, như thế mới là con đường đúng đắn. Ví dụ như thành phố Đan Thành có nhà máy bông vải đóng cửa phá sản, có nhà máy rượu tương đài sống dở chết dở, vẫn còn nhà máy photocopy đang hấp hối, giấy giụa, đều có thể mượn ngọn gió đông lúc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, cất cánh bay xa. Vì sao trong mắt nhìn xa trông rộng của các vị lãnh đạo, gió xuân từ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, thì không qua được cửa ải của bọn họ. Thành phố Bảo cũng có rất nhiều các nhà máy sản xuất các sản phẩm năng lượng mặt trời. Nếu có thể tập hợp bọn họ lại, làm thành nguồn năng lượng sạch cho tương lai, dốc sức thúc đẩy phát triển sản phẩm năng lượng mặt trời, chẳng những có thể mang đến hiệu quả và lợi ích kinh tế, còn có lợi ích to lớn về mặt xã hội, là một việc tốt lợi nước lợi dân. Vì sao không có người thúc đẩy, hoặc làm đầu mối bắc cầu thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho họ? Mà cố tình xây dự án khu du lịch như lâu đài trên không, cố tình đầu tư một cái nhà máy tương cải. Nguyên nhân cá nhân, thì ý vị hết sức sâu xa. Trình Hy Học cố ý dẫn dắt người khác suy đoán, liên tưởng về phương hướng không tốt. Không nói rõ ràng, nhưng vẫn cố ý dẫn dắt đi nhầm đường, kích động người khác nảy sinh những ấn tượng không hay với Hạ Tưởng. Theo mấy người Hạ Tưởng xem ra hành động này quả thực hơi có chút dụng tâm. Sau đó, Trình Hy Học đến đây phát biểu tổng kết. Điều chỉnh kết cấu sản nghiệp là việc tốt, nhưng cũng có những hạn chế rất lớn. Hơn nữa ở giai đoạn hiện tại chỉ thích hợp mở rộng thí điểm phát triển các tỉnh ở vùng duyên hải phía Nam, chứ không thích hợp thí điểm trong phạm vi lớn của cả nước. Các tỉnh nội địa bởi vì giới hạn về khu vực và quan điểm nhận thức bảo thủ, trong quá trình điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, chỉ biết một mà không biết hai. Hơn nữa người chủ đạo cá biệt do những nguyên nhân tố chất tự thân và năng lực, hoặc là xuất phát từ ý định ám muội, mượn danh việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, trên thực tế là đang làm sói mòn tài sản quốc gia, hủy diệt những thương hiệu nổi danh vốn có, chỉ lấy một số hạng mục hư ảo không thể nảy sinh hiệu quả thật sự để tạo ra các thành tích mặt ngoài, vì bản thân mưu cầu chức tước tài sản. Quan điểm của tôi là, chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp nên vô cùng thận trọng, không nên tiếp tục phổ biến trong các tỉnh nội địa. Tiếng vỗ tay kéo dài như sấm vang không ngừng. Hạ Tưởng cũng hùa theo vỗ tay, không phải vì Trình Hy Học nói hay, mà là vì khái niệm trộm cắp tráo đổi của y. Thành công lừa bịp được số đông nên vỗ tay. Trình Hy Học nếu sinh ở thời loạn, chắc sẽ trở thành một nhân vật kiệt xuất. Y vừa có tài năng học vấn, lại có tài hùng biện, còn có bản lĩnh lợi dụng học vấn để lừa bịp người khác, có thể nói hoàn toàn có đủ điều kiện của một người kiêu hùng. Nếu bây giờ Trình Hy Học theo con đường chính trị, thì sẽ thành một người cực kỳ khó đối phó, là một đối thủ vừa có bề ngoài lại có bản lĩnh thực sự. Từ trước tới nay trên lý thuyết và khái niệm khác nhau rất khó bắt tay giảng hòa. Nhớ ngày đó hắn và Khâu Tự Phong chỉ vì lập trường khác biệt mà có đấu tranh chính trị, cuối cùng mới có thể vứt bỏ trở ngại để trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng Hạ Tưởng biết rõ, giữa hắn và Trình Hy Học không thể có khả năng bắt tay giảng hòa. Tranh chấp trên lý luận, ai cũng không thể hoàn toàn thuyết phục đối phương, cho nên chỉ có thể nói thật, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Phạm Tranh căn bản không vì Trình Hy Học đứng dậy, càng không vì y mà vỗ tay, vẻ mặt xanh xám ngồi bất động. Nghiêm Tiểu thì coi như có chút lễ phép, cũng đứng lên, tuy nhiên cũng không vỗ tay. Bốn người trong đó, chỉ có Hạ Tưởng và Cốc Nho chẳng những đứng dậy, còn mỉm cười vỗ tay, trên mặt toát ra ý cười, dường như là thật lòng đồng ý với lý luận của Trình Hy Học. Kỳ thật Hạ Tưởng và Cốc Lão giống nhau, đều đối với lý luận phiến diện của Trình Hy Học không coi là đúng. Trình Hy Học mặt mỉm cười nụ cười thắng lợi mà thỏa mãn, nhìn xuống dưới hội trường cúi đầu chào. Ánh mắt của y dừng ở hai người đang ngồi ở trong dãy thứ năm, một người ngoài 50, hơi béo, mặt tròn mắt to mày rậm, ánh mắt đặc biệt sắc bén. Người kia khoảng 45 tuổi, mặt gầy, tóc thưa thớt, miệng rộng mũi to, ánh mắt dịu dàng. Thấy bọn họ mỉm cười gật đầu, y bình tĩnh, biết được nếu như có được nhận thức của bọn họ, diễn thuyết hôm nay coi như là đạt được thành công trọn vẹn. Trong hai người đấy, người béo tên là Lạc Lâm Khai, người gầy tên là Ngô Lâm Sâm. Chính là những nhân vật quan trọng trong đoàn mưu sĩ cấp cao sau lưng y. Trình Hy Học trước mắt chỉ là cố vấn kinh tế, hơn nữa còn là cố vấn kinh tế bên ngoài, còn chưa được vào tầng lớp trung tâm, y biết rất rõ, cho dù y trở thành cố vấn kinh tế trung tâm, trong mắt các vị cấp cao thì y vẫn kém địa vị hơn so với hai người đang ngồi trước mắt, bởi vì bọn họ chính là nhân vật trong đoàn mưu sĩ.
Đoàn mưu sĩ tương đương với tầng quyết định của cấp cao. Bất kỳ quyết định nào mà cấp cao đưa ra, đều là từ những kế sách do đoàn mưu sĩ cung cấp tổng hợp mà thành. Đoàn mưu sĩ không chỉ cung cấp các quyết sách về kinh tế, còn có đủ mọi sự kiện lớn về chính sách trong nước cũng như quốc tế, tất cả đều có trách nhiệm thẩm định và phán đoán, để cho cấp cao đưa ra quyết định cuối cùng. Đoàn mưu sĩ đối với ảnh hưởng cấp cao rất lớn, có tính quyết định. Lạc Lâm Khai và Ngô Lâm Sâm là những người có địa vị rất cao bên cạnh các cán bộ cấp cao đối với bọn họ rất tín nhiệm, chỉ cần bọn họ lên tiếng, cấp cao sẽ để cho Trình Hy học tiến vào tầng trung tâm đảm đương chức vụ cố vấn kinh tế. Đến lúc đó các lý luận kinh tế học của y càng có không gian lớn hơn để triển khai, thậm chí có thể trở thành chính sách áp dụng toàn quốc gia. Diễn thuyết hôm nay, một là vì để tạo xu thế, hai là vì lấy lòng Lạc Lâm Khai và Ngô Lâm Sâm, để hai người ở trước mặt các vị lãnh đạo cấp cao nói tốt cho y vài câu. Trình Hy học có được sự đồng tình của hai người đó, rất lấy làm cao hứng, diễn thuyết đã chấm dứt, tiếp theo sẽ đi vào phần đưa ra các câu hỏi. Y giơ tay lên xem đồng hồ, vẫn còn thời gian hơn một tiếng, đủ để tiếp tục thảo luận sôi nổi, liền hướng xuống dưới hội trường nói. Các vị khách quý, các vị lãnh đạo, các vị chuyên gia giáo sư, các em học sinh, tiếp theo sẽ vào giai đoạn thảo luận. Các vị có bất cứ vấn đề gì đều có thể nêu ra. Tôi xin tận hết khả năng cùng các vị thảo luận nghiên cứu. Xin cảm ơn. Ngồi hàng đầu chính là một vị giáo sư đến từ Đại học Bắc Kinh tên là Liễu Tuấn. Ông ta nói, giáo sư Trình, phần lý luận của ngài thật xuất sắc, có nhận xét, tuy nhiên ví dụ ở phần sau thì có chút làm cho tôi cảm thấy không thỏa đáng lắm, có điểm cần phải thảo luận. Trình Hy học vẻ mặt cười nhạt, hỏi. Giáo sư Liễu là chủ nhiệm khoa của Đại học Bắc Kinh, học thức uyên bác, về mặt nghiên cứu lý luận kinh tế nhà nước luôn có rất nhiều thành tích, vấn đề của ngài chắc chắn vô cùng thâm sâu, tôi xin chăm chú lắng nghe. Thái độ Trình Hy học thật sự hạ xuống rất thấp, càng là như vậy, càng thể hiện ra tính mê hoặc và tính chất lừa gạt của y. Liễu Tuấn và Trình Hy học mặc dù không phải rất quen thuộc, nhưng đối với lý luận của y cũng nghiên cứu không ít, được cho là bạn tri kỷ đã lâu. Tưởng rằng Trình Hy học là người có học vấn, là một người ngay thẳng, nên thẳng thắn nói. Điều chỉnh kết cấu sản nghiệp nếu có thể thành công ở các tỉnh phía Nam, như vậy cũng nhất định có thể thành công ở các tỉnh nội địa, chẳng lẽ còn có việc phân biệt Nam Bắc như vừa nói. Theo ngài nói, chẳng lẽ không phải thấy rõ chính sách quốc gia cũng không phù hợp ở các vùng khí hậu khác biệt. Hơn nữa mấy ví dụ mà ngài nói, lấy cái vỏ ngoài che mắt không nhìn thấy rừng cây tùm, hơi có chút bất công. Trình Hy học bị Liễu Tuấn trước mặt bao nhiêu người trực tiếp chỉ ra những quan điểm chính trị không công bằng của y, không khỏi có chút bất mãn. Tuy nhiên vẫn gắng sức tỏ ra khiêm tốn nói rằng. Xin nghe theo. Liễu Tuấn thấy Trình Hy học thái độ rất nhã nhặn, nghĩ rằng y thực sự là một người khiêm tốn, liền không khách khí nói thêm. Giáo sư Trình chỉ lấy vài ví dụ về cải cách chế độ xã hội của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, liền đưa ra kết luận không thể mở rộng điều chỉnh kết cấu sản nghiệp ở các tỉnh nội địa. Có chút vội vàng. Hơn nữa rõ ràng các ví dụ trên đều có chỗ đáng tiếp thu, nhưng lại bị ngài cắt câu lấy nghĩa gây hiểu lầm thành thất bại, cũng coi như dẫn dắt sai mọi người. Kỳ thật theo ý tôi, tuyến đường sắt nối ra biển và khu du lịch văn hóa của thành phố Đan Thành, cùng với việc góp vốn với Cô Đắc, cải cách nhà máy sản xuất tương cải của thành phố Bảo, cho dù đem đến đâu, đều xứng đáng gọi là thành công, sao ngài lại dùng danh từ thay thế là thất bại, là lâu đài trên không? Hơn nữa ngài thân là giáo sư, nhiều lần chỉ ra tác dụng của đồng chí Hạ Tưởng ở tổ lãnh đạo, còn có ý gây hiểu lầm cho mọi người bất mãn với cậu ấy. Tôi ngược lại muốn hỏi ngài, có phải ngài và Hạ Tưởng có mâu thuẫn gì hay không? Tiếng Liễu Tuấn nói không lớn, hơn nữa tốc độ không nhanh, chậm rãi nói ra từng câu từng chữ, lại như một quả bom nặng ký, lập tức khơi dậy vô số gợn sóng. Chương 491, không khoan nhượng. Trình Hy học sắc mặt không vui lắm. Vẻ mặt thay đổi vài lần, vẫn cố gắng trấn áp tức giận trong lòng, nói. Giáo sư Liễu nói cũng không phải là không có lý, lý không biện không rõ ràng, tôi hoan nghênh bất cứ hình thức thảo luận nào. Nhưng vấn đề chỉ trích Hạ Tưởng, tôi nghĩ giáo sư Liễu hơi hiểu lầm, tôi đối với Hạ Tưởng cũng không có bất kỳ hình thức công kích cá nhân nào, chẳng qua là theo tính chất sự việc mà thảo luận, dù sao cậu ấy là nhân vật chủ chốt trong tổ lãnh đạo, hơn nữa mấy hạng mục lớn của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo. Đều là cậu ấy một tay xúc tiến thành công. Cậu ấy tạo ra những hiệu quả trong đó không ai có thể thay thế được. Đặc biệt chỉ đích danh tên cậu ấy, cũng không phải bởi vì tôi và cậu ấy có quan hệ gì,
ngược lại tôi và anh bạn trẻ Hạ Tưởng đã từng gặp qua một lần, cũng có ấn tượng sâu sắc đối với cậu ấy. Quả thật là ấn tượng sâu đậm, tôi và anh đã tranh luận trên báo chí mấy lần, chỉ còn thiếu Giáp Mặt tranh luận, có thể không có ấn tượng sâu mới là lạ. Hạ Tưởng chứng kiến Trình Hy học trên đài biểu diễn dối trá, trong lòng có chút khinh miệt mà nghĩ, nếu như mới chỉ nghe phần đầu diễn thuyết của y, còn có thể coi y là một nhà kinh tế học, nhưng sau khi tới nửa phần sau thì hoàn toàn suy đổi thành một đả thủ nhân vật sau lưng dùng để đả kích chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến. Y sở dĩ châm chọc hắn, chẳng qua là có ý giống Thôi Hướng, muốn hắn trở thành nhân vật bị mọi người chỉ trích, muốn hắn không chịu nổi áp lực mà bỏ cuộc. Chẳng qua Thôi Hướng là áp dụng thủ đoạn chính trị, mà Trình Hy học là sử dụng thủ đoạn dư luận, trăm sông đổ về một biển, mục đích chính là muốn hắn tan vỡ toàn bộ, từ đó gây ra phản ứng dây chuyền, cuối cùng làm cho việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến thất bại, mới là mục đích chính của bọn họ. Liễu Tuấn cũng không phải nhân vật tầm thường, luôn vô cùng quan tâm đến điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến, nghe Trình Hy học vẫn cưỡng từ đoạt lý, liền không hài lòng nói. Dự án du lịch văn hóa của thành phố Đan Thành rất có sáng ý, sau này có đạt được thành công lớn không bây giờ đưa ra kết luận vẫn còn sớm, giáo sư Trình Hà tất bây giờ phải nôn nóng đưa ra kết luận, nói là lâu đài trên không. Đạt phú của thành phố bảo góp vốn, cô Đắc chẳng những đưa khoản tiền lớn vào đầu tư, vì sự phát triển mở rộng của đạt phú mà cung cấp một nguồn tài chính, hơn nữa còn thành lập phòng nghiên cứu máy ảnh kỹ thuật số, cũng như là vì quốc gia mà đưa vào những trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Có thể nói là ví dụ thành công rất lớn. Theo ý tôi, trường hợp này có thể đưa vào giáo trình kinh tế học của các trường. Đồng chí Hạ Tưởng có thể vì quốc gia làm ra những cống hiến to lớn, cậu ấy là một đồng chí tốt. Trình Hy học còn chưa mở miệng, liền có một nữ học sinh tuổi còn trẻ không nói năng gì bước về phía trước đài. Trước tiên là hướng phía dưới đài cúi chào một cái, sau đó thoải mái cầm lấy mic nói. Các vị lãnh đạo, các vị quan khách, các bạn học sinh. Tôi là Sở Nhiên, là nghiên cứu sinh của giáo sư Trình. Vốn việc tôi lên đây là hành vi rất vô lễ, nhưng bởi vì giáo sư Liễu vô cớ chỉ trích giáo sư Trình, tôi vì bảo vệ sự tôn nghiêm của thầy giáo, nên muốn giáp mặt thỉnh giáo giáo sư Liễu một phen, không biết giáo sư Liễu có vui lòng cùng hậu sinh tiểu bối này, ở trước mặt mọi người nói cho rõ ràng được không? Hạ Tưởng cũng lần đầu tiên thấy một người phụ nữ thông minh và biết nắm lấy thời cơ như Sở Nhiên. Cơ hội trước mắt có thể nói là thời cơ tốt để nổi tiếng. Nếu như tranh luận tốt, có thể nhờ một lần hành động mà nổi danh. Ở trong mắt các giáo sư và các vị lãnh đạo cấp cao sẽ lưu lại những hình ảnh ấn tượng sâu sắc. Đương nhiên nếu trước mặt mọi người bị người ta hỏi làm cho á khẩu không trả lời được, không có đường thoát khỏi sự xấu hổ, nói không chừng là không còn cách nào thu dọn hiện trường. Đánh cuộc dũng khí cũng như lòng tin của chính mình. Sở Nhiên bộ dạng cũng không tệ, dáng người thon thả. Coi như là sắc đẹp cũng thuộc hàng trung bình khá trở lên, tuy nhiên ánh mắt có chút khẩn thiết, khi nói chuyện có khí thế như muốn gây sự, cũng giống như vẻ mặt của các thí sinh tham gia cuộc thi biện luận trong trường, vô hình chung làm giảm bớt giá trị của cô. Liễu Tuấn nhìn Sở Nhiên liếc mắt một cái, ngẫm nghĩ một chút, mỉm cười. Trò Sở có chuyện gì cứ nói, học hỏi có trình tự trước sau, mỗi người đều có sở trường riêng, trước chân lý mọi người bình đẳng. Sở Nhiên trước khi mở miệng còn không quên ngoảnh lại nhìn Trình Hy học liếc mắt một cái, hướng về phía Trình Hy học xin chỉ thị. Trình Hy học biết Sở Nhiên cũng có ý đồ mượn cơ hội này để nổi danh, nhưng cũng biết rõ Sở Nhiên biết ăn nói, nhất là khi nói chuyện thích dùng giọng điệu gây sự, để cho cô ra mặt chọc tức Liễu Tuấn cũng là chuyện tốt. Y chẳng những có thể ngồi mắt ăn bát vàng, Sở Nhiên đánh bại cũng không có gì là đáng tiếc. Sở Nhiên thắng, Liễu Tuấn không còn mặt mũi nào, y cũng là người có chút danh tiếng. Dù sao cũng là học sinh của y đã biện luận thắng lợi. Trình Hy học gật đầu cười. Giáo sư Liễu là học giả bậc nhất của quốc gia, phải tôn trọng ông ấy, không thể ăn nói lung tung, phải thỉnh giáo ông mà không phải tranh luận. Y không quên mượn lời châm biếm Sở Nhiên để tỏ vẻ dịu dắt người kém hiểu biết, phẩm hạnh tôn kính đồng đạo. Sở Nhiên được Trình Hy học đồng ý liền quay đầu lại sau, trên mặt biểu lộ nụ cười thản nhiên. Tuy là tươi cười nhưng bên trong lại ngầm một chút sát khí. Xin hỏi giáo sư Liễu, dự án tuyến đường sắt nối ra biển cùng dự án du lịch văn hóa của thành phố Đan Thành có gì thành công? Có những kinh nghiệm gì có thể cho những nơi khác tham khảo? Có phải có thể trở thành một kinh nghiệm nên phổ biến rộng rãi trong toàn quốc không? Đầu tư cô đắc của thành phố Bảo, lại có ý nghĩa phổ biến hay không? Hơn nữa theo tôi được biết, nhà máy tương cải là nhà máy lâu đời,
chỉ có một nhà máy không có chi nhánh, cho dù là sẽ thành công, cũng không có khả năng trở thành một điển hình có tác dụng mở rộng trong phạm vi lớn. Đối với chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp mà nói, không có giá trị mở rộng thì không coi là thành công. Bởi vì không thể trở thành một hình thức có giá trị mở rộng, sẽ không thể coi như chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đã thành công. Chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp là một chính sách mở rộng phạm vi lớn đến toàn tỉnh cho đến các tỉnh khác trong toàn quốc, nhất thiết phải có tính áp dụng rộng rãi, phải có tính tham khảo. Đáng tiếc là thành công của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo đều không có những đặc tính này, cho nên giáo sư Trình rút ra kết luận hoàn toàn chính xác, chỉ ít là giai đoạn trước mắt có thể thấy được hiệu quả mở rộng điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yên. Chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp không thích hợp mở rộng toàn diện cho các tỉnh khác trong nước. Hạ Tường ngồi khá xa nên không nhìn rõ vẻ mặt của Sở Nhiên, nhưng theo giọng điệu khinh người trong cách đặt câu hỏi, xem ra Sở Nhiên không chỉ đơn giản là một học sinh bình thường của trình hy học. Với chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, đối với hạng mục cải cách chế độ mà thành phố Đan Thành và thành phố Bảo đã đạt được thành công, cô đều từng nghiên cứu một cách có hệ thống. Chỉ sợ cô là một quân cờ của trình hy học, là lính chiến xung phong hiểm trận. Liễu Tuấn không nghĩ là Sở Nhiên lại đưa ra vấn đề sắc sảo như vậy, hơn nữa lại tự hỏi tự đáp, không đợi ông phản bác lại đã rút ra kết luận trước, nghe cứ như ông đã thua trong biện luận, không khỏi vô cùng không vui mà nói. Cho Sở Nhiên nói chuyện nhanh quá, tôi còn chưa đưa ra những quan điểm khác, cô đã tự biên tự diễn tự rút ra kết luận là luận điểm của mình đúng đắn, cô như vậy không phải là muốn thỉnh giáo tôi mà là lên lớp với tôi. Lời nói của Liễu Tuấn kéo theo một trận cười dài. Sở Nhiên cũng rất sắc sảo, mặt không đỏ, tim không run, sắc mặt không đổi mà hỏi rằng. Như vậy xin hỏi giáo sư Liễu, vấn đề tôi vừa nói, ngài trả lời như thế nào? Lúc Sở Nhiên nói chuyện, hai mắt như sương, nhếch môi, bị ánh sáng đèn trên đài chiếu sáng, giống như câu nói nhìn mỹ nhân dưới đèn, càng làm tăng thêm vẻ ngây thơ của cô. Cô mặc một cái quần jean màu lam bó sát, hai chân khép kín, thẳng mà đẹp. Thân trên mặc chiếc áo mỏng bóp eo, vạt áo dài quá mông, càng thể hiện vòng mông tròn trịa cùng cái eo nhỏ mềm mại, lại có thêm một nụ cười xinh đẹp trên đôi môi gợi cảm, khi không nói lời nào thì vẻ mặt khổ sở đáng thương, trên hiện trường có không ít người trẻ tuổi, sự xinh đẹp của Sở Nhiên đã hấp dẫn không ít ánh mắt. Từng có một ông tổng biên tập của một tạp chí đã nói, phụ nữ chính là sức sinh sản thứ nhất bởi vì thời kỳ thành lập tập san của họ, để thân cận với người đọc bình thường. Trang bìa của mấy số đầu đều là ảnh của những người bình thường, kết quả số lượng tiêu thụ cũng bình bình. Sau khi đổi lại thay bằng ảnh chụp người đẹp, số lượng tiêu thụ lập tức cao lên gấp 3 lần. Trong con mắt sinh viên đại học chưa có đủ lý trí, con gái đẹp chính là danh từ thay thế chính xác. Cho nên mặc dù Liễu Tuấn thân là giáo sư nổi tiếng Đại học Bắc Kinh, cũng không bằng phong thái quyến rũ của Sở Nhiên. Phía dưới thậm chí còn có người hô. Sở Nhiên, chúng tôi ủng hộ cô. Sở Nhiên, khá lắm, dám khiêu chiến quyền uy. Sở Nhiên cố lên, Sở Nhiên cố lên. Sở Nhiên trong lòng đắc ý, biết sự mạo hiểm ra tay của cô đã được đền đáp, bởi vì cô biết, bất kể giáo sư Liễu có thể thuyết phục cô hay không, bất kể cô và giáo sư Liễu ai thắng ai thua thì cô đều đã thắng. Liễu Tuấn cũng ý thức được mình bị mắc lừa. Trình Hy học quả nhiên có thủ đoạn, không trực tiếp cùng người khác tranh luận mà là chọn ra một sinh viên xinh đẹp lên trước đài. Mượn lực sát thương của người đẹp xoay chuyển sự chú ý và ánh nhìn của mọi người. Cho dù ai biện luận với người đẹp, thắng không cần dụng võ, bại thì mất mặt, mà ông lấy thân phận là giáo sư biện luận với học sinh của trình hy học, thắng là lẽ đương nhiên, nếu thua chẳng những mất mặt, truyền ra ngoài, trái ngược lại thanh danh của trình hy học lại càng được nâng cao. Liễu Tuấn biện luận không bằng học sinh của trình hy học, đương nhiên lại càng không phải là đối thủ của trình hy học là thật là giả không ai truy cứu. Mọi người chỉ tin tưởng lời đồn. Liễu Tuấn mới hiểu được mưu kế của trình hy học, không khỏi hối hận không thôi. Nhưng hiện tại đâm lao phải theo lao, ông lại không mang học sinh đến, đành phải suy tính một chút, kiên trì đang muốn mở miệng, lại nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần, âm thanh đến bên cạnh ông thì ngừng lại, một người dịu dàng nói. Giáo sư Liễu, Cốc Lão bảo tôi đến hỏi thăm ngài. Cốc Lão nói, nếu như ngài không ngại, thì cứ để cho tôi thay mặt cùng bạn Sở Nhiên thảo luận, không biết ngài có ý kiến gì không? Liễu Tuấn quay đầu lại nhìn, đập vào trong mắt chính là dáng điệu tươi cười như hoa như ngọc. Ông hơi định thần, mới hiểu ra Cốc Lão mà cô vừa nói chính là Cốc Nho, không khỏi sửng sốt, vội hỏi. Cô là học sinh của Cốc Nho. Đúng vậy,
tôi là Nghiêm Tiểu Thì, vừa mới bái Cốc Lão làm thầy. Cốc Lão đang ngồi phía sau, tạm thời không tiện lộ diện, ông bày tỏ lòng tôn kính đối với ý kiến ủng hộ và giải thích chính xác về điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của ngài và nói ngài ra mặt cùng với một vãn bối tranh luận có phần không hợp với thân phận, cứ để tôi thay mặt, không biết ngài có đồng ý không? Làm sao không muốn, Liễu Tuấn muốn còn không được, ông gật đầu nói. Nói như vậy xin cảm ơn Cốc Nho trước, cũng phiền cô bạn, Tiểu Thì, chút nữa tôi sẽ giới thiệu cô là học trò mới thu nhận của tôi là được rồi. Tất cả mọi người kể cả Trình Hy học thấy đột nhiên có một người từ phía sau tiến đến, cùng Liễu Tuấn cúi đầu khẽ thì thào nói nhỏ, cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong nhất thời đều có vẻ mặt kinh ngạc. Liễu Tuấn cũng không để mọi người chờ lâu, oang oang cười nói. Vừa đúng lúc tôi cũng mới nhận một học sinh là Nghiêm Tiểu Thì, sẽ để cô ấy ra mặt đại diện cùng Sở Nhiên thảo luận, thế nào? Liễu Tuấn đối với việc Cốc Nho ra mặt giải vây giúp ông trong lòng rất cảm kích, cũng có nhiều thiện cảm đối với Nghiêm Tiểu Thì. Kỳ thực người nghĩ ra chủ ý để Nghiêm Tiểu Thì ra mặt không phải là của Cốc Nho không có ý tùy cơ ứng biến thế này, không cần phải nói, người đưa ra chủ ý chính là Hạ Tường. Trình Hy học thực ra từng nghe tên Nghiêm Tiểu Thì, nhưng vẫn chưa gặp cô, tuy nhiên với tên Nghiêm Tiểu Thì không có ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa hôm nay vừa hưng phấn lại vừa cẩn thận, y không không liên tưởng Nghiêm Tiểu Thì cùng với tam kiếm khách của Nhật Báo Tỉnh Yến, bởi vì y có nằm mơ cũng không ngờ, Hạ Tường lại ngồi ngay phía dưới, tất cả nhất cử nhất động của y đều ở trong tầm mắt. Trình Hy học tìm không được lý do cự tuyệt, đã nói. Tốt, đương nhiên tốt, chúng ta cùng lắng nghe đánh giá của lớp trẻ về điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Hai vị học sinh, xin mời. Nghiêm Tiểu Thì ban nãy ở hàng thứ nhất khom lưng cùng Liễu Tuấn nói chuyện, chờ cô cười chân thành đi tới trước đài, đứng thẳng trước Sở Nhiên. Ánh đèn vừa chiếu, dung mạo thật của Nghiêm Tiểu Thì nhìn không sót một chi tiết nào mà xuất hiện trước mặt mọi người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy sáng ngời trước mặt, dường như ngọn đèn đã tăng sáng thêm, toàn bộ hội trường đều vô cùng sáng, Nghiêm Tiểu Thì mặc váy dài, như một đóa hoa cúc hương thơm bay xa, cười duyên dáng. Thản nhiên thanh nhã, váy dài thướt tha, tóc dài phẳng phất, khuôn mặt trái xoan chuẩn mực, kết hợp với dáng người thanh thoát xinh đẹp của cô, tất cả mọi người không khỏi cảm thán, vẻ đẹp cổ điển duyên dáng yêu kiều luôn luôn tìm thấy trong thơ ca từ xa xưa, không nghĩ tới lại có một ngày được tận mắt chứng kiến. Nghiêm Tiểu Thì vừa hiện diện thì hội trường ong ong lên tiếng động, sau lưng Hạ Tưởng và Phạm Tranh đều là học sinh, nghe họ xôn xao bàn tán. Người đẹp ở đâu thế? Thật quá đẹp. Chắc chắn không phải là Đại học Trung Sơn. Đại học Trung Sơn từ trước tới nay không có người đẹp, đó là điều ai cũng biết. Lại càng không phải là của Đại học Bắc Kinh và Thanh Hoa. Nữ sinh Đại học Bắc Kinh vừa quay đầu lại, hù chết một con bò bên đường. Nữ sinh Thanh Hoa vừa quay đầu lại, nhật nguyệt vô quang quỷ thần sầu. Trời ạ, người tình trong mộng của tôi rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Tôi còn tưởng rằng kiếp này sẽ không thể gặp được người đẹp như mình mong ước. Không nghĩ là hóa ra trên thế giới này thật có một người đẹp để cho tôi vừa thấy đã yêu. Phạm Tranh nói khẽ với Hạ Tưởng. Tiểu Thì quả thật rất xinh đẹp, năm cô ấy lên đại học, cũng được gọi là hoa khôi của Đại học Vũ Hán. May mà hiện tại không phải thời cổ đại, nếu không thì chắc chắn cô ấy phải gả cho tôi. Hạ Tưởng trừng mắt nhìn Phạm Tranh liếc mắt một cái. Nghĩ nghiêm chỉnh chút đi, Trình Hy học hết sức đả kích chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của Tỉnh Yến chúng ta. Chốc lát cậu cũng phải xuất trận cùng ông ta chiến đấu một phen. Phạm Tranh lập tức tươi cười, vẻ mặt trịnh trọng mà gật gật đầu. Trình Hy học cũng bị vẻ xinh đẹp của Nghiêm Tiểu Thì chấn động trong giây lát, sau đó nghĩ đến lẽ nào Liễu Tuấn cũng thông minh mà nghĩ tới thủ đoạn giống y. Không thể nào, Liễu Tuấn chẳng qua là một người chỉ biết nghiên cứu học vấn, ông ta làm sao mà có thể có thủ đoạn sắc sảo như vậy. Không để cho Trình Hy học nghĩ nhiều, Nghiêm Tiểu Thì và Sở Nhiên đã chính thức biện luận. Nghiêm Tiểu Thì đầu tiên là lịch sự hướng về phía Sở Nhiên chào hỏi, sau đó liền phản bác từng vấn đề ban nãy Sở Nhiên nêu ra. Tuyến đường sắt nối ra biển cùng du lịch văn hóa của thành phố Đan Thành thành công ở Ý Sáng Tạo. Ý Sáng Tạo chính là khơi dòng mà trước khi khai sáng người khác không thể nghĩ tới. Tạm không nói đến sau này có thành công hay không, bởi vì sự việc tương lai không cần thiết thảo luận. Nếu nói như lời cô không có kinh nghiệm để nơi khác có thể tham khảo, không thể làm điển hình để mở rộng ra cả nước, cách nói như vậy hiển nhiên là quá chủ quan, cũng quá chính quy. Trên thế giới tất cả các thành công đều là độc nhất vô nhị, cho dù là hình thức của Mỹ hay là Nhật Bản, hoặc là sự nghiệp chủ nghĩa xã hội như nước ta,
Dựa theo quan điểm của cô, chủ nghĩa xã hội không thể mở rộng trên phạm vi toàn cầu, bởi vì trên thế giới phần lớn là các quốc gia tư bản chủ nghĩa. Con đường chủ nghĩa xã hội không cần thiết phải kiên trì. Nghiêm Tiểu thì phản kích rất sắc bén mà chí mạng, chỉ mở miệng một cái khiến cho Sở Nhiên á khẩu không trả lời được. Sở Nhiên vốn là bị vẻ xinh đẹp của Nghiêm Tiểu thì làm cho kinh ngạc. Cô cảm thấy tự ti với người trước mặt, còn không kịp tỉnh táo lại đã bị vặn hỏi, lập tức sững sờ tại chỗ, không nói gì. Không nghĩ tới Nghiêm Tiểu thì thể hiện điệu bộ thẹn thùng, khi nói chuyện thì giọng nói mềm mại không có sức, nhưng ngôn từ cũng là những câu chu tâm, ép tới Sở Nhiên thở hổn hển. Một hồi lâu sau, Sở Nhiên mới tỉnh lại, không khỏi quá thẹn thành giận mà nói. Được, cô đã chụp mũ trước, rõ ràng là không cho người ta cơ hội phản bác. Vậy tôi lại hỏi cô, đầu tư đạt phú của thành phố Bảo và cái gọi là thay đổi chế độ xã hội ở nhà máy tương cải, lại là chuyện thế nào? Chính như giáo sư Trình nói, thành phố Đan Thành và thành phố Bảo đều có rất nhiều doanh nghiệp cũ của nhà nước có thể thay đổi chế độ, có thể đưa vốn đầu tư vào phục hồi. Vì sao chỉ đầu tư vào dự án du lịch văn hóa? Chỉ đầu tư vào nhà máy tương cải, là có ý gì, hay là bên trong có vấn đề gì? Lời này nói ra, phía dưới có tiếng huýt, hiển nhiên Sở Nhiên dưới tình thế cấp bách phạm vào một sai lầm nghiêm trọng. Cô muốn học Trình Hy học công kích nhân thân nhằm thay đổi tầm mắt, muốn lợi dụng tâm lý căm ghét tham quan của mọi người để chút lửa giận lên người Hạ Tường. Nhưng rõ ràng kỹ thuật không đủ thành thạo, bản lĩnh dẫn họa chảy về hướng đông không thành công. Nên làm cho người nghe bất mãn. Nghiêm Tiểu thì căm ghét nhất là vừa rồi Trình Hy học ngang ngược chỉ trích Hạ Tưởng, bây giờ Sở Nhiên lại muốn đem Hạ Tưởng tạo thành hình tượng quan tham, trong lòng càng khó hả cơn giận, cô cười lạnh một tiếng và nói. Bạn Sở không cần kích động, càng đừng suy đoán lung tung chỉ trích mù quáng. Chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến là từ tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh liên hợp thực hiện, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh dốc sức ủng hộ. Có chuẩn bị quy hoạch và sắp xếp rất tỉ mỉ. Không đến lượt người ngoài khoa tay múa chân, nhất là những người chỉ biết lý luận suông. Kết cấu sản nghiệp có hai dạng hợp lý và không hợp lý, mục đích tiến hành điều chỉnh chính là hợp lý hóa những gì không hợp lý. Nhưng có vài doanh nghiệp cũ nhà nước có những thói quen khó thay đổi, như một thứ đồ sứ cũ nát không còn giá trị tu bổ, là tốn khoản tiền lớn để làm công việc bề ngoài vô vị. Hay là lấy nguyên liệu có sẵn để tái chế lại thành một món đồ sứ mới là hợp lý. Nếu là cô cũng sẽ đập vỡ đồ sứ cũ để mua đồ sứ mới, vì sao? Bởi vì điều chỉnh kết cấu sản nghiệp chính là muốn thay đổi những quan niệm cổ hủ lạc hậu, chính là muốn đào thải bớt các cơ chế lạc hậu xây dựng nên các cơ chế mới có tính cạnh tranh hơn, chính là muốn phá vỡ thế độc quyền, trả lại một công bằng cho thị trường. Thử hỏi. Khi quần áo cũ không còn mặc được thì cô miễn cưỡng mặc trên người hay là sẽ vứt đi để thay quần áo mới? Hay, nói rất hay. So sánh rất thích hợp, người đẹp giỏi lắm, chúng tôi ủng hộ cô. Hiện trường rất vui mừng, hô hào vì ví dụ đặc sắc của Nghiêm Tiểu Thì. Chương 492, hiệp đấu đầu tiên, giận dữ cực độ. Hạ Tưởng cười thầm, Nghiêm Tiểu Thì cũng khá hư hỏng, sau cùng dùng chiếc áo cũ để hỏi khó Sở Nhiên. Còn nói ra những lời nói áo không che thân, chính là để cho khán giả có mặt miên man bất định, chính là muốn mọi người xôn xao. Sách động không khí hiện trường cũng là một chiến lược, khiến sĩ khí của mọi người vì mình mà dùng, cũng có thể đem đến cho đối phương áp lực thật lớn. Mặc kệ có phải là âm thầm sử dụng một số thủ đoạn nhỏ hay không, mục đích đã đạt được, thì có được hiệu quả muốn có. Trước tiên vẻ bề ngoài của Nghiêm Tiểu thì đã chiếm được thiện cảm của đa số nam sinh phía dưới. Kế đến cô quả thật miệng mồm lanh lợi, hai hiệp tiếp theo, phản bác đến nổi Sở Nhiên không còn sức chống trả, còn Sở Nhiên dưới sự hoảng loạn, lại phạm sai lầm, liền gây cho cô cục diện thảm bại. Sở Nhiên đương nhiên không cam tâm bị Nghiêm Tiểu thì đột nhiên xuất hiện đánh bại, đại kế nổi danh mà cô thiết kế tỉ mỉ mắt thấy sẽ phó mặc, trở thành trò cười trong mắt mọi người, không khỏi hổn hển nói. Cô nói tôi chỉ biết lý luận suông, cô thì biết gì? Chẳng phải cô cũng chỉ biết lý luận suông hay sao? Có bản lĩnh thì tường tận nói xem đầu tư cô đắc thành phố Bảo có điểm thành công nào. Cải cách nhà máy tương cải có kinh nghiệm gì đáng phổ biến? Hừ, có số liệu thực tế mới có thể khiến người khác tin tưởng nghe theo. Sở Nhiên nói như thế là có tính chất dở trò. Bởi vì thân phận công bố bên ngoài của Nghiêm Tiểu thì chỉ là học sinh của Liễu Tuấn, chẳng qua cô chỉ là một học sinh, sao có thể tiếp xúc với số liệu bảo mật của nhà máy? Chất vấn của Sở Nhiên chính là cố tình gây sự.
Trình Hy học lại giả vờ không biết Sở Nhiên đang giở trò, ngược lại cũng vẻ mặt tò mò hỏi. Đúng thế, xin bạn Nghiêm vui lòng cho ví dụ về số liệu cụ thể, cũng tiện để làm tham khảo. Nụ cười của Trình Hy học lọt vào trong mắt Hạ Tưởng, chính là biểu hiện vô cùng giả dối. Trình Hy học đương nhiên rõ hơn Sở Nhiên, Nghiêm tiểu thì không thể biết số liệu tiêu thụ cụ thể trước và sau khi nhà xưởng cải cách, y lại cố ý hỏi như vậy, chính là cố ý gây khó dễ. Hiển nhiên, vì mục đích đã bắt đầu bất chấp thủ đoạn. Cũng do Trình Hy học không ý thức được đột nhiên Nghiêm tiểu thì bất ngờ xuất hiện, chẳng những tướng mạo hơn Sở Nhiên, tài ăn nói cũng sắc bén hơn Sở Nhiên. Mấy hiệp tiếp theo, không ngờ khiến Sở Nhiên hoàn toàn bị đánh bại. Đối mặt với phản kích chung của hai người Sở Nhiên và Trình Hy học, Nghiêm tiểu thì cố gắng trấn tĩnh, trong nội tâm lại hiện ra một chút bối rối. Đương nhiên cô không thể nào biết số liệu cụ thể, nhưng cũng không thể trực tiếp lên tiếng nói tôi không biết, sẽ khiến mọi người chê cười, mặc dù cũng biết Trình Hy học cố ý gây khó dễ, cô cũng phải xử lý thỏa đáng mới có thể ứng phó với hoàn cảnh khó khăn trước mắt. Khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Liễu Tuấn nói. Giáo sư Trình nói đùa rồi, biện luận vốn là lý luận suông, dùng sự thật nói cũng chỉ là ví dụ sự thật, chẳng phải là so sánh số liệu. Nếu như quả thật là so sánh số liệu thì phải mời người chuyên nghiệp hơn đến lên lớp cho chúng ta. Lý luận nghiên cứu chỉ cung cấp một sự phán đoán và khả năng, mãi mãi không thể làm tiêu chuẩn trong cuộc sống thực tế, chỉ có thể làm tham khảo. Tuy rằng tôi cũng làm công việc nghiên cứu lý luận, trên thực tế người mà tôi khâm phục nhất, vẫn là người chấp hành dùng hành động thực tế cụ thể chấp hành trong cuộc sống. Đối với kết luận về điều chỉnh kết cấu sản nghiệp không khả thi trong các tỉnh nội địa mà anh căn cứ theo lý luận nghiên cứu để đưa ra, tôi không tán thành. Lời nói của Liễu Tuấn cũng xem như giáp mặt gây khó dễ lớn cho Trình Hy học, sắc mặt của Trình Hy học hơi thay đổi, trong lòng vô cùng không vui. Tục ngữ nói vuốt mặt phải nể mũi, trên buổi thuyết trình ở trước mặt mọi người chỉ trích lý luận của y, cũng xem như công khai chống đối với y. Cũng khó trách Liễu Tuấn không nể mặt Trình Hy học. Thật sự là chuyện Trình Hy học lợi dụng Sở Nhiên ra mặt quá khôn khéo hơn người, vừa rồi thái độ không thuận theo không buông tha của Sở Nhiên quá ép người, còn Trình Hy học chẳng những không chỉ trích Sở Nhiên cố ý gây sự, ngược lại còn đích thân ra mặt đối phó Nghiêm tiểu thì, khiến Liễu Tuấn đối với phẩm hạnh của Trình Hy học càng coi thường, sau cùng khiến y tức giận, giáp mặt phủ định lý luận của Trình Hy học. Trình Hy học hơi sửng sốt, Liễu Tuấn phát biểu không chỉ đại diện cho thân phận cá nhân của y, mà là thái độ của Đại học Bắc Kinh. Cũng như nói trong số những giáo sư mấy trường lớn được mời đến ngày hôm nay, đã có người rõ ràng lên tiếng phản đối. Cục diện hòa khí êm thấm hoàn toàn ủng hộ trong ý nghĩ của Trình Hy học không xuất hiện, đều trách Nghiêm tiểu thì gây thêm rắc rối. Nếu như không phải cô bất ngờ xuất hiện, với tính cách của Liễu Tuấn, sau khi biện luận vài câu với Sở Nhiên, tùy ý tìm một bậc thang đi xuống, mọi người đều yên ổn không vô sự, cười ha ha, cảnh tượng mọi người vui vẻ tốt biết bao. Đáng hận, đáng giận. Trình Hy học sửng sốt hết mấy giây mới tỉnh táo trở lại, lập tức cười. Trên thế giới vốn không có lý luận đúng mọi nơi mọi lúc, giáo sư Liễu có ý kiến bất đồng, tôi khiêm tốn chấp nhận, vẫn xin giáo sư Liễu tiếp tục phát biểu về đề tài thảo luận điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của chúng ta có thể phổ biến toàn diện các tỉnh nội địa hay không, tiếp tục thảo luận. Đúng lúc trước mắt tỉnh Yến là một trong số các tỉnh nội địa trong nước thi hành điều chỉnh kết cách sản nghiệp kiên trì nhất, cũng có chút thành tích, hơn nữa cách thủ đô gần nhất. Dễ dàng đưa ra kết luận tỉ mỉ xác thực, cho nên tiếp theo chúng ta lấy thành tích giai đoạn hiện nay của tỉnh Yến tiến hành thảo luận luận chứng. Liễu Tuấn không hề gì mà vung tay lên, nói. Hạng mục du lịch văn hóa, từ phương diện lớn mà nói là phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa, từ phương diện nhỏ mà nói là giáo dục giải trí, càng có ý nghĩa thực tế hơn so với một số chính quyền địa phương vì tăng thêm danh tiếng, vô căn cứ tạo ra một số thần thoại truyền thuyết dán vàng trên mặt. Thành phố Đan Thành là quê hương của các câu thành ngữ, mà hơn một nửa thành ngữ trong nước ta hình thành trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, hiện tại văn hóa dân tộc bị cuốn trôi mất, rất nhiều sinh viên ra sức học ngoại ngữ, nhưng lại không hay biết gì về sự tích tổ tiên của bản thân, tình trạng này không thể không khiến người khác đau lòng. Chúng ta cực khổ mười mấy năm bồi dưỡng ra một sinh viên tốt nghiệp chuyên nghiệp Anh văn, nếu như cho cậu ấy ra nước Mỹ, cậu ấy ngoại trừ có thể nói chuyện với người khác, còn có kỹ năng chuyên nghiệp gì? Cho nên tôi nói, văn hóa du lịch là một chuyện tốt lợi dân lợi nước, đáng để phổ biến. Thực lực tổng hợp của một quốc gia, đứng đầu không phải là GDP, mà chính là trong xã hội hiện thực, người khiến người khác tôn kính nhất không phải vì người đó có tiền hay không mà là có nhân phẩm hay không, có văn hóa hay không. Quốc gia cũng như vậy,
quốc gia có văn hóa có phẩm cách, mới có tiền đồ và tương lai. Nghiêm Tiểu thì đưa ánh mắt cảm kích về phía Liễu Tuấn, chẳng những vị y giải vây cho bản thân, cũng là vị y khẳng định về hạng mục văn hóa du lịch. Bởi vì cô chính là nhà đầu tư của văn hóa du lịch. Lời nói của Liễu Tuấn khiến cho không ít người xôn xao, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sở Nhiên đã lấy lại bình tĩnh, lại gia nhập vào trong biện luận, nói. Lời nói của giáo sư Liễu quả thật khiến người khác suy nghĩ sâu xa, nhưng đề tài thảo luận hôm nay là thảo luận điều chỉnh kết cấu sản nghiệp có tính khả thi phổ biến toàn diện các tỉnh nội địa hay không, không phải thảo luận văn hóa truyền thống Trung Quốc. Tạm thời cho dù hạng mục văn hóa du lịch là một sự thử nghiệm thành công, tôi muốn thỉnh giáo thêm giáo sư Liễu một chút, đường sắt nối ra biển hao tổn vốn đầu tư cực lớn, ngoại trừ có lợi cho nhà máy thép Đan Thành, cũng không có ích lợi bao nhiêu đối với những thành phố dọc tuyến, có phải có thể xem như là một ví dụ hại người lợi ta hao tài tốn của hay không? Đúng, ngoại trừ đường sắt nối ra biển không thể thấy được nhiều chỗ có ý nghĩa hiện thực và có thể mượn tham khảo, ngay cả đầu tư Kodak về lâu về dài cũng là một hành vi thiển cận lấy lợi ích lâu dài đổi lấy lợi ích trước mắt. Còn cải tạo nhà máy tương cải càng là một trò cười. Một người vừa đi vừa nói, từ dưới sân khấu đi đến trước sân khấu, đứng bên cạnh Sở Nhiên. Người đến khoảng 30 tuổi, khí khái anh hùng kinh người, mặc đồ vest, mặt chữ điền, mắt to, nên nói là một chàng đẹp trai đúng tiêu chuẩn, đáng tiếc duy nhất là chân mày của y rất nhạt. Nếu như mọc thêm một hàng chân mày rậm thì sẽ rất có khí chất đàn ông vô cùng quyến rũ. Y nho nhã lễ độ mà hướng xuống sân khấu cúi chào một cái, tự giới thiệu nói. Tôi tên Trương Dương, đang học tiến sĩ ở Đại học Trung Sơn, là học sinh của Trình Lão. Trương Dương, Sở Nhiên đứng kề vai sát cánh, giống như một cặp đối tác. Dù là tướng mạo hay là khí chất đều ở thế thượng thừa, lại dẫn đến tiếng nghị luận phía dưới. Tuy nhiên lần này đều là thu hút ánh mắt của nữ sinh. Trương Dương tự giới thiệu xong, tiếp tục nói. Tôi dám nói, 2 năm sau, nhiều nhất là 3 năm. Kodak sẽ lấy được quyền khống chế cổ phần, Đạt Phú sẽ đánh mất ưu thế thương hiệu vốn có, thương hiệu nổi tiếng mười mấy năm trong nước có thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ đó trở đi Đạt Phú xem như phụ thuộc và là nhà máy gia công của Kodak. Đối với phòng nghiên cứu máy chụp hình kỹ thuật số 500 triệu đô la Mỹ, đơn thuần chỉ là bài trí, tuy nhiên chỉ là kỳ xảo để che mắt người mà thôi. Rốt cuộc là Kodak quá thông minh hay nhân viên đàm phán của chúng ta quá ngu xuẩn nên không được biết. Nghe nói chủ đạo đàm phán Hạ Tưởng chỉ là một sinh viên tốt nghiệp khoa chính quy. Cũng khó trách, ngay cả bằng cấp nghiên cứu sinh cũng không có, còn muốn giao tiếp với người Mỹ xảo quyệt. Nếu như không ngoài dự đoán, chắc chắn anh ta sẽ bị người Mỹ làm cho xoay vòng, đương nhiên cũng không ngoại trừ khả năng anh ta biết rõ là cạm bẫy còn muốn nhảy vào. Dù sao tổn thất chính là quốc gia, được lợi ích thực tế là cá nhân. Còn ví dụ về nhà máy tương cải, căn bản không đáng nhắc đến, không thể phô bày, không cần nói. Cốc Nho tức giận đến nổi suýt chút vỗ bàn đứng lên, nhưng bị Hạ Tưởng kéo lại. Cho dù trong lòng Hạ Tưởng cũng đang trong cơn tức giận, nhưng vẫn kiềm nén lại kích động muốn lao ra lý luận một phen với Trình Hy Học, thời cơ chưa đến, bây giờ đi lên sẽ không đạt được hiệu quả y muốn có, y liền khẽ nói với Cốc Nho. Cốc lão bất giận, bây giờ ông vẫn không nên ra mặt, còn chưa tới thời điểm mấu chốt. Ông nên ra mặt trong thời điểm nguy cấp nhất mới có thể tạo được hiệu quả ngăn cơn sóng dữ, bây giờ Phạm Tranh đã lên rồi. Phạm Tranh chẳng những là con trai của Phạm Duệ Hằng, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ đối với chuyện người khác khoa tay múa chân với Tỉnh Yến, y cũng là nhà đầu tư của nhà máy tương cải, bị Trương Dương làm thấp đi không còn đáng gì, đương nhiên vô cùng căm tức, liền lập tức đứng ra, sải bước đi đến trước sân khấu, đứng chung với Nghiêm Tiểu Thì. Ưu thế lớn nhất của Phạm Tranh chính là đẹp trai, hơn nữa trong cử chỉ còn có chút khí chất bất cần đời. Từ nhỏ y đã sinh sống trong môi trường ưu việt, từ khi biết chuyện thì cha đã là cán bộ nhà nước. Có thể nói y là cùng với Phạm Duệ Hằng từng bước thăng chức trưởng thành đi lên, gặp nhiều quan lớn quyền quý. Tầm mắt cao, kiến thức rộng, không phải một người xuất thân từ gia đình bình thường, cho nên so ra, nhất cử nhất động của y đều để lộ sự tự tin và ngạo nghễ. Nhất là dưới cơn thịnh nộ của y, bề ngoài toát ra khí thế tài trí hơn người, vừa xuất hiện, liền đè ép khí thế của Trương Dương. Đừng nói Trương Dương là một tiến sĩ, dù là giáo sư tiến sĩ, chỉ xuất thân trong gia đình bình thường. Không trải qua hôn đúc quyền thế trong gia đình quan lớn, làm sao có được khí phách hơn người của Phạm Tranh. Đột nhiên bị Phạm Tranh xuất hiện trấn áp, vẻ mặt kinh ngạc mà nói không ra lời.
Phạm Tranh cũng mặc đồ vest, tuy nhiên so với bộ vest đáng giá khoảng 1.000 tệ của Trương Dương, y mặc toàn hàng hiệu nước ngoài, trị giá trên 1.000 đô la Mỹ, khi so sánh, cao thấp liền thấy rõ. Hơn nữa Phạm Tranh đẹp trai không kém Trương Dương, còn có nụ cười nhạo trên khóe miệng y, lập tức khiến cho nữ sinh có mặt theo đuổi, tiếng hò hét dưới sân khấu không ngừng. Phạm Tranh không để ý tiếng hò hét của nữ sinh dưới sân khấu, mà lạnh lùng quan sát Trương Dương, nói. Vừa rồi nghe anh nói ẩu nói tả, nói có vẻ như đạo lý rõ ràng, trên thực tế lại là dám chó không kêu. Anh biết cái gì gọi là phòng nghiên cứu máy ảnh kỹ thuật số. Anh có từng nghiên cứu tỉ mỉ toàn bộ quá trình hạ tưởng chủ đạo và đàm phán với Kodak hay không? Anh có biết Bộ Ngoại thương đã từng mời Hạ Tưởng đến dự tọa đàm giảng giải và tường thuật kinh nghiệm đàm phán của anh ấy với chuyên gia Bộ Ngoại thương hay không? Anh có biết ngay cả Chủ tịch Smith của Kodak cũng vô cùng khâm phục cách nhìn thương nghiệp và tài ăn nói của Hạ Tưởng hay không? Hạ Tưởng có bằng cấp tốt nghiệp khoa chính quy là thật, nhưng anh có biết là hiện anh ấy đang là đệ tử đắc ý của Cốc Nho tiên sinh hay không? Không lâu sau anh ấy sẽ lấy được bằng nghiên cứu sinh. Anh có biết hay không cho dù học lực cao đến tận trời? Nếu như không thể có đóng góp cho xã hội, không thể chuyển hóa thành sức sản xuất thực tế thì chẳng qua chỉ là lý luận suông cao cấp nhất, là lâu đài trên không trung không thực tế nhất mà thôi. Đã nói ra sự tức giận trong lòng, nhưng Phạm Tranh chưa nói hết ý, lại nghĩ đến lời nói của Trương Dương về nhà máy tương cải, càng nổi trận lôi đình. Càng đáng cười hơn chính là anh căn bản không hiểu thế nào là cải cách chế độ xã hội, thế nào là điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, liền vội vàng bình luận. Anh vô tri không phải lỗi của anh đem vô tri bộc lộ ra cho mọi người khiến mọi người đều bị sự vô tri của anh lừa gạt chính là cái sai của anh. Cũng như anh có đôi chân thối không phải lỗi của anh, nhưng anh nhất định phải ở trước mặt mọi người cởi bỏ giày dùng khí thối để hôn mọi người chính là nhân phẩm anh bất chính. Tôi nói cho anh biết Trương Dương, đàm phán của Kodak tôi không muốn tranh luận với anh, bởi vì tôi không đích thân tham gia, không hiểu tường tận, không có tư cách soi mói. Tôi không giống anh. Mặt dày tâm địa đen tối, không hiểu mà giả vờ hiểu, tưởng rằng lấy học vị tiến sĩ thì thông hiểu mọi chuyện. Trên thế giới có biết bao nhiêu tiến sĩ, anh là một người học vấn nông cạn nhất mặt dày nhất mà tôi từng gặp. Đối với cải cách chế độ xã hội, tôi có lời muốn nói, hơn nữa còn muốn rõ ràng nói cho anh một sự thật, dùng số liệu nói cho anh biết sự thật. Trương Dương bị Phạm Tranh mắng chửi cho mất mặt, muốn cãi lại, há miệng ra, nhưng lại nói không nên lời. Còn bị khí thế của Phạm Tranh ép lui hai bước, suýt chút đứng không vững, may mắn Sở Nhiên ở bên cạnh đưa tay đỡ y. Không đợi Trương Dương lấy hơi, lửa giận của Phạm Tranh theo sự thật của cải cách chế độ nhà máy tương cải lại dâng trào mãnh liệt như nước lũ. Nhà máy tương cải Mậu Thịnh thành phố Bảo trước khi chưa cải cách chế độ, ngạch tiêu thụ năm hơn 10 triệu, sản phẩm chỉ có một, thu nhập hàng tháng của công nhân viên chức 500 tệ. Thông qua đường lối cải cách chế độ của Hạ Tưởng, sau khi thu hút 6 triệu vốn đầu tư, trải qua một loạt quảng bá và mở rộng sản phẩm, 3 tháng sau, ngạch tiêu thụ nhà máy tương cải Mậu Thịnh đã đột phá mức 10 triệu, thu nhập hàng tháng của công nhân viên chức vượt qua 800 tệ. Theo bảo thủ suy đoán, ngạch tiêu thụ cả năm có hy vọng đột phá mức 25 triệu, đến cuối năm, thu nhập hàng tháng của tất cả công nhân viên chức sẽ đạt đến 1.200 tệ, kỹ sư cao cấp cá biệt trên 2.000 tệ. Theo tình thế phát triển trước mắt và phản ứng của thị trường, giá trị sản lượng sang năm vượt qua 40 triệu cũng không phải không có khả năng. Xin hỏi tiến sĩ Trương, anh đã học mấy chục năm, hiện nay mỗi tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Hiện nay anh đã có bằng tiến sĩ, đã có đóng góp gì cho quốc gia? Có được 1% cống hiến mà đồng chí Hạ Tưởng có bằng chuyên khoa chính quy đã làm cho quốc gia hay không? Nếu như anh còn không tin, cá nhân tôi bỏ tiền tài trợ đích thân đi một chuyến đến nhà máy tương cải Mậu Thịnh, sau khi anh đến nhà máy. Đi trong nhà máy hô một tiếng, tôi là tiến sĩ, xem có người để ý đến anh hay không. Sau đó anh lại hô to một tiếng, tôi là Hạ Tưởng, xem có bao nhiêu công nhân lớn tuổi đến cầm tay anh, đối với anh cảm kích đến rơi nước mắt. Các đồng chí, Phạm Tranh xoay người lại, mặt hướng về tất cả mọi người ở dưới sân khấu, vẻ mặt kiên định, dõng dạc nói. Khi chúng ta đang ở đây bàn luận viển vông, khi chúng ta còn đang thảo luận điều chỉnh kết cấu sản nghiệp có phải khả thi hay không, thì điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến đang thay đổi cuộc sống của hàng ngàn hàng vạn người dân, đem đến hy vọng cho họ, đem đến thay đổi cho họ, đem đến hạnh phúc cho họ. Vì dân chờ lệnh, vì nhân dân phục vụ, mà chúng ta thường treo bên miệng cụ thể là chỉ cái gì? Không phải là chúng ta lại phát biểu lý luận cao thâm gì, không phải chúng ta lại xuất bản mấy quyển sách,
cũng không phải chúng ta lại phát biểu diễn văn nhiệt tình rào rạt, mà là những người thiết thực vì phúc lợi của dân chúng, nghĩ cho lợi ích của dân chúng, hơn nữa thật sự vì họ mà làm ra những việc thật. Phạm Tranh nói xong, dầm, một tiếng vô cùng trang nghiêm mà đứng thẳng, sau đó trịnh trọng hướng về phía dưới sân khấu cúi chào thật lâu. Trầm mặc kéo dài đến 10 giây. Hay, nói quá hay. Không biết là ai đột nhiên hô lên một câu, lập tức dưới sân khấu có một loạt tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo, tiếng nói hay, tiếng xôn xao vang lên như sấm. Tinh thần quần chúng sôi trào. Lần đầu tiên Phạm Tranh nhận được sự hoan hô của người trước mặt, cố gắng kiềm chế kích động trong lòng, vẻ mặt y kiên nghị, nhắm chặt môi, ánh mắt kiên định nhìn Trình Hy Học liếc mắt một cái. Sắc mặt của Trình Hy Học có chút tái nhợt, chuyện xảy ra quá đột ngột, Phạm Tranh nói chuyện nhanh, khí thế mạnh, trong vẻn vẹn mấy phút, còn chưa kịp đợi phản ứng, tất cả đã được xác định, mà y thì ngay cả Phạm Tranh là ai cũng không biết. Sao lại thế này, rốt cuộc cậu ta là ai? Học sinh Đại học Trung Sơn có ai lại to gan như thế? Cho dù có, ai có thể có lời nói và quan điểm sắc bén như vậy? Sau khi lấy lại bình tĩnh, Trình Hy Học vẻ mặt không vui hỏi. Cậu là ai? Cậu là học sinh trường nào? Cậu ấy là ai không quan trọng, quan trọng là buổi thuyết trình của giáo sư Trình có phải là một buổi cho phép mọi người phát ngôn thoải mái hay không? Nếu như giáo sư Trình rộng lượng như vậy, chúng tôi cũng nguyện tham gia vào thảo luận. Nếu như không phải, chúng tôi lui xuống là được rồi, cũng không phiền giáo sư Trình lo lắng. Nghiêm Tiểu thì không mềm mỏng không cứng rắn nói một câu, chính là muốn dùng lời nói ép buộc Trình Hy Học. Trình Hy Học vốn nghĩ Nghiêm Tiểu thì không lợi hại, khí thế vênh váo hung hăng của Phạm Tranh mới khó đối phó, nghe Nghiêm Tiểu thì đều mà nói ra những lời khiến y tiến thoái lưỡng nan, lập tức kinh ngạc, không khỏi nhìn thêm Nghiêm Tiểu thì vài lần, thầm nghĩ cô nữ sinh này tuổi không lớn, lại vô cùng xinh đẹp, nói chuyện cũng giọng điệu dịu dàng, tưởng rằng cô là người mềm yếu, không ngờ cô lại có bản lĩnh một đao dịu dàng. Trước mắt một nam một nữ, nam thì khí thế kinh người, nói chuyện tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nói rất đúng lý hợp tình, câu nào cũng có lý, khiến người khác không thể tìm ra điểm sai lớn. Nữ thì một đao dịu dàng, nói chuyện không nhanh không chậm, nhưng lại cẩn thận, hơn nữa ẩn chứa lời nói sắc bén, khiến người ta không thể không cẩn thận đề phòng. Sao hôm nay đột nhiên xuất hiện hai nhân vật lợi hại như vậy? Chương 493, hiệp đấu thứ hai, ám chỉ. Trình Hy Học ổn định tâm thần, hơi gật đầu. Buổi thuyết trình là một buổi dành cho mọi người tụ họp thảo luận. Không phải chỉ có một mình tôi nói, hoan nghênh bất đồng ý kiến, hoan nghênh phê bình chỉ trích. Tuy nhiên chàng trai trẻ này rốt cuộc là ai, báo tên để mọi người quen biết. Còn nữa, vừa rồi cậu cho ví dụ về số liệu nhà máy tương cải từ đâu mà có thể tiết lộ một chút hay không? Trình Hy Học hơi hoài nghi lai lịch của Phạm Tranh, bởi vì y có thể nắm rõ số liệu và sự thật, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, nói không chừng là người của tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến. Tôi là vô danh tiểu tốt, họ tên thì không cần phải nhắc. Phạm Tranh mới không nói cho Trình Hy Học biết y là ai, càng thần bí mới càng có uy lực. Số liệu mà tôi vừa nói tuyệt đối là thật, nhưng làm thế nào biết được thì không thể nói ra, giáo sư Trình không tin, cuối năm có thể thông qua quan hệ của Cục Thuế vụ thành phố bảo để xác thật về tình hình lợi nhuận và thuế của tương cải Mậu Thịnh. Thế thì không cần, nếu như cậu đã cho ví dụ về số liệu. Đương nhiên tôi tin tưởng nhân phẩm của cậu sẽ không ngụy tạo lung tung. Tuy nhiên sự thành công của một nhà máy tương cải nhỏ nhoi nói lên điều gì? Trình Hy Học rộng lượng mà vung tay lên, tự mình ra trận và biện luận với Phạm Tranh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chàng trai trẻ, có lẽ cậu hiểu chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, tôi muốn thỉnh giáo cậu, đầu tư cô đắc có cho là một góp vốn thành công hay không? Trong đó hạ tưởng có khơi dậy tác dụng mấu chốt hay không? Từ khi thi hành chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến đến nay, đầu tư Kodak luôn được coi là thành tựu lớn nhất để tuyên dương. Trên thực tế hơn một năm trước về chuyện góp vốn, Đạt Phú đã từng có nhiều lần tiếp xúc và bí mật đàm phán với Kodak. Sau khi hạ tưởng vào tổ lãnh đạo, chẳng qua chỉ là nhặt được cái lợi có sẵn, nhưng tuyên dương khắp nơi về thành công của điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, có phải có chút hiềm nghi hơi lừa đời lấy tiếng hay không? Trình Hy Học hỏi lại không thể không nói cũng vô cùng sắc bén, chẳng những chỉ thẳng chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến không có thành tích gì, còn gạt bỏ toàn bộ công lao của Hạ Tưởng, chính là muốn tạo ra cho mọi người cảm giác sai là Hạ Tưởng vô dụng. Phạm Tranh trước là vẻ mặt nghiêm túc, trầm mặc không nói.
Qua một lúc sau, đột nhiên cười. Giáo sư Trình, về chuyện cô đắc đàm phán, tôi không thảo luận với ông, bởi vì tôi không trải qua quá trình đàm phán, không có quyền phát ngôn. Còn liên quan đến thành công thi hành chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, kể cả thành tích từ khi thi hành đến nay, và sau này sẽ có thành tựu lớn thế nào, vẫn là mời Hạ Tưởng tự mình nói với ông, dù sao đương sự lên tiếng, mới có sức thuyết phục nhất. Trình Hy học giật mình không vội hỏi. Hạ Tưởng cũng có mặt, không thể nào, sao cậu ấy lại đến nghe tôi thuyết trình? Chẳng lẽ Cốc Nho cũng đến? Phạm Tranh thấy Trình Hy học phản ứng lại, ha ha cười. Không sai, Cốc Lão cũng đến đây, chẳng những Cốc Lão tự mình đại giá quang lâm buổi thuyết trình của ông, mà ba đệ tử của Cốc Lão cũng đều dắt tay đến, Nghiêm Tiểu thì không cần giới thiệu, tôi là Phạm Tranh, đương nhiên rồi, còn có một người luôn ở dưới sân khấu nghe ông không ngừng khen ngợi đó là Hạ Tưởng. Nói thêm một câu, Hạ Tưởng rất rộng lượng, vẫn không tức giận. Trình Hy học bị đánh một cái trở tay không kịp, nghe nói Hạ Tưởng luôn ở dưới sân khấu, trong lòng không khỏi có chút bối rối, quá bất ngờ, quá kinh ngạc, không thể tin nổi, sao Hạ Tưởng luôn ở đây. Bình tĩnh mà xem xét, Trình Hy học cũng không có nhiều ân oán riêng tư với Hạ Tưởng, chẳng qua bởi vì vị trí của Hạ Tưởng mà quyết định hắn nhất định phải trở thành đối tượng công kích của y, hơn nữa Hạ Tưởng lại là học sinh của Cốc Nho. Cốc Nho xưa nay không hợp với y ở trong giới học thuật, nhằm đả kích chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, y nhất định phải lấy Hạ Tưởng ra nói. Dần ra Hạ Tưởng đã trở thành đối tượng chèn ép số một trong lòng của Trình Hy học. Trình Hy học không có quyền trong tay, nhưng lại có một cây bút có thể vô hình giết người. Dùng ngòi bút làm vũ khí có khi còn lợi hại hơn quyền lực. Mục đích thuyết trình hôm nay của y, một là xác định địa vị Thái Sơn Bắc Đầu chân chính của y trong giới học thuật. Hai là mượn cớ thuyết trình hôm nay lên giọng tạo áp lực cho tỉnh Yến để phối hợp kế hoạch phía sau của cấp trên. Ba là thừa cơ chèn ép thanh danh của Hạ Tưởng, không muốn hắn có cơ hội nổi danh ở thủ đô. Sự kiện nhật báo tỉnh Yến lần trước quả thật khiến y khủng hoảng mấy ngày, bởi vì bài văn Tam Kiếm Khách gây chấn động quá lớn, ngay cả thủ đô cũng có không ít truyền thông nghe tin lập tức hành động, dự định đến tỉnh Yến phỏng vấn Tam Kiếm Khách, kết quả vẫn là cấp trên lên tiếng mới có thể xóa bỏ ý niệm trong đầu. Tuyệt đối không ngờ buổi thuyết trình mà y tỉ mỉ chuẩn bị, không ngờ Hạ Tưởng tham dự toàn bộ quá trình, hơn nữa còn luôn tránh ở dưới sân khấu, âm thầm trốn tránh để theo dõi nhất cử nhất động của y. Trình Hy học không khỏi có chút ớn lạnh, bởi vì Hạ Tưởng có thể nhẫn nhịn đến giờ vẫn không ra mặt, mà để Nghiêm Tiểu thì và Phạm Tranh ra mặt trước. Hắn có phần kiềm chế và trấn tĩnh này đủ để nói rõ hắn vô cùng bình tĩnh và lý trí, bình tĩnh đến đáng sợ, lý trí đến dọa người. Bởi vì hắn mới được bao nhiêu tuổi mà không ngờ có kiên nhẫn như vậy. Trình Hy học tự tin nếu có người trên sân khấu công kích y thậm tệ, y sẽ không đợi đến bây giờ cũng không có một chút phản ứng, sớm đập bàn đứng lên rồi. Hạ Tưởng nhẫn nại càng lâu, y càng sợ. Không ít chuyên gia giáo sư có mặt ở đây đều vì đầu tư cô đắc, đã từng nghe tên của Hạ Tưởng, từng thấy bài văn trên báo của Hạ Tưởng, luôn thấy hiếu kỳ đối với Hạ Tưởng, nghe Phạm Tranh nói Hạ Tưởng cũng có mặt trong hội trường. Liền nghị luận xôn xao, và nhìn về phía sau. Tham Lâm Khai và Ngô Lâm Sâm ngồi ở giữa nhìn nhau, lại cúi đầu nói khẽ vài câu, sau đó cùng nhau hướng nhìn Trình Hy học trên sân khấu. Trình Hy học có được ám chỉ của hai người, biết ý của hai người là muốn y mượn cơ hội tốt này, thừa cơ hội những chuyên gia học giả có ảnh hưởng nhất ở thủ đô hội tụ một nơi, nếu như có thể tại chỗ cãi lại được làm Hạ Tưởng á khẩu không trả lời được, sẽ là một thắng lợi trọng đại có ảnh hưởng sâu rộng. Trình Hy học nhìn ánh mắt kiên định của hai người Tham Lâm Khai và Ngô Lâm Sâm, trong lòng cố lấy ý chí chiến đấu. Cơ hội trước mắt quả thật không thể bỏ qua, sau này cho dù y có muốn mời Hạ Tưởng đến tham dự buổi biện luận công khai như vậy, Hạ Tưởng chưa chắc dám đến. Nếu như hôm nay đã đến, đúng lúc để hắn xấu hổ trước mọi người và thất bại thảm hại, chẳng những có thể mượn cơ hội đả kích chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, mà còn có thể khiến Hạ Tưởng nếm thử mùi vị thất bại. Nếu như có thể đả kích cho Hạ Tưởng không thể gượng dậy, chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến sẽ bị đả kích chí mạng. Ở trước mắt bao người, Hạ Tưởng mỉm cười đỡ Cốc Lão đứng lên, vẻ mặt cười nhạt, từng bước cùng Cốc Lão thong thả mà kiên định đi về phía sân khấu. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Hạ Tưởng, cho dù là người trước kia từng nghe tên của hắn, hay là người hôm nay lần đầu tiên nghe tên của hắn, đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đối với hắn. Bởi vì hắn đã làm ra rất nhiều sự tích mà rất nhiều người không dám tưởng tượng, có người tán thưởng hắn, nhưng lại có người khinh thường hắn,
thậm chí Trình Hy học Thái Sơn Bắt Đầu trong giới học thuật cũng luôn cố tình hay vô tình mà đả kích vài câu, vì thế trong lòng mọi người mơ hồ rốt cuộc Hạ Tưởng là một cán bộ ưu tú vì nước vì dân, hay là một phần tử xấu không học vấn không nghề nghiệp, hay là kiêm luôn cả hai. Đương nhiên, không ít nữ sinh đại học ở đây ngoại trừ quan tâm con người Hạ Tưởng, cũng vô cùng quan tâm diện mạo hắn như thế nào. Hạ Tưởng mặc áo thể thao, rộng thùng thình mà thoải mái, tươi cười bình tĩnh, bước chân điềm tĩnh, thân mình hơi khom xuống, bởi vì cốc nho thấp hơn hắn một chút, khi hắn đỡ phải khom lưng mới có thể nhìn rõ bậc thang sân khấu ở dưới chân, vì thế trong nháy mắt hình tượng của Hạ Tưởng đã định trong mắt nhiều người. Hoàn toàn khác với việc gây khó dễ cho người khác của Trương Dương, sự vênh váo của Phạm Tranh chính là Hạ Tưởng khiêm tốn cung kính lễ phép, thành thục mà trầm tĩnh, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng ánh mắt trong suốt, tươi cười ôn hòa, vô cùng có mùi vị đàn ông, tướng mạo của hắn đã không thể dùng đẹp trai để hình dung, bởi vì toàn thân hắn tỏa ra sự tự tin và ý chí của một người đàn ông, nụ cười bao dung rào rạt trên mặt so với đẹp trai càng quyến rũ càng khiến người khác say mê. Nếu nói đẹp trai là trang sức bằng ngọc không qua điêu khắc, vậy gương mặt tuấn tú của Hạ Tưởng chính là đã trải qua tổng hợp của đẹp trai và anh tuấn sau khi lắng đọng. Trên thế giới tất cả đàn ông đẹp trai hoặc không đẹp trai đều khát vọng trở thành khí chất vô cùng tuấn tú. Đẹp trai là ngọc, nhưng ngọc chưa chắc cuối cùng có thể trở thành ngọc khí. Ngọc không mài, không thành khí, người không học, không biết nghĩa. Chẳng phải tất cả đàn ông đẹp trai đều có khả năng trở thành đàn ông tuấn tú. Mà sự tuấn tú của Hạ Tưởng mới là mộng tưởng cuối cùng của tất cả đàn ông. Phụ nữ thật sự hiểu đàn ông mới biết thưởng thức loại đàn ông như Hạ Tưởng. Đa số có mặt đều là nữ sinh đại học, trình độ thưởng thức còn chưa quá cao, Hạ Tưởng vừa lộ diện, người thưởng thức hắn không nhiều bằng thưởng thức Phạm Tranh. Mặc dù như thế, cũng ít nói có hơn một nửa số nữ sinh vô cùng hài lòng với Hạ Tưởng, đồng thời, cũng có hơn một nửa số nam sinh không đồng ý với Hạ Tưởng. Tuy nhiên, gần như tất cả chuyên gia giáo sư hiện trường đều tràn đầy thiện cảm đối với Hạ Tưởng, chỉ từ tư thế Hạ Tưởng đỡ cốc nho đã nhìn thấy xuất phát từ lòng tôn kính thật sự. Tất cả chuyên gia đều có chung ý nghĩ, người có thể tôn sư, cũng sẽ là người trọng đạo. Hạ Tưởng và Cốc Nho lên đến sân khấu, trước tiên Cốc Nho chào hỏi Trình Hy học, sau đó tự mình ngồi bên cạnh Liễu Tuấn, một tư thế vui tươi hớn hở khoanh tay đứng nhìn. Trước tiên Hạ Tưởng hướng về phía khán giả dưới sân khấu cúi đầu chào, rồi quay sang Trình Hy học cười. Xin chào giáo sư Trình, chúng ta lại gặp nhau. Vừa rồi ở dưới sân khấu nghe ông khen ngợi tôi không ít. Còn có một số suy đoán không cân nhắc, khiến tôi càng hiểu ông hơn. Ở đây, tôi phải cảm ơn ông thân là giáo sư Đại học Trung Sơn, thân là một kinh tế gia nổi tiếng, chuyện gì cũng lấy một tiểu bối vô danh như tôi để nghị luận, nhằm khiến tôi nổi danh mà cố gắng hết sức. Tôi không biết nên cảm ơn thế nào tấm lòng rộng mở của ông, dìu dắt người hiểu biết ít. Trong lời nói của Hạ Tưởng có hàm ý khác, cũng là không giấu vết mà châm chọc Trình Hy học vài câu. Lời này vừa nói ra, dưới sân khấu vang lên một loạt tiếng cười. Trình Hy học dày dạn phong sương, sao có thể bị một câu nói của Hạ Tưởng đánh ngã? Y cười ha ha. Tôi quả thật không nghĩ đến cậu lại trốn trong tối để nghe tôi thuyết trình, nếu như sớm biết được đã sớm mời cậu lên sân khấu tham thảo một phen về điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, lý càng biện càng rõ, đồng chí Hạ Tưởng cậu có hứng thú ở đây, ở trước mặt các vị chuyên gia. Ở trước mặt tất cả mọi người, có thể thuyết trình một lần về tình hình tiến triển điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến hay không? Hạ Tưởng đương nhiên biết ý định ban đầu của Trình Hy học không phải là nêu cao tên tuổi thay hắn, càng không phải tuyên truyền chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, mà muốn mượn cơ hội này, công kích chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, từ đó đạt tới mục đích đả kích hắn. Nói thật, hôm nay Hạ Tưởng vốn chỉ có ý nghĩ đến nghe giảng, đồng thời cũng muốn mở mang kiến thức một chút về học vấn của Trình Hy học. Nếu được, cũng có thể từ trong ngôn luận của Trình Hy học mà phân tích ý đồ của cấp cao sau lưng y. Không ngờ, mọi chuyện Trình Hy học đều lấy hắn làm bia ngắm, châm biếm vài câu cũng thôi, còn cố ý dẫn sai người khác có cách nghĩ khác, khiến trong lòng hắn phẫn nộ bất bình, cũng khiến hình tượng của Trình Hy học xuống dốc không phanh trong lòng hắn. Theo kế hoạch của hắn, trận quyết đấu cuối cùng của hắn với Trình Hy học có lẽ sẽ diễn ra sau khi phát ra quảng cáo về nhà máy rượu Tương Đài và sau khi Mai đến Trung Quốc chính thức ký kết thỏa thuận. Hai bút cùng vẽ thành công sẽ có đủ sức thuyết phục. Có thể cho Trình Hy học đón đầu một kích, không ngờ đến thủ đô thăm hỏi Cốc Lão, đúng lúc đến dự một buổi thuyết trình lớn của Trình Hy học, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Tam kiếm khách cùng với Cốc Lão đến nghe thuyết trình, nhưng lại nghe thấy Trình Hy học công kích và bêu xấu ngấm ngầm hại người.
Cuối cùng Hạ Tưởng không thể nhịn được nữa. Sao tôi dám ở trước mặt biết bao nhiêu chuyên gia giáo sư mà thuyết trình? Giáo sư Trình quá đề cao tôi rồi. Hạ Tưởng ôn hòa tươi cười, cứ như vừa rồi ba người Trình Hy học cùng với Sở Nhiên và Trương Dương đang công kích người khác. Nhưng mà trưởng giả có mệnh, lại không dám không theo. Tôi nghĩ, tôi vừa không phải chuyên gia học giả, vừa không phải tiến sĩ, lại không thể khoe khoang học vấn trước mặt mọi người, thôi thì nhằm vào ý kiến chỉ điểm Giang Sơn vừa rồi của giáo sư Trình về điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Nói ra cách nhìn khác của bản thân, cũng xin mời các vị chuyên gia giáo sư có mặt ở đây phê bình chỉnh sửa. Hạ Tưởng nho nhã lễ độ và không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đã để lại ấn tượng tốt cho Liễu Tuấn và các vị giáo sư các trường lớn ngồi ở hàng đầu. Những người vốn bị Trình Hy học cổ động cho rằng Hạ Tưởng là cán bộ đồi bại, cũng hơi thay đổi cách nhìn trong lòng. Nghe hai bên thì rõ, nghe lệch một bên thì tối, không thể chỉ nghe và tin lời nói một phía của Trình Hy học, cũng phải nghe xem Hạ Tưởng biện giải. Liễu Tuấn đi đầu tỏ vẻ ủng hộ. Hay, Hạ Tưởng tuy còn trẻ, nhưng bản thân cậu ấy chính là thành viên tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yên, lại chủ đạo đàm phán với cô Đắc. Trải qua rất nhiều hạng mục cải cách chế độ của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, có thể nói là có quyền phát biểu nhất. Phải cho cơ hội người trẻ tuổi phát biểu, có phải không? Trên thực tế, bản thân tôi cũng luôn rất tò mò cậu làm thế nào để thuyết phục cô Đắc đầu tư, hôm nay có một cơ hội để nghe cậu đích thân tường thuật thì không thể bỏ qua. Những giáo sư các trường khác có ý khác nhau, mặc kệ là người ủng hộ kiên định Trình Hy học, hay người trung lập, hay người tỏ thái độ tán thành điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Tất cả đều tỏ vẻ để cho Hạ Tưởng yên tâm can đảm mà nói. Trình Hy học thấy thời cơ chín muồi, liền đưa ánh mắt ra hiệu cho Sở Nhiên. Sở Nhiên hiểu ý, bước lên trước một bước, trước tiên là đưa tay bắt tay với Hạ Tưởng, nói. Xin chào Hạ Tưởng, tôi là Sở Nhiên. Chắc là anh cũng đã nghe được bài phát biểu vừa rồi của tôi tỏ vẻ hoài nghi đối với năng lực của anh, dù sao thì tuổi anh không lớn học lực không cao. Hơn nữa nghe nói đảm nhận chức vụ quan trọng trong tổ lãnh đạo cấp bậc khá cao, được trọng dụng, không khỏi khiến tôi suy đoán có phải tồn tại tình trạng dùng người không khách quan. Đúng lúc hôm nay trưởng phòng Hạ cũng đến hiện trường, có thể giải đáp nghi vấn trong lòng tôi hay không? Sở Nhiên nói xong, Trương Dương lại chen vào nói. Trưởng phòng Hạ, có thể tiết lộ một chút bên trong ký kết thỏa thuận với cô Đắc hay không? Có cho cô Đắc điều khoản phụ về quyền khống chế cổ phần trong vòng vài năm hay không? Anh có dám lớn tiếng nói ra trong lúc đàm phán với cô Đắc, có vì lợi ích cá nhân mà bán đứng lợi ích quốc gia hay không? Anh có dám vỗ ngực mà nói, anh toàn tâm toàn ý vì việc công, trong quá trình chủ đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, khi lựa chọn doanh nghiệp cải cách chế độ, không có một chút ý nghĩ tư lợi đen tối. Có thể nói, Sở Nhiên chất vấn ngấm ngầm hại người, Trương Dương chỉ trích gây sự, đối mặt hai người liên kết, sắc mặt Hạ Tưởng trầm xuống, hời hợt nói. Vấn đề của hai vị, vừa rồi hai bạn học Nghiêm Tiểu Thì và Phạm Tranh đã trả lời rồi, tôi nghĩ không cần thiết phải lặp lại lần nữa. Nhưng mà nhìn thấy hai vị tâm trạng nôn nóng muốn biết đáp án, chút nữa các vị có thể tìm ra đáp án trong phát biểu của tôi. Bị quê mặt, Sở Nhiên và Trương Dương nhìn nhau, còn muốn nói thêm gì đó, Hạ Tưởng vung tay lên, thản nhiên mà không mất uy nghiêm nói. Giáo sư Trình cho tôi nói về tình hình tiến triển điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yên. Hai vị lại bảo tôi báo cáo công việc với hai vị, xin hỏi, tôi nghe theo sắp xếp của giáo sư Trình trước, hay phục tùng mệnh lệnh của hai vị lãnh đạo trước? Hạ Tưởng nói không vội vàng không hấp tấp, giọng điệu vô cùng bình thản, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại khiến cho Sở Nhiên và Trương Dương bị nghẹn mặt đỏ tai hồng, nói quanh co nói không ra lời. So sánh với Hạ Tưởng trải qua kinh nghiệm quan trường đã lâu mở miệng là có thể nói lời nói quan trường khách sáo, Sở Nhiên và Trương Dương vẫn chưa ra khỏi cổng trường. Sau có thể sắc bén và biến chuyển như Hạ Tưởng. Nghiêm Tiểu Thì ở phía sau che miệng cười, Phạm Tranh đưa ra ngón cái, khẽ nói một câu. Có lý không cần lớn tiếng, cao thủ luôn giết người vô hình, một câu nói đã có thể phân cao thấp. Trình Hy học biết Sở Nhiên và Trương Dương không phải đối thủ của Hạ Tưởng, liền cười nói. Hiện đang là giai đoạn thảo luận và biện luận, có vấn đề cứ hỏi, có tranh luận cứ nói, người phát ngôn không có tội. Hạ Tưởng. Tôi nghĩ các vị có mặt ở đây đều cảm thấy rất hứng thú với việc cậu chủ đạo và đàm phán với cô Đắc, vậy trước hết hãy nói về quá trình đàm phán với cô Đắc, thế nào? Cũng để chúng tôi thụ giáo một phần. Hạ Tưởng biết rằng, Trình Hy học nhằm vào công kích của hắn bắt lấy hai điểm không buông,
một là tuyến đường sắt nối ra biển của thành phố Đan Thành ngoại trừ dẫn dắt hiệu quả và lợi ích kinh tế của nhà máy thép Đan Thành, không có lợi ích nào khác. Hai là góp vốn đạt phú của thành phố Bảo, là trên cơ sở của người đi trước mà đàm phán thành công, không thể cho là công lao của hắn, lại hoài nghi hắn vì thành tích trong thời gian ngắn mà bán đứng lợi ích quốc gia, và mượn hai điểm này phủ định chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, để đạt được mục đích mà Trình Hy Học không thể cho ai biết. Hạ Tưởng tự nhận không phải nhà diễn thuyết, lại càng không phải nhà kinh tế học, cũng là lần đầu tiên phát biểu diễn thuyết trước ánh nhìn của mọi người, khó tránh có chút khẩn trương. Tuy nhiên để xứng danh chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, để bảo vệ danh dự của bản thân, càng muốn dùng sức một người làm ra hành động có ích, thực hiện lý tưởng và khát vọng trong lòng, hắn cũng muốn phân chân đánh một trận. Huống chi, cơ hội hôm nay cũng là ngàn năm một thuở, Trình Hy Học cố ý khiến hắn thất bại thảm hại, hắn lại cố ý ở đây xứng danh vì điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Ai thắng ai bại, hoàn toàn nằm trong lời nói, chỉ cần vận dụng chiến lược thích đáng, chỉ cần có chiến thuật cao siêu. Hôm nay hắn hoàn toàn có khả năng mượn luồng gió đông của buổi diễn thuyết của Trình Hy Học mà dùng cho bản thân. Chương 494, hiệp đấu thứ 3, chiến thắng đầu tiên. Hạ Tưởng trịnh trọng hướng xuống sân khấu khom lưng cúi chào, sau đó quay đầu lại gật đầu với Trình Hy Học bày tỏ cảm ơn, rồi mới muôn vàn cảm xúc mà nói. Trước hết xin cho phép tôi cảm ơn sự rộng lượng của giáo sư Trình Hy Học, chính vì ông cho tôi cơ hội tốt như vậy. Tôi mới có khả năng đứng trước mặt các vị chuyên gia học giả, phát ra tiếng nói của bản thân, nếu không tôi đoán rằng rất khó có một cơ hội hiếm có như vậy quen biết với mọi người, đối mặt với mọi người để tâm tình về tình hình chấp hành cụ thể chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến. Hạ Tưởng nói cảm ơn Trình Hy Học không giả chút nào, quả thật phải cảm ơn Trình Hy Học cho hắn cơ hội đến trước sân khấu, cho dù hắn cũng biết ý định ban đầu của Trình Hy Học không phải làm dạng danh cho hắn, ngược lại là nâng hắn lên cao, sau đó mới cho hắn té thật đau. Tuy nhiên từ góc độ khác mà suy xét, nếu như không có sức kêu gọi của Trình Hy Học, không có sức ảnh hưởng của Trình Hy Học, người bình thường quả thật không thể tổ chức buổi thuyết trình quy mô lớn như vậy, Hạ Tưởng muốn lộ diện ở trước mặt nhiều nhân vật tinh anh như vậy cũng không thể nào. Chỉ cần có cơ hội có thể lộ diện có thể đối mặt giao lưu, đối với Hạ Tưởng mà nói, luôn giỏi tìm kiếm điểm cân bằng có lợi nhất trong thế cục rắc rối phức tạp, chính là một cơ hội tốt phản kích. Trình Hy Học tự nhận có chút hiểu về Hạ Tưởng, hơn nữa y cũng xem như là một nửa nhân vật chính trị, cũng biết đạo cân bằng, nhưng y vẫn chưa hiểu rõ về Hạ Tưởng, và không rõ Hạ Tưởng làm thế nào mà lần nào cũng chuyển bại thành thắng, làm thế nào mà lần nào cũng tìm được điểm tựa có lợi, từ đó mà khơi ra toàn bộ thế cục. Cho nên khi Trình Hy Học nghe được Hạ Tưởng phát biểu, trong lòng cười thầm nghĩ chỉ cần đẩy hắn ra trước sân khấu. Chỉ cần hắn dám phát biểu trước mọi người, không tin còn tìm không ra sơ hở của hắn. Đợi thời cơ chín muồi, y cũng không sợ tự hạ thấp thân phận đích thân ra trận, cũng muốn mượn cơ hội tốt này đánh ngã Hạ Tưởng ngay tại chỗ. Nếu như có thể ở trước mặt những nhân vật tinh anh dường như có sức ảnh hưởng trong giới học thuật ở khắp thủ đô hỏi được Hạ Tưởng, chỉ cần tạo thành sự thật là năng lực bản thân Hạ Tưởng có hạn và không có thành tích gì trong điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, lời vàng lấp lánh. Hạ Tưởng sẽ trở thành tội nhân của điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, đồng thời, tỉnh Yến cũng sẽ đối mặt với áp lực to lớn của cả giới học thuật, nhất định sẽ chấm dứt thi hành điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Nhất cử định càn khôn, y không những có thể mượn cơ hội này ngồi vững vị trí danh vọng đệ nhất trong giới học thuật, còn có thể có sức ảnh hưởng không gì sánh kịp. Sau này chẳng những có thể trở thành cố vấn kinh tế trong trung tâm cấp cao, còn có thể ở trong nước được các tỉnh tôn sùng, tranh nhau mời y đến đọc diễn văn. Chỉ điểm kết cấu kinh tế, trở thành nhà kinh tế học xứng đáng cái tên Thái Sơn Bắc Đẩu trong nước, nhất cử nhất động sẽ thu hút ánh mắt của vô số người, cũng sẽ được quốc tế đẩy lên thành nhà kinh tế học có thể ảnh hưởng kinh tế toàn Trung Quốc, thử nghĩ, sẽ vinh quang và vinh dự như thế nào. Trình Hy Học dường như thấy được thắng lợi rực rỡ, vẻ mặt cười nhạt nhìn Hạ Tưởng, thầm nghĩ thừa dịp bây giờ còn có thể cười được, cứ cười thoải mái. Hạ Tưởng, sau này cậu cũng đừng trách tôi cứ phải chèn ép cậu. Thật sự vì chúng ta không cùng trận tuyến, tôi phải thay người khác đấu tranh anh dũng, cũng như vậy, cậu cũng là lính hầu của người khác, không thể buông tha, nếu chỉ có một người có thể thắng, ai cũng hy vọng là bản thân. Lại nhìn xuống cốc nho ngồi hàng ghế đầu, vẻ mặt trấn tĩnh. Còn có Nghiêm Tiểu Thì và Phạm Tranh đứng bên cạnh cốc nho, cũng vẻ mặt thản nhiên. Trình Hy Học nhìn lại phe của y, cũng có Sở Nhiên và Trương Dương, đúng lúc hình thành tình thế đối lập, cũng là thế cục thế lực ngang nhau. Y có ưu thế là sân nhà, lại chuẩn bị đầy đủ,
có thể nói chiếm thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Cục hôm nay, trên căn bản là cục nhất định thắng. Mặc dù hơi bất ngờ liên tục gặp Cốc Nho và ba người Hạ Tưởng đột nhiên xuất hiện, nhưng sau khi bình tĩnh lại, Trình Hy Học cũng có đối sách tùy cơ ứng biến, y vô cùng tự tin, dù sao Đại học Trung Sơn cũng là địa bàn của y, buổi diễn thuyết hôm nay lại là sự kiện lớn của y. Hạ Tưởng bình ổn tâm trạng một chút, nhìn đám người nghìn nghịt phía dưới, nói không khẩn trương là giả, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt với nhân vật nặng ký như vậy, biết đứng ở trên bục giảng, nhìn như là một vinh quang, kỳ thật là một giày vò rất lớn, một lúc bất cẩn sẽ thua hết. Mà nếu thua ở đây, sẽ thua thảm hại, không còn có khả năng đứng lên lần nữa. Bởi vì không ai lại cho anh cơ hội lên tiếng trước mặt nhiều chuyên gia giáo sư như vậy. Hắn cũng biết rõ, muốn hoàn toàn thuyết phục các chuyên gia giáo sư ở đây là không có khả năng, hắn cũng không dự tính muốn thuyết phục ai đánh động ai, nếu một lòng ôm ý tưởng nổi danh ở đây hoặc là muốn khiến mọi người tin phục, chỉ sợ kết quả cuối cùng sẽ ngược lại, không ai muốn nghe một thanh niên 27 tuổi nói bốc nói phét thảo luận phương châm chính sách, cũng sẽ không có người muốn hắn đàm luận lý luận tri thức, dù sao hắn không phải chuyên gia học giả gì. Trong lòng Hạ Tưởng có chủ ý. Với sức ảnh hưởng của giáo sư Trình trong giới học thuật trong nước, muốn thử tôi, nói thật, trong lòng tôi rất sợ hãi, hơn nữa hôm nay tôi đến để nghe thuyết trình, cũng là có tâm lý đến đây để học hỏi, trên thực tế nói ra cũng không sợ mọi người chê cười, tôi là khách không mời mà đến, nói không chừng bây giờ giáo sư Trình còn đang buồn bực, sao cậu bé Hạ Tưởng lại như vậy, không mời mà đến, có chút không biết lễ phép. Lời mở đầu của Hạ Tưởng khiến mọi người cười khẽ, không khí dịu đi không ít. Đạt được hiệu quả mà Hạ Tưởng muốn có. Nhưng mà vốn có bản lĩnh học lén tinh thần không sợ mặt dày, tôi vẫn cứ dưới tình trạng chưa nhận được lời mời của giáo sư Trình, lẻn vào đây. Thật ra lẻn vào đây cũng không sao, tôi tin rằng ở hiện trường cũng có không ít bạn học cũng giống như tôi, không nhận được lời mời, nhưng thật sự là muốn được nhìn xem phong thái của giáo sư Trình, liền mạo hiểm lẻn vào hội trường. Người khác không dám thừa nhận, khi tôi lên đại học, cũng làm không ít chuyện như vậy. Ai lén lút lẻn vào, hãy giơ tay lên, cổ vũ dũng khí cho tôi. Hạ Tưởng vừa dứt lời, không ít nam sinh nữ sinh đứng giữa lối đi đều cùng giơ tay, còn không ít người cười đáp lại. Tôi là trốn học lẻn vào đây. Tôi cũng vậy. Còn có tôi. Hạ Tưởng cố lên, học lén không cho là trộm, nghe lén cũng không cho là trộm. Chúng tôi ủng hộ anh. Cảm ơn mọi người, trong lòng tôi kiên định hơn nhiều rồi. Hạ Tưởng khẽ vỗ ngực, bộ dạng bất an, ngay cả những giáo sư ở hàng trước cũng bị hắn chọc cười, nhìn hắn cười gật đầu. Cũng không biết có phải vì nguyên nhân tôi nghe lén, mà trong quá trình diễn thuyết của giáo sư Trình đã nhiều lần nhắc đến tên tôi, khiến tôi được sủng ái mà lo sợ. Nhưng mà nghe kỹ lại, thì ra là giáo sư Trình có hiểu lầm, có thành kiến về chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến. Ngay cả đối với tôi dường như cũng có chút ý kiến. Thử nghĩ chẳng qua tôi chỉ là một thành viên bình thường trong tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, không ngờ lại có thể lọt vào tai của giáo sư Trình, được ông để tâm, cũng là vinh hạnh của tôi. Hạ Tưởng nói đến đây, quay người nhìn Trình Hy Học khom người cúi chào. Cảm ơn giáo sư Trình nâng đỡ, vốn các vị có mặt tại đây cũng không biết Hạ Tưởng là ai, qua vài lần ông nhắc tên, cho dù là nâng hay đạp, dù sao cũng là đã nổi tiếng. So với rất nhiều người hiện nay vì muốn nổi tiếng mà bất chấp thủ đoạn, tôi ngồi phía dưới nghe giảng cũng có thể nổi tiếng, quả thật quá may mắn. Ha ha! Ha ha! Mọi người cười vang, đều vì Hạ Tưởng tự diễu mà trầm trồ khen ngợi. Lời nói của Hạ Tưởng có bất đắc dĩ có tự diễu, cũng có một thái độ thoải mái và không bận tâm, nhận được sự tán thành sâu sắc của mọi người. Dù thế nào, Hạ Tưởng đã thắng được điểm ấn tượng của không ít người. Trình Hy Học cũng đang cười, chỉ có điều sắc mặt y hơi tối, Hạ Tưởng quả thật không đơn giản, chẳng những có thể hoàn toàn điều động không khí, còn có thể dẫn dắt tâm trạng của mọi người, hắn cũng thật là một chàng trai không dễ đối phó. Hạ Tưởng cười nhạt, tiếp tục nói. Điều chỉnh kết cấu sản nghiệp từ nghĩa rộng mà nói, là muốn nhằm vào hình thức kết cấu kinh tế trước mắt để tiến hành điều chỉnh và cải cách, định nghĩa cụ thể thế nào, tôi không cần phải múa rìu qua mắt thợ nữa. Các vị chuyên gia có mặt tại đây còn lợi hại hơn tôi nhiều. Tôi nói thêm nữa cũng là làm điều thừa, tôi chỉ muốn với sự lý giải của cá nhân tôi về điều chỉnh kết cấu sản nghiệp mà cho một ví dụ không quá hình tượng. Ví dụ trong một căn phòng bầy đầy vật dụng trong nhà, thời gian lâu rồi, có vài vật dụng cũ, có vài vật dụng hư hỏng.
Để sống thoải mái hơn thì cần phải bố trí lại căn phòng, bày trí lại vật dụng trong nhà, hành động bày trí lại vật dụng trong nhà chính là điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Hạ tưởng cho ví dụ mới lạ mà hình tượng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Người và người khác nhau, động đến vật dụng trong nhà nào trước, là đào thải hay tiếp tục sử dụng, đều có tiêu chuẩn phán đoán khác nhau, cho nên khi chứng thực cụ thể điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, cải cách chế độ doanh nghiệp nào trước, đều vì cách nhìn của người chủ đạo khác nhau hoặc là điểm xuất phát khác nhau, mà không có một tiêu chuẩn cụ thể. Hạ tưởng đang phản bác cách nói của Trình Hy Học là trong quá trình cải cách chế độ doanh nghiệp có mưu mẹo hay không. Nhưng có một điểm, có những vật dụng trong nhà hư hỏng thậm tệ thì chỉ có thể bị đào thải mà không cần thiết phải để lại, tin rằng trong lòng mọi người đều có một tiêu chuẩn được xem như công bằng. Ví dụ về nhà máy bông vải. Mọi người đều biết. Không chỉ có nhà máy bông vải của tỉnh Yên bị đóng cửa nghiêm trọng, trong nước dường như tất cả nhà máy bông vải đều trải qua nỗi đau phá sản đóng cửa. Vừa rồi giáo sư Trình nói không sai, thành phố Đan Thành cũng từng là thị trường lớn về bông vải, có 6 nhà máy bông vải, nhưng chúng ta cũng phải nhìn thấy một sự thật ác liệt là 6 nhà máy bông vải đều phá sản, không còn nhà máy nào sinh tồn, rốt cuộc là có nguyên nhân gì tạo thành cục diện hiện nay. Tôi nghĩ đây cũng là một nguyên nhân mấu chốt thi hành chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Chính là nếu như nhận thức sớm vấn đề của bản thân chúng ta, tiến hành sớm điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, không dám nói các nhà máy bông vải đều có thể cứu sống, nhưng ít nhất cũng có 2-3 nhà máy có thể sống sót. Cho nên tôi muốn nói chính là, chỉ trích cách nói không tiến hành cải cách chế độ của nhà máy bông vải là vô cùng không có trách nhiệm, nhà máy bông vải như một chiếc ghế đã lung lay, 4 chân đều đã gãy, gỗ cũng tệ. Làm thế nào cải chế? Nếu như đóng chân mới thì gỗ vốn có cũng không thể sử dụng được bao lâu, tình hình như vậy, đổi một chiếc ghế khác là cách lựa chọn sáng suốt nhất, mà không phải là nhất định phải tu bổ chiếc ghế cũ, chẳng những phí thời gian phí sức lực, hơn nữa còn là hành động thật sự hao tài tốn của. Câu cuối cùng, giọng nói của Hạ Tưởng đột nhiên cao lên không ít, lộ rõ tác dụng. Sở Nhiên thấy Hạ Tưởng hoàn toàn nắm bắt được không khí hiện trường, cố tình quấy rối bố cục của Hạ Tưởng. Liền vội vàng chen vào nói. Xin lỗi, trưởng phòng Hạ, tôi cắt ngang một chút, muốn xin phép hỏi một câu, trong quá trình cải cách chế độ thành phố Đan Thành, tại sao nhìn chúng hạng mục tuyến đường sắt nối ra biển và dự án du lịch văn hóa trước mà không chọn những hạng mục khác tiến hành cải cách chế độ trước, có phải có mục đích gì không thể nói ra cho người khác biết hay không? Câu hỏi của Sở Nhiên vô cùng không khách sáo, thậm chí có thể nói là rất bất lịch sự, hiển nhiên cô đóng vai trò đỏ mặt tía tai. Hạ Tưởng không chút tức giận, ngược lại còn ôn hòa mà cười. Bạn Sở hỏi rất hay, trước khi tôi trả lời vấn đề của cô, tôi muốn hỏi cô và mọi người một vấn đề trước, có được không? Sở Nhiên gật đầu. Hạ Tưởng lấy tay chỉ ra hội trường, cười hỏi. Xin hỏi bạn Sở khi vừa bước vào hội trường, trước tiên chú ý gì? Sở Nhiên sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Tưởng sẽ có một vấn đề như vậy, suy nghĩ rồi thành thật trả lời nói. Tôi nhìn thấy giáo sư Trình trên bục giảng trước. Hạ Tưởng gật đầu cười, quay đầu lại hỏi Trình Hy Học. Xin hỏi giáo sư Trình, ông chú ý gì trước? Trình Hy Học có chút chần chừ, nói. Tôi chú ý các vị giáo sư và chuyên gia ngồi hàng đầu trước. Hạ Tưởng cũng cười như vậy, lại hỏi Trương Dương vấn đề tương tự. Trương Dương trả lời là chú ý tới đám người đông nghìn nghịt ở đây trước. Sau đó Hạ Tưởng lại hỏi cốc nho cười ha ha. Hạ Tưởng hỏi tôi phải nói thật rồi, khi tôi vừa vào cửa liền chú ý hội trường hôm nay bố trí đổi mới hoàn toàn, nhất là hai dàn loa ở phía trên đã đổi mới, cũng là vì buổi diễn thuyết của giáo sư Trình, Đại học Trung Sơn quả thật đã bỏ vốn không ít. Ha ha, lời nói của cốc nho khiến mọi người cười vang, đều đưa ánh mắt nhìn về phía dàn loa treo ở phía trên, quả nhiên, vừa nhìn là thấy thiết bị mới thay. Hạ Tưởng lại hỏi Liễu Tuấn cũng vô cùng phối hợp Hạ Tưởng. Còn đứng lên, lớn tiếng nói. Khi tôi vừa vào cửa liền chú ý một điểm, ánh mắt của tôi độc đáo, người khác chắc chắn không chú ý đến, chính là tấm ban râu treo phía trên một bên cao một bên thấp, không có cân bằng. Mọi người vừa nghe, đều không hẹn mà cùng nhìn lên tấm ban râu treo phía trên sân khấu, quả nhiên, trái cao phải thấp, không nằm trên đường thẳng. Mọi người lại phát ra một loạt tiếng nghị luận. Sau đó, Hạ Tưởng lại hỏi vài sinh viên ở đây. Tôi vừa vào cửa thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp. Một nam sinh vẻ mặt đầy mụn nói. Trước tiên tôi nhìn thấy hai gã bảnh bao.
Một nữ sinh tự xưng tên Tiểu Nguyệt Nguyệt nói. Trước tiên tôi chú ý đến đèn trong hội trường, sáng hơn nhiều so với trước đây. Tôi chú ý nhất là hội trường hiếm khi được quét dọn sạch sẽ như hôm nay. Mọi người nói xôn xao, gần như không ai có đáp án giống nhau. Sau khi Hạ Tưởng hỏi một vòng, lại trở lên sân khấu, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, nói ra đáp án. Nếu như xem hội trường như thành phố Đan Thành, mỗi người đi vào đều được coi như là một người chủ đạo của tổ lãnh đạo. Bởi vì sở thích và hứng thú của mỗi người khác nhau, thân phận bất đồng, lập trường bất đồng, cho nên điểm dừng chân cũng bất đồng, điểm bắt mắt trước tiên cũng mang phong cách cá nhân vô cùng rõ ràng. Tôi nghĩ đáp án này đã trả lời rất tốt vấn đề vừa rồi của bạn sở. Đánh một vòng lớn, thì ra Hạ Tưởng đang áp dụng thủ đoạn như vậy, khiến tất cả những người trả lời vấn đề đều gián tiếp chứng minh tính chính xác đáp án của hắn, trực tiếp có được kết luận khiến người khác không cách nào phản bác. Thông minh mà lanh lợi, tất cả mọi người đều vỗ tay khen ngợi đối với câu trả lời đặc sắc của Hạ Tưởng, vỗ tay như sấm, trận chiến mở màn của Hạ Tưởng kết thúc thắng lợi. Sở Nhiên vẻ mặt đỏ bừng, cúi đầu nói không ra lời. Nghiêm Tiểu thì nhìn về phía Hạ Tưởng, ánh mắt chớp động, toát ra thần sắc vừa hâm mộ vừa thưởng thức. Sở Nhiên chần chừ một hồi, vẫn không cam tâm thất bại, lại bước tới trước một bước, hỏi. Được, tôi thu lại lời nói vừa rồi, xin lỗi anh, còn một vấn đề, tuyến đường sắt nối ra biển hao tổn nhiều của cải, ngoại trừ có lợi cho nhà máy thép Đan Thành, tôi nhìn không ra còn có ảnh hưởng có lợi nào khác, có thể mời trưởng phòng Hạ giải thích một chút hay không, thiết tưởng của tuyến đường sắt nối ra biển là một ý nghĩ thế nào? À, vấn đề này có chút miễn cưỡng. Hạ Tưởng lạt mềm buộc chặt, trước tiên giả vờ khó trả lời, sau đó chuyển giọng nói. Bởi vì ý nghĩ có khi chính là tài sản vô hình, nếu như vận dụng thích đáng, có lẽ còn là của cải lớn. Xin hỏi bạn sở, khoa chính quy và nghiên cứu sinh của cô đều học kinh tế học. Đúng vậy. Sở Nhiên rất kiêu ngạo mà gật đầu. Tôi tính sau này cũng ra sức học tiến sĩ kinh tế học. Hạ Tưởng liền cười. Bạn Sở Nhiên nếu như học thức uyên bác, cũng nên biết cách nói ý nghĩ chính là của cải, đúng không? Sở Nhiên đương nhiên rõ có khi một ý nghĩ một sáng kiến có thể đem đến hiệu quả và lợi ích kinh tế cực đại, trên kinh tế học cũng học qua ví dụ liên quan, liền gật đầu tỏ vẻ tán thành. Về ý nghĩ tuyến đường sắt nối ra biển, tôi cũng vừa hình thành, vốn dự định coi thành của cải của cá nhân tôi, nếu như bây giờ cô hỏi đến, tôi phải thả con tép, bắt con tôm. Nói ra khiến học giả chuyên gia ở đây phê bình chỉ ra chỗ sai. Hạ Tưởng thái độ khiêm tốn, giọng điệu bình tĩnh, nói. Tuyến đường sắt nối ra biển thông đến cảng Hoàng Dịch, cửa khẩu Hoàng Dịch bây giờ còn chưa hình thành quy mô, sau khi có tuyến đường sắt nối ra biển, Đan Cương tất nhiên sẽ xây dựng bến tàu ở cửa khẩu Hoàng Dịch. Một bến tàu cũng không thể đem đến nhiều hiệu quả và lợi ích kinh tế cho Hoàng Dịch. Sở Nhiên phản đối nói. Cô nói đúng. Nhưng đừng quên một điểm, sức mạnh của ví dụ là vô biên. Sau khi xây dựng bến tàu Đan Cương, cảng Hoàng Dịch sẽ bước đầu có quy mô. Mà Đan Cương đã có cửa ra biển, có tuyến vận chuyển trên biển, giá thành vận chuyển giảm mạnh, đem đến hiệu quả và lợi ích sẽ vô cùng rõ ràng. Còn một điểm xin bạn Sở Nhiên đừng quên, thành công của Đan Cương tất nhiên sẽ đem đến hiệu ứng phóng xạ, mà thành phố Đan Thành nằm trong 6 thành phố Trung Nam của tỉnh Yên, lại cách Hoàng Dịch xa nhất. Có kinh nghiệm thành công của thành phố Đan Thành, 5 thành phố khác cũng tất nhiên sẽ đố kỵ mùi lòng, mấy chục tỷ là có thể khiến một thành phố nội địa có thêm một cửa ra biển, tuyệt đối là một kinh doanh vô cùng xứng đáng, tin rằng 5 thành phố rất nhanh cũng xây dựng lên tuyến đường sắt nối ra biển từ địa phương đến cảng Hoàng Dịch, trong tương lai có thể dự kiến, không nhắc tới 6 thành phố Trung Nam bởi vì ưu thế lớn trên vận chuyển mà tuyến đường sắt nối ra biển đã đem đến, chỉ đối với đầu tư cảng Hoàng Dịch. Thì có thể trong thời gian ngắn sinh ra một thành phố cảng bậc trung mới nổi. Vừa nói dứt lời, học giả chuyên gia hàng đầu lập tức tán thưởng. Tuyệt chiêu, ngay cả tôi cũng không nghĩ tới một thành phố Hoàng Dịch có thể dẫn dắt kinh tế 6 thành phố Trung Nam toàn tỉnh Yên, sáng kiến tốt, ý nghĩ tốt. Tuy rằng nói cách nghĩ có mục tiêu quá cao, nhưng phân tích tỉ mỉ một chút, vẫn còn một mặt thiết thực có thể làm. Đương nhiên cũng có xuất hiện tiếng không hài hòa. Điều này cũng có chút chắc hẳn phải vậy, ai dám đảm bảo sau khi xây dựng xong tuyến đường sắt Đan Cương, nhất định sẽ đem đến hiệu quả và lợi ích lớn. Cho dù Đan Cương vì thế mà được lợi, thành phố khác không bức thiết cần hạng mục vận chuyển trên biển, cũng sẽ không có nhiều hứng thú với tuyến đường sắt nối ra biển. Tuy nhiên tổng thể mà nói, người tán thành nhiều,
người phản đối ít, Hạ Tưởng lại qua được. Chương 495, hiệp đấu thứ tư, hoàn toàn thắng lợi. Sở Nhiên ngẫm nghĩ, lắc đầu không nói nữa, hiển nhiên đã thừa nhận thất bại. Trương Dương biết, đã đến lúc y ra mặt, y vừa bị Phạm Tranh đả kích, dáng vẻ bệ vệ kiềm chế không ít, tuy nhiên giọng điệu vẫn có khí thế gây sự ép người. Xin hỏi trưởng phòng Hạ, có phải anh thừa nhận đàm phán với cô Đắc là có lợi ích, mà không phải vì mở rộng chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, nên mới kéo đến tài chính 1 tỷ rưỡi USD hay không? Cách hỏi của Trương Dương dấu vết quá rõ ràng, hiển nhiên là muốn làm thấp đi chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, Hạ Tưởng lập tức mặt nghiêm túc nói. Chính sách của tỉnh Yến là quyết định của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Yến, tôi thân là thành viên tổ lãnh đạo, đương nhiên phải kiên định bất dịch mà chấp hành, nhưng bất cứ vấn đề thảo luận đối với chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, một mực không đáng trả lời. Hơn nữa anh chẳng những là người ngoài cuộc, cũng không có trải nghiệm công tác ở cơ quan chính phủ, càng không có tư cách nói nhăn nói cuội. Tôi chỉ muốn ở đây xuất phát từ góc độ của tôi và trải nghiệm công tác của cá nhân, thảo luận một số tình huống chấp hành hạng mục cụ thể theo chính sách. Ý của Hạ Tưởng rất rõ ràng mà nói cho Trương Dương và Trình Hy học biết, bất cứ vấn đề nào dẫn tới phương hướng đúng và sai của chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, hắn đều không tham dự thảo luận, chỉ nhằm vào công tác cụ thể của hắn, giải đáp chút ít. Trình Hy học ở phía sau hơi hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia sầu lo không dễ phát hiện. Trương Dương hơi hơi có chút xấu hổ, ngây người sửng sốt, vì muốn hỏi khó Hạ Tưởng, vẫn là thừa nhận cách nói của Hạ Tưởng. Được, chúng ta cũng chỉ nhằm vào công tác cụ thể của anh mà thảo luận đề tài. Đàm phán với cô Đắc, thật ra có rất nhiều tin tức bên trong, tôi cũng không tán thành cách nói nhặt được lợi ích của tiến sĩ Trương. Đương nhiên, khi tôi và cô Đắc tiếp xúc, Đạt Phú đã cùng cô Đắc tiến hành đàm phán hơn 1 năm. Khi tôi tiếp nhận, lợi ích lớn nhất là mọi người đều quen biết rồi, không cần dò xét tiếp xúc. Nhưng đồng thời có một thiếu sót lớn nhất, chính là đã trải qua hơn 1 năm tiếp xúc, cô Đắc đã hoàn toàn nắm giữ điểm mấu chốt của Đạt Phú, cho nên tôi vào lúc này tiếp nhận tham gia vào đàm phán với cô Đắc, muốn thuyết phục bọn họ, làm cho bọn họ thay đổi nguyên tắc vốn kiên trì đã hơn 1 năm, khó càng thêm khó. Trương Dương không nghĩ tới Hạ Tưởng nhân thế dựa thế, trực tiếp đem chuyện đàm phán hơn 1 năm qua nói thành khó khăn mà không phải là ưu thế, còn nói như thể vua trước mặt quan, lập tức khiến y kinh ngạc nói không ra lời. Nghĩ lại, cách nói của Hạ Tưởng dường như cũng rất có đạo lý. Y thật sự tìm không ra lý do phản bác, không khỏi âm thầm cảm thán, Hạ Tưởng thật là một người giỏi ăn nói, chẳng những trấn tĩnh tự nhiên, lời nói sắc bén, cũng không ai có thể sánh bằng. Trương Dương trong lòng đối với Hạ Tưởng không khỏi nảy sinh một chút kính nể. Hạ Tưởng cũng biết rõ, làm lính hầu của Trình Hy học, Sở Nhiên và Trương Dương nôn nóng khó nhịn nổi đứng ra thay Trình Hy học phất cờ hò reo, một là vì quấy rầy ý nghĩ của hắn, hai là dọn đường cho Trình Hy học. Nếu họ đã nhảy ra, hắn tiện tay dọn luôn 2 chướng ngại vật cũng không sao. Hơn nữa hắn mặt ngoài là đấu trí với 2 người đó, nhưng ai không biết rõ trên thực tế hắn đang giao chiến với Trình Hy học. Khi đàm phán với cô Đắc, tôi đã định ra 3 điểm mấu chốt cho bản thân. Thứ nhất, không thể mất thương hiệu dân tộc, phải bảo toàn, mặc kệ đối phương bỏ vốn nhiều ít, phải giữ lại quyền khống chế cổ phần. Thứ hai, phải có kế hoạch phát triển lâu dài, không thể chỉ kéo về đầu tư, mặc kệ lợi nhuận dài lâu. Thứ ba, phải đầu tư dây chuyền sản xuất máy ảnh kỹ thuật số, bởi vì theo sự ra đời và phát triển của máy ảnh kỹ thuật số, thị trường máy ảnh phim cuộn sẽ dần dần suy thoái. Và sẽ rút khỏi thị trường, máy ảnh sau này, sẽ là thiên hạ của máy ảnh kỹ thuật số. Hạ Tưởng lời vừa nói ra, lập tức dẫn đến một loạt tiếng nghị luận. Không thể nào, máy ảnh kỹ thuật số sao có thể thay thế máy ảnh phim cuộn. Người si nói mộng, ngu ngốc vô nghĩa. Hạ Tưởng này quá cuồng vọng, dám ở ngay trước mặt vô số kinh tế học gia, đưa ra một kết luận lớn như vậy, hết sức phù phiếm. Máy ảnh kỹ thuật số trời sinh có rất nhiều khuyết điểm. Mãi mãi không thể nào thay thế địa vị thị trường máy ảnh truyền thống. Tôi không tin máy ảnh kỹ thuật số cuối cùng sẽ thống nhất thị trường, tính ỷ lại của máy ảnh kỹ thuật số rất cao, không có máy tính, ảnh chụp của máy ảnh kỹ thuật số sẽ không có chỗ lưu giữ. Cho nên kết luận máy ảnh kỹ thuật số thay thế máy ảnh phim cuộn, nói còn quá sớm. Nghe được một loạt tiếng phản đối, Trình Hy học rốt cục lộ ra mỉm cười. Xem ra đưa Hạ Tưởng lên sân khấu là quyết định bình thường. Người trẻ tuổi, rốt cuộc từng trải không nhiều kiến thức cũng ít, ở trên sân khấu rất dễ lâng lâng, rất dễ quên hết tất cả,
một khi kích động dễ dàng nói mạnh miệng. Một khi nói mạnh miệng, sẽ có cớ bị người khác công kích. Trình Hy Học kịp thời đứng ra, giọng điệu thấm thiên nói. Hạ Tưởng, ngay trước mặt các vị chuyên gia, đừng nói những lời không suy nghĩ, càng đừng nói những lời nói mạnh miệng, nhất là những lời tiên đoán đối với thị trường. Đang ngồi đây đều là kinh tế học gia rất có danh vọng ở thủ đô thậm chí ở trong nước, cách nhìn và hiểu biết đối với thị trường đương nhiên mạnh hơn cậu nhiều, cậu ăn nói ngông cuồng nói là máy ảnh kỹ thuật số có thể thay thế máy ảnh truyền thống, có phải hơi ăn nói lung tung hay không? Nghe cậu nói như vậy, tôi hiện vô cùng hoài nghi rốt cuộc có phải cậu thuyết phục Kodak đến thành phố Bảo đầu tư hay không? Hay là bạn của cậu ở Mỹ đã giúp cậu? Trình Hy Học với cách nói nửa đùa giỡn nói ra những lời này với Hạ Tưởng. Ông thân là Thái Sơn Bắc Đẩu giới học thuật, đương nhiên ngại trực tiếp công kích Hạ Tưởng, mà nói ra với cách nói thoải mái vui đùa, mới phù hợp với thân phận của ông. Hạ Tưởng cũng không nôn nóng, hắn tung ra một luận điệu kinh người, chính là muốn dụ rắn ra khỏi hang, khiến Trình Hy Học sớm đứng ra chính diện giao chiến với hắn, hắn ngược lại cười nói. Quả thật là tôi đã thuyết phục Kodak đưa ra quyết định đầu tư. Thuyết phục thế nào? Trình Hy Học vẫn như cũ vẻ mặt cười tủm tỉm. Tôi dùng quan điểm máy ảnh kỹ thuật số cuối cùng sẽ thay thế máy ảnh truyền thống mà thuyết phục Kodak. Cuối cùng qua chủ tịch hội đồng quản trị phê chuẩn, đưa ra quyết định đầu tư đạt phú 1,5 tỷ đô la Mỹ. Một cục đá làm gợn dậy ngàn đợt sóng, lời này nói ra, lập tức hội đường lặng ngắt như tờ. Một câu của Hạ Tưởng làm điên đảo quan niệm của tất cả phái bảo thủ ngồi đây, họ cũng từng thảo luận riêng, rốt cuộc Hạ Tưởng làm thế nào thuyết phục và đả động cấp cao của Kodak. Mới khiến Kodak cuối cùng quyết định đầu tư thành phố Bảo, đối với điều này cũng phải có không ít kết luận kỳ quái, nhưng lại không ngờ chân tướng so với kết luận của họ lại khác xa như vậy. Sao có thể là máy ảnh kỹ thuật số? Nhưng mọi người cũng biết rõ, Hạ Tưởng không có khả năng cũng không dám ở trước mặt phần đông kinh tế học gia mà nói láo, huống chi giáo sư Cốc Nho của hắn còn đang ngồi ở hàng đầu. Chỉ có điều chân tướng quá sốc, nhất thời không thể chấp nhận. Ngay cả Trình Hy Học cũng kinh ngạc mà không chống lại lời nào. Hạ Tưởng khá lắm, cố ý quẳng lưỡi câu dụ mồi, đợi khi mọi người bức thiết muốn biết chân tướng, hắn mới tung ra luận điệu của hắn, làm cho người ta không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Thông minh, thủ đoạn thông minh. Hạ Tưởng cần không phải là quá trình cụ thể thảo luận với mọi người, mà là muốn thông qua cơ hội lần này nói cho mọi người biết một sự thật, hiệu quả hắn muốn đạt tới cũng không phải khiến tất cả mọi người đều chấp nhận chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Cũng không phải cố ý tuyên dương chính mình, chỉ là để giảm bớt đến mức ảnh hưởng bất lợi thấp nhất mà buổi diễn thuyết của Trình Hy Học mang đến. Bởi vì Hạ Tưởng biết rõ ưu thế và thiếu sót của bản thân, muốn trên lý luận thuyết phục Trình Hy Học là không có khả năng. Hắn không có tri thức lý luận cao thâm như vậy, hơn nữa tranh luận trên lý luận lại rất khó phân ra cao thấp, thật muốn ở đây biện luận không ngừng với Trình Hy Học, cho dù miễn cưỡng bất bại, cũng là bại rồi. Hắn chỉ có thể nói sự thật. Dùng sự thật mà tất cả mọi người khó tin nhưng là chuyện có thật cực kỳ chính xác, nhất cử cho ra kết luận không thể tranh luận. Hạ Tưởng liếc mắt nhìn Trình Hy Học một cái, lại liếc mắt nhìn Sở Nhiên và Trương Dương một cái, biết thời cơ cuối cùng đã đến, không thể tiếp tục giằng co với Trình Hy Học nữa, dễ tốc chiến tốc thắng, không dễ kéo dài, hắn hơi hơi trầm mặc một lát, vẻ mặt trịnh trọng nói. Có người suy đoán tôi là một quan liêu nhỏ, thậm chí là một tham quan, cũng có người cho rằng tôi có tài năng. Có hiểu biết, thật ra đều không phải, tôi chỉ là một người bình thường, một thanh niên rất bình thường. Cũng như các bạn học có mặt ở đây, có ước mơ, có lý tưởng, có nhiệt tình, cũng có kích động. Tôi chẳng qua ở vị trí mấu chốt trong tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yên, đương nhiên vì vậy mà trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Nếu tôi vì uất ức mà từ bỏ lý tưởng, vì gặp đối đãi không công bằng mà rút lui, tôi chẳng những có lỗi với ủy thác trọng trách của lãnh đạo cấp trên. Cũng có lỗi với lời thề mà bản thân đã từng lập. Tôi nghĩ các bạn học cũng giống như tôi, trước khi chưa đi ra ngoài xã hội, đã từng có chí hướng rộng lớn và ước mơ tốt đẹp. Ước mơ quả thật tốt đẹp, bởi vì ước mơ chỉ tồn tại trong tưởng tượng của chúng ta muốn ước mơ như thế nào nó nhất định phải như thế đó, cho nên nó mới tốt đẹp mà làm người ta hướng tới. Nhưng sự thật thường lại rất bất đắc dĩ, thậm chí tàn khốc, bởi vì mỗi một việc thành công, đều phải trải qua vô số lần cố gắng. Đều có hoặc nhiều hoặc ít lực cản, thậm chí còn có người phá hỏng. Đúng vậy, tôi thừa nhận tôi cũng từng có lùi bước, từng có thất vọng, cũng từng có lúc trong đêm yên lặng, nghĩ về lý tưởng và khát vọng của bản thân không thể thực hiện, mà u sầu rơi lệ. Lý tưởng của người với người khác nhau,
nhưng có một điểm giống nhau, chính là đều nguyện ý trở thành có ích cho xã hội, đều nguyện ý được trọng dụng, nguyện ý dựa vào sức lực của bản thân, để cho càng nhiều người có cuộc sống càng tốt đẹp. Nếu theo chính trị, chính là ý niệm căn bản làm quan tạo phúc. Nếu theo kinh doanh, chính là đồng thời với sự giàu có của bản thân, càng khiến nhiều người càng giàu có thêm. Nhân loại có một tình cảm căn bản nhất cũng là tốt đẹp nhất, chính là yêu. Người làm quan yêu dân chúng, người kinh doanh yêu nhân viên, kính yêu lẫn nhau, thế giới mới càng tốt đẹp. Hạ Tưởng hít sâu một hơi, khiến chính mình có vẻ càng bình tĩnh càng thản nhiên một ít, bởi vì lời nói kế tiếp, sẽ là lời tâm huyết của hắn. Trên thế giới có hai thứ làm lòng người kinh ngạc nhất, một là gửi gắm lý tưởng cả đời theo đuổi, một là trách nhiệm phải gánh vác trong hiện thực. Bởi vì có lý tưởng, chúng ta tràn đầy hy vọng đối với tương lai. Bởi vì có trách nhiệm, chúng ta gánh vác trọng trách đi về phía trước, làm việc nghĩa không được chùn bước. Lý tưởng của tôi cũng không lớn và xa vời, nói thật, từ chỗ nhỏ mà nói, chỉ hy vọng bản thân có thể mua được một chiếc xe hơi, có một nơi ở thoải mái, có một người yêu hiểu ý. Hướng về chỗ lớn mà nói, là hy vọng bản thân và phòng ban của bản thân, có thể thuận lợi hoàn thành mỗi một nhiệm vụ hạng mục mà cấp trên giao cho, hy vọng bản thân và các đồng nghiệp đều có được tiền thưởng, đều có thể có được sự nhận định của cấp trên, đều có cơ hội thăng chức. Rộng lớn hơn nữa mà nói, là hy vọng bản thân nếu như có một ngày có thể quản lý chính trị, phải nhớ kỹ đạo lý làm quan tạo phúc, không dám nói là phải vì dân chúng có bao nhiêu đóng góp to lớn, cũng không nghĩ nơi bản thân chấp chính có GDP cao bao nhiêu, xếp hạng cao thế nào, chỉ muốn làm cho tất cả mọi người đều ăn no mặc ấm, đều có công việc có nhà ở, để cho người già được nuôi dưỡng, để cho học sinh được dạy dỗ, để cho người lao động có được gặt hái, để cho người bệnh có thể được chữa trị. Hạ Tưởng trong lòng tràn đầy cảm thán và phấn khích, hắn đang nhìn mọi người diễn thuyết, đúng là không phải tuôn trào cảm xúc. Mặc dù hắn cho tới bây giờ đều là một thái độ bình tĩnh thong dong, nhưng đối mặt với xung đột chính trị và sự cài bẫy hãm hại của đối thủ, cũng từng mệt mỏi thể xác và tinh thần, cũng từng dao động, cũng từng có ý niệm lùi bước trong đầu. Hắn không lo cơm áo, cũng có tài sản có thể cam đoan cả đời phú quý, nhất định phải chìm nổi trong chốn quan trường đầy nguy cơ, vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì cái dục vọng quyền lực, chỉ vì khoái cảm đạp người khác dưới chân? Không phải, đương nhiên không phải. Hạ Tưởng quả thật là không có tham vọng quá lớn, cũng không muốn dựa vào sức lực bản thân thay đổi xã hội và lịch sử. Hắn chỉ hy vọng vào quan trường, dùng hết khả năng của hắn, thay đổi mọi thứ hắn có khả năng thay đổi. Gặp sự bất bình phải tận lực khôi phục công bằng, gặp được người đáng để nâng đỡ, phải tận lực ra roi thúc ngựa vì anh ta. Gặp người mình yêu, phải tận lực khiến cô ấy sống tốt hơn. Nếu như có thể ngồi đến vị trí cao, thì tận lực làm ra một số thực tế, làm cho dân chúng đều được lợi ích thực tế, làm cho tham quan xuống ngựa, làm cho người có khả năng được đi lên. Chỉ có điều hết thảy, nói ra thì dễ dàng, làm thì quá khó. Không nói mỗi một bước đều gặp phải nhiều cản trở lớn nhỏ, dù là ngồi vào địa vị cao như bí thư tỉnh ủy, cũng là mọi chuyện bị kiềm chế, bởi vì sức một người dù sao cũng có hạn, bởi vì muốn đại đa số người có được lợi ích, thì nhất thiết phải động chạm di rời lợi ích của thế lực bảo thủ và tập đoàn lũng đoạn. Chính vì hắn kiên định mà ủng hộ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, mới khuấy động đến lợi ích thế lực bảo thủ phía sau Trình Hy Học. Mới có Trình Hy Học liên tiếp chèn ép và công kích hắn, chẳng những viết phê phán hắn trên báo chí, trên buổi diễn thuyết, cũng muốn đấu khẩu với hắn, hắn nhìn như có phản ứng bình tĩnh, nhưng nội tâm chịu đựng áp lực cực lớn, lại có người nào biết. Hạ Tưởng nhìn đám đông người đen nghìn nghịt ở dưới sân khấu, có người trầm mặc, có người mỉm cười, có người chấp nhận, có người châm biếm, tâm tình ngược lại càng thêm bình tĩnh. Xóa đi quầng sáng trưởng phòng trên người tôi. Không đề cập tới thân phận ở tổ lãnh đạo của tôi, kỳ thật tôi và mọi người giống nhau, cũng là một người trẻ tuổi rất bình thường, có ước mơ, có phấn khích, có vui vẻ, có đau khổ. Có lẽ năng lực của tôi có hạn, có lẽ tôi cũng có khuyết điểm thế này thế kia, nhưng nếu như tôi đảm nhiệm trưởng phòng tổ lãnh đạo, mặc kệ đối mặt với chỉ trích gì, làm khó dễ gì, còn có phỉ báng gì, tôi đều phải cắn chặt răng, dũng cảm mà đối diện hết thảy mọi thứ. Bất kể là đổ lỗi hay là bị làm khó dễ đến từ vị lãnh đạo cao cao tại thượng nào đó, cũng mặc kệ những phỉ báng và chỉ trích đến từ vị chuyên gia và giáo sư danh tiếng lẫy lừng nào đó. Bởi vì tôi và mọi người giống nhau, có lý tưởng có theo đuổi, không dễ dàng từ bỏ. Bất cứ thời điểm bất cứ thành công đều không thể một lần là xong, năng lực không đủ tôi có thể học tập gấp bội, có khuyết điểm tôi có thể cố gắng sửa lại, có làm khó dễ và đủ loại chỉ trích,
tôi có thể yên lặng chịu được. Không có gì, tôi nghĩ chỉ cần tôi kiên trì đến cùng, chỉ cần tôi làm ra thành tích nên có, chỉ cần tôi không thẹn với lương tâm, chỉ cần tôi không làm thất vọng tất cả những người ủng hộ và tín nhiệm tôi, vậy thì những chỉ trích và làm khó dễ, những phỉ báng và vu khống, cứ cho chúng đi, tôi không phản bác cũng không cãi lại, tôi chỉ muốn vùi đầu chăm chỉ làm việc, dùng thành tích để chứng minh hết thảy. Sau khi trầm mặc mười mấy giây, tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều. Trong mắt Hạ Tưởng ẩn hiện nước mắt, hướng xuống sân khấu cúi đầu chào. Tôi biết sống chết, biết ấm lạnh, biết vinh nhục, biết vui vẻ và đau khổ, tôi chỉ là một công dân bình thường, là một người trẻ tuổi tận tâm tận lực phấn đấu vì lý tưởng của chính mình, cũng là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, cầu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân hòa phúc tị su chi, chỉ cần có lợi cho đất nước cho dù hy sinh bản thân mình cũng cam lòng. Tuyệt đối không vì mình rất có thể gặp tai họa mà trốn tránh. Cuối cùng tôi chỉ muốn nói thêm câu nữa, những gì tôi đã làm ở tổ lãnh đạo, mặc dù có rất nhiều người hoài nghi hoặc suy đoán. Còn có lăng nhục và vu khống, tôi cũng có một câu tặng cho bọn họ, phủ ngưỡng vô quý thiên địa, bao biếm tự hữu xuân thu, cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn với trời đất, khen hay chê là do thời gian trả lời. Cùng với tiếng vỗ tay như sấm chính là, toàn bộ những giáo sư ngồi hàng đầu đều đứng dậy. Toàn bộ những tinh anh và lãnh đạo các giới từ hàng thứ 2 đến hàng thứ 10 đều đứng dậy, sau đó, hơn ngàn người trên hội trường, tất cả mọi người đều đứng dậy. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng vỗ tay, âm thanh ủng hộ cùng với tiếng thét chói tai của các học sinh, vang lên dần dần. Không khí hiện trường giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, tất cả mọi người bị sự khiêu khích của Hạ Tưởng đốt cháy, trong lòng tràn đầy cảm động và cảm thán. Nghiêm Tiểu thì dùng sức vỗ tay, trong mắt lệ rơi không ngừng. Sự uất ức và chua xót của Hạ Tưởng ai có thể biết. Hắn bị bao nhiêu người chèn ép, lại bị bao nhiêu người ác ý hãm hại. Hắn xưa nay chính là một bộ dáng thong dong. Trên thực tế, hắn cũng là con người, cũng cần an ủi và quan tâm. Phạm Tranh nắm chặt đôi tay, ánh mắt kiên định mà tràn đầy ý chí chiến đấu. Cốc Nho cũng là vẻ mặt vui mừng và thỏa mãn, ông xưa nay chưa từng cảm thấy vui vẻ và cảm động giống hôm nay. Khá khen một Hạ Tưởng. Khá khen cho một người trẻ tuổi biết vinh nhục, biết ấm lạnh, biết tiến thoái. Ngay cả Sở Nhiên và Trương Dương cũng bị diễn thuyết của Hạ Tưởng cuốn hút, vẻ mặt khâm phục, cũng không ngừng vỗ tay. Người Trung Quốc xưa nay hàm xúc kín đáo, không đòi hỏi tình cảm lộ ra ngoài, hôm nay Hạ Tưởng lại biểu lộ chân tướng, chẳng những khiến hình tượng đầy đặn mà thân thiết của hắn, khiến tất cả những người quen biết và không quen biết hắn đều tràn đầy thiện cảm, cũng khiến hắn vì diễn thuyết chan chứa thâm tình. Trong thời gian rất ngắn, thắng được thông cảm của mọi người. Trình Hy Học rất là cảm thán, mặc dù ông toàn tâm toàn ý muốn chèn ép Hạ Tưởng, nhưng bài diễn thuyết hôm nay của Hạ Tưởng cũng khiến ông thiết thực mà cảm nhận được một Hạ Tưởng chân thật, một Hạ Tưởng thông minh, một Hạ Tưởng cơ trí đa dạng. Cũng khiến ông không ngừng khâm phục tài ăn nói và sức hấp dẫn của Hạ Tưởng, ông biết, nguyện vọng hôm nay của ông chẳng những sẽ thất bại, còn khiến Hạ Tưởng mượn cơ hội này nổi danh, thắng được thiện cảm mà trước nay chưa từng có của mọi người. Bởi vì Hạ Tưởng thông minh ở chỗ, hắn không đàm luận kinh tế với kinh tế học gia, cũng không đàm luận chính trị với chuyên gia học giả, hắn dùng tinh thần chủ nghĩa nhân văn đối thoại với kinh tế học gia, dùng chân tình cảm xúc thật và nhiệt tình giao lưu với sinh viên, đồng thời thắng được lý giải và ủng hộ của giáo sư và học sinh, khiến tất cả chỉ trích và khiển trách trước đó của Trình Hy Học đều hóa thành hư ảo. Thậm chí Hạ Tưởng cũng không cần giải thích nhiều về chỉ trích nhằm vào hắn, Hạ Tưởng cũng đã đạt được toàn thắng. Thông minh. Thật sự là một người trẻ tuổi thông minh tuyệt đỉnh. Chương 496, niềm vui ngoài ý muốn. Trình Hy Học cũng vỗ tay, vẻ mặt tươi cười, cho dù hôm nay thua đến thảm hại, trong lòng nguyền rủa kế vây ngụy cứu triệu của Hạ Tưởng, thua ở trong tay Hạ Tưởng cũng có thể nói sách lược của ông dưới một bậc. Nhưng xuất phát từ lòng tôn trọng đối thủ, xuất phát từ sự khen ngợi đối với bản lĩnh tùy cơ ứng biến của Hạ Tưởng, ông vẫn vỗ tay cho màn biểu diễn đặc sắc của Hạ Tưởng. Trình Hy Học hiểu được, hôm nay, vào lúc này, tại nơi này, nếu Hạ Tưởng cùng ông đối mặt tranh luận vấn đề về phương diện kinh tế, cho dù tạm thời không ở vào thế bất bại nhưng chỉ cần vài vị chuyên gia ở dưới đài luân phiên ra trận đặt câu hỏi cho hắn, khiếm khuyết của Hạ Tưởng ở phương diện lý luận tri thức, vẫn khó thoát khỏi kết cục thất bại. Bởi vì ông nhìn trúng điểm này mới có ý đưa Hạ Tưởng lên đài, đúng là muốn để mọi người giẫm nát hắn dưới chân. Thật không ngờ, Hạ Tưởng lấy dài tránh ngắn. Lấy những lời tình cảm tự sâu tận đáy lòng làm cảm động mọi người có mặt tại đây, thu được tình cảm tốt đồng thời thu hoạch luôn cả thắng lợi. Bất kể như thế nào đi nữa, Hạ
Hạ Tưởng có thể thong dong ứng đối, hơn nữa còn chuyển bại thành thắng, hắn đích thực là một đối thủ đáng được kính trọng. Tôn trọng đối thủ chính là tôn trọng chính mình. Mãi cho đến khi Hạ Tưởng đỡ Cốc Nho, Nghiêm Tiểu Thì và Phạm Tranh một trái một phải, bóng dáng của bốn người biến mất sau cửa, Trình Hy Học mới tỉnh mộng, vừa nhớ đến Lạc Lâm Khai và Ngô Lâm Sâm ngồi ở hàng ghế thứ năm, ngẩng đầu lên nhìn, hai người đó không biết đã đi mất tự bao giờ. Trong lòng Trình Hy Học không biết là mùi vị gì, một sự kiện lớn, một phen tâm huyết của ông thế nhưng toàn bộ biến thành lời giải cho Hạ Tưởng, thành bữa tiệc của Hạ Tưởng, tạo danh tiếng cho Hạ Tưởng, quả thực thế sự khó lường. Ông không cam lòng, ông cảm thấy ông không thua, chỉ bị Hạ Tưởng xảo diệu trốn thoát mà thôi. Nếu như giao phong chính diện, ông cho rằng ông vẫn có cơ hội thắng. Ông không phục, nhất định phải tìm một cơ hội khác để trả thù. Ông muốn bộc phát ngay tại chỗ, trút hết nỗi hận trong lòng. Chỉ là cố kỵ thân phận, Trình Hy Học vẫn phải tươi cười chào tạm biệt mỗi một vị giáo sư chuyên gia. Mãi đến khi đi ra khỏi cổng trường Đại học Trung Sơn, Nghiêm Tiểu Thì mới mở miệng hỏi Hạ Tưởng. Hình như lúc nãy anh có rơi nước mắt. Hạ Tưởng phủ nhận lắc đầu. Không có, cô nhìn lầm rồi. Nghiêm Tiểu Thì vui vẻ. Rơi nước mắt thì rơi nước mắt chứ sao? Chuyện tình cảm, đàn ông cũng có nước mắt, lại chẳng phải là chuyện gì mất mặt cả. Cô bất chấp Phạm Tranh và Cốc Nho cũng đang có mặt ở đó, nói một câu thâm tình. Anh rất lợi hại, tài ăn nói hạng nhất, tôi khâm phục anh. Hạ Tưởng vẻ mặt thản nhiên. Sự việc trên thế giới này sợ nhất là nghiêm túc, cô ra vẻ nghiêm túc, đối phương liền lo sợ. Lần này tới thủ đô hoàn thành ba việc, một là Hạ Tưởng trả bài tập nghiên cứu sinh cho Cốc Lão, hai là bộ lão chính thức nhận Nghiêm Tiểu Thì là học sinh, ba là mượn buổi thuyết trình của Trình Hy Học, Hạ Tưởng nâng cao thanh danh của mình. Có thể nói chuyến đi này không tệ, thu hoạch phong phú. Cốc Lão cũng vô cùng cao hứng, hiếm thấy khen ngợi Hạ Tưởng cả nửa ngày, còn nói. Bản thảo của ba người các em tôi đã an bài xong xuôi cả rồi, ngày mai là có. Cũng không biết Trình Hy Học hôm nay bị cậu làm loạn, tâm trạng uể oải có còn tinh thần và sức lực để soạn văn bản phản bác nữa không đây? Ha ha! Tạm biệt Cốc Lão, Hạ Tưởng không trực tiếp trở lại thành phố Yến mà đầu tiên là đến Bộ Ngoại Thương. Quá trình gặp mặt Dịch Hướng Sư được xem như là thuận lợi, là một bộ trưởng có tư tưởng tiến bộ, phong cách làm việc của Dịch Hướng Sư được xem như là thân với dân, không hề quan liêu, đương nhiên Hạ Tưởng cũng có điện thoại riêng của hắn. Được hắn cho phép trực tiếp đi đến văn phòng bộ trưởng. Dịch Hướng Sư đối với việc bộ ba, Tam Kiếm Khách, đến thăm cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, gần đây ông cũng có đọc văn chương của Tam Kiếm Khách. Đối với sự hô ứng lẫn nhau trong văn chương của ba người, quan điểm bổ sung lẫn nhau khiến ông luôn vỗ bàn khen hay. Đương nhiên văn chương của ba người nếu như đứng riêng lẻ cũng chỉ có thể xếp vào trình độ trung bình, không thể so sánh được với những chuyên gia học giả xuất sắc. Nhưng hay ở chỗ ba người đồng thời ra tay, công thủ có chừng mực, mỗi người đều có trọng điểm riêng, ngược lại hình thành một tam giác sắt không dễ dàng bị công phá. Dịch Hướng Sư và ba người nói chuyện một hồi, Hạ Tưởng liền nói ra mục đích mà hắn tới đây, hắn tiết lộ chuyện mai sắp đến Trung Quốc ký kết hiệp định, muốn Cục Ngoại Thương giữ bí mật, không tiết lộ bất kỳ thông tin gì với giới truyền thông. Dịch Hướng Sư suy nghĩ một chút rồi cười nói. Sao? Nghe ra ý của cậu là muốn chuẩn bị một kế hoạch lớn. Thường có xí nghiệp yêu cầu Bộ Ngoại Thương giữ bí mật ký kết hiệp nghị cho bọn họ, tôi luôn có quan điểm rằng, phục vụ cho xí nghiệp, là chức trách chính của Bộ Ngoại Thương, không có gì phải từ chối cả. Chỉ có điều, Dịch Hướng Sư quả nhiên giống như trong suy nghĩ của Hạ Tưởng, thoải mái nói xong đột nhiên khẽ mỉm cười. Tiểu Hạ, cậu cũng không xem như người ngoài, tôi thay cậu giữ bí mật, cậu cũng phải thay tôi làm một việc. Hạ Tưởng chỉ biết Dịch Hướng Sư là người không dễ nói chuyện, đành bất đắc dĩ nói. Bộ trưởng Dịch có gì dặn dò cứ thoải mái nói ra, đừng nói ngài là bộ trưởng tôi là trưởng phòng, chỉ bằng thân phận trưởng bối của ngài, tôi cũng phải phục tùng mà không nói hai lời, đúng không? Dịch Hướng Sư biết Hạ Tưởng lấy Ngô Tài Giang ra để ám chỉ ông đừng đưa ra vấn đề khó quá, lại cười nói. Đúng là một tên nhóc miệng mồm lẻo mép, phải nói điều kiện trước. Cậu không thể rộng lượng mà đồng ý lấy một lần sao? Phạm Tranh và Nghiêm Tiểu Thì đứng bên cạnh mỉm cười, chỉ ngồi xem hổ tranh đấu. Dịch Hướng Sư thu lại vẻ tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đầu năm sau, Bộ Ngoại Thương sẽ cùng các bộ khác và Ủy ban Trung ương gây dựng lại Bộ Thương mại, đến lúc đó tôi muốn mượn điều cậu đến bộ một khoảng thời gian, thế nào?
Hạ Tưởng nhất thời sửng sốt, đề nghị của Dịch Hướng Sư quá đột ngột, hắn hoàn toàn không hề nghĩ tới. Chẳng qua cẩn thận nghĩ lại, lập tức hiểu rõ ý định ban đầu của Dịch Hướng Sư. Không cần nói, nhất định là chủ ý của Ngô Tài Giang. Ngô Tài Giang có lẽ nhận ra cái gì đó cho nên mới mượn cơ hội này điều động hắn đến bộ thương mại để hắn tránh mũi nhọn, hoặc có lẽ là muốn làm phong phú thêm lý lịch của hắn, để con đường sau này càng thêm dễ đi. Từ khi Liên Nhược Hạm đồng ý để con trai mang họ Ngô, Ngô Tài Giang rõ ràng nhiệt tình với tiền đồ của hắn, cũng có ý đưa hắn trở thành đối tượng bồi dưỡng của Ngô gia, bắt đầu tính toán ra quyết định cho bước tiếp theo của hắn. Phạm Tranh và Nghiêm Tiểu thì đều cho rằng Hạ Tưởng nhất định sẽ có tâm trạng bất công, không ngờ Hạ Tưởng chỉ hơi giật mình rồi sau đó mỉm cười gật đầu đồng ý. Đón Cổ Ngọc tại địa điểm đã hẹn trước, bốn người cùng quay lại thành phố Yến. Phạm Tranh và Nghiêm Tiểu thì vô cùng khó hiểu đối với quyết định của Hạ Tưởng đồng ý yêu cầu của Dịch Hướng Sư. Phạm Tranh vội vàng kể cho Cổ Ngọc nghe hắn làm sao đả kích sự kiêu ngạo của Trương Dương, làm sao thu được lòng yêu mến của tất cả các nữ sinh, Nghiêm Tiểu thì lại cúi đầu không nói, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Cổ Ngọc mở to mắt hiếu kỳ nghe Phạm Tranh kể xong, thản nhiên nói một câu. Đều là một đám nhóc nữ sinh chưa rời khỏi trường, với sức quyến rũ của anh, cũng chỉ có lực sát thương với các cô ấy mà thôi. Một câu nói khiến cho Phạm Tranh nghẹn cả nửa ngày nói không nên lời. Về đến thành phố Yến, Hạ Tưởng lập tức chạy đi an bài công việc chuẩn bị cho chuyến thăm viếng của Mai. Sau khi an bài thỏa đáng hết thảy, hẹn với Khâu Tự Phong ngày kia gặp nhau ở thành phố Bảo, lúc này mới bỏ điện thoại xuống, chợt nghe được tin tức, nói là Chủ tịch tỉnh Tống muốn mở hội nghị toàn thể tổ lãnh đạo. Tổ lãnh đạo không có phòng họp riêng, mượn phòng làm việc của bên ủy ban dùng tạm. Vốn tưởng rằng chỉ có Tống Triệu Đô đến tham dự hội nghị, không ngờ tới khi hội nghị tiến hành được một nửa thì Phạm Duệ Hằng cũng đột nhiên xuất hiện tại hội trường. Tống Triệu Đô truyền đạt tinh thần chỉ thị 3 điểm của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, một là điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đã đến thời khắc quan trọng, các đồng chí nhất định phải làm tốt công tác hoàn thành mỗi một nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Hai là xét thấy thành tích công tác của đồng chí Hạ Tưởng khá nổi bật, thông báo khen ngợi. Ba là tổ lãnh đạo điều chỉnh phân công một chút, bởi vì phó tổ trưởng đồng chí An Giật Hưng công tác chính quá bận rộn, qua đề nghị của đồng chí An Giật Hưng, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn, quyết định cho đồng chí Hạ Tưởng chủ trì công tác hàng ngày. Về cơ bản đã chính thức xác định vị trí chủ đạo của Hạ Tưởng. Sự xuất hiện ngoài ý muốn của Phạm Duệ Hằng khiến cho hội nghị chuyển sang một hướng khác. Phạm Duệ Hằng mặt mày hớn hở, cười nói. Vừa rồi nhận được chỉ thị của Bí Thư Diệp. Bí Thư Diệp rất hài lòng với biểu hiện tại hội trường lớn trường Đại học Trung Sơn ở thủ đô của đồng chí Hạ Tưởng, cũng rất vui vẻ, cố ý rút thời gian trong lúc bận rộn gọi điện thoại tới, để tôi chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng tới đồng chí Hạ Tưởng. Bí Thư Diệp nói, đồng chí Hạ Tưởng đã không ngừng nỗ lực giữ gìn danh dự của tỉnh Yến, điều này đáng được biểu dương khen ngợi. Mọi người vẻ mặt hâm mộ thêm phần khó hiểu nhìn về phía Hạ Tưởng, không hiểu được Hạ Tưởng lại làm ra hành động kinh người gì. Hạ Tưởng ở trước mặt mọi người cũng không biết nói gì, đành phải bày tỏ cảm ơn với Phạm Duệ Hằng. Tin tức của Diệp Thạch Sinh cũng rất nhạy, một màn trong hội trường Đại học Trung Sơn đã nhanh chóng truyền tới tai ông, quả nhiên là bí thư tỉnh ủy, tai mắt rất nhiều. Sự vui vẻ và thích thú của Diệp Thạch Sinh nằm trong dự đoán của Hạ Tưởng, hắn nỗ lực bảo vệ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến như vậy, hơn nữa còn được vô số học giả có mặt ở đó tán thưởng. Tương đương với một lần tuyên truyền quan trọng hoàn toàn mới cho điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến. Hơn nữa việc này rất khó tuyên truyền trực tiếp, trong tình huống bình thường, lấy địa vị là bí thư tỉnh ủy như Diệp Thạch Sinh cũng không mời được nhiều chuyên gia học giả tập trung lại một lần như vậy. Thật ra khiến cho Diệp Thạch Sinh cao hứng nhất đó là, Hạ Tưởng thay tỉnh Yến nổi danh bằng việc mượn ngọn gió đông của Trình Hy Học. Tương đương với việc Trình Hy Học làm áo cưới cho Hạ Tưởng, không biết tức giận đến cỡ nào. Mà Trình Hy Học mới vừa rồi trên Nhật Báo Quốc gia chỉ mặt điểm danh phê bình tỉnh Yến, mới vài ngày đã bị Hạ Tưởng đòi lại một ván ngay trước mặt, hơn nữa còn mượn đại hội do ông tỉ mỉ lên kế hoạch. Diệp Thạch Sinh càng nghĩ càng vui vẻ, chỉ hận lúc đó không có mặt ở hiện trường nhìn thấy khuôn mặt uể oải thất bại của Trình Hy Học. Diệp Thạch Sinh ngoại trừ cảm khái càng là xem trọng Hạ Tưởng, một thuộc hạ chẳng những có năng lực làm việc thật sự mà còn là một cấp dưới có thể thay lãnh đạo giải vây, chút giận đúng lúc. Làm cho lãnh đạo cảm thấy thoải mái, tuyệt đối là một cấp dưới được lãnh đạo luôn ghi nhớ trong lòng. Lãnh đạo cũng là người, trong suy nghĩ của lãnh đạo, anh có năng lực lại có cách nhìn, còn có thể suy nghĩ giúp lãnh đạo,
vào thời điểm thăng chức chính là người được chọn đầu tiên mà lãnh đạo ưu tiên suy xét. So với niềm vui của Diệp Thạch Sinh, Phạm Duệ Hằng đối với việc Phạm Tranh có thể góp mặt ở hội trường nơi các học giả tề tụ cũng cảm thấy rạng rỡ. Mà Hạ Tưởng bây giờ không chỉ là học đệ của Phạm Tranh mà còn là bạn bè tốt của y, Phạm Duệ Hằng đối với việc Diệp Thạch Sinh khích lệ Hạ Tưởng cũng là vui sướng tự đáy lòng. Sau khi tan họp, Hạ Tưởng đang chuẩn bị về nhà, Cổ Ngọc thần bí đến gần khẽ nói. Ông nội nói, rất lâu rồi anh không đến thăm ông rất không hài lòng về anh. Hạ Tưởng liền cười. Chẳng phải tôi vừa nhờ cô gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến ông rồi sao? Sao lại nhỏ nhen như vậy? Lần sau tới thủ đô tôi nhất định sẽ đi thăm ông, được chưa? Cổ Ngọc, một tiếng, đột nhiên lại nói. Ông nội giúp tôi tìm một đối tượng, là quân nhân, nghe nói con người rất được, anh nói tôi có nên đi gặp mặt hay không? Gặp, đương nhiên phải gặp. Hạ Tưởng không chút do dự nói. Cách nhìn của ông nội cô sẽ không kém. Cô cũng không nhỏ nữa, cũng nên tìm một người bạn trai. Nhưng mà, Cổ Ngọc liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, muốn nói nhưng lại thôi, rồi phất tay nói. Quên đi, không nói chuyện với anh nữa, nói anh cũng không hiểu. Hạ Tưởng chẳng thèm hỏi Cổ Ngọc muốn nói gì, mỉm cười quay người trở về nhà. Mở cửa ra, đèn phòng khách đang sáng nhưng lại không có ai. Trên bàn ăn đã bày sẵn đồ ăn đang tỏa hương thơm ngào ngạt, chỉ có một đôi đũa. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, cô bé lại nghĩ ra trò gì nữa đây, chẳng lẽ muốn trêu đùa hắn. Vừa mới ngồi xuống ăn cơm thì phát hiện trên bàn còn một tờ giấy, trên đó có viết, cơm ở trên bàn, em ở trên giường. Câu sau hàm nghĩa rất phong phú, cô bé càng lúc càng hấp dẫn. Chẳng qua Hạ Tưởng đối mặt với hai vấn đề, đói khát tâm lý và đói khát sinh lý thì hắn ưu tiên giải quyết đói khát sinh lý trước, tiên như hấp tấp nuốt cơm vào bụng cho no rồi mới rón rén bước lên lầu. Lên tới nơi, chui vào phòng ngủ, nhưng lại phát hiện cô bé đang ngồi đọc sách dưới đèn ngủ, thoạt nhìn quần áo vô cùng chỉnh tề không khỏi khiến cho Hạ Tưởng lửa lòng giảm bớt, liền nói. Anh còn cho rằng em đang ở trên giường đợi anh tới làm chuyện tốt chứ? Thật không ngờ quần áo còn nguyên, một chút sức hấp dẫn cũng không có. Hấp dẫn cái đầu anh. Cô bé cười hì hì, ném quyển sách trên tay về phía Hạ Tưởng. Sau này đừng chạm vào em muốn ở riêng với anh. Hạ Tưởng giật mình kinh sợ. Sao thế được, em đã ngoại tình. Vừa dứt lời, lại một cái gối nữa bay tới. Cô bé tức giận nói. Anh không nghĩ được lấy một chuyện tốt nào sao? Tại sao đầu óc toàn nghĩ mấy chuyện bậy bạ đó? Ngoại tình gì, anh còn nói lung tung nữa em sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Thấy cô bé thực sự tức giận, Hạ Tưởng vội cười. Kiểm tra độ trung thành của em tí thôi, không ngờ em phản ứng kịch liệt như vậy. Giống như là em thật sự rất trung tình với anh vậy. Nhưng mà giải thích một chút xem, em ở trên giường rốt cuộc là muốn ám chỉ điều gì? Cô bé quay đầu đi. Từ trước tới nay đều là phụ nữ đa tình đàn ông phụ bạc, em không trung tình chẳng lẽ anh trung tình sao? Nụ cười trên mặt cô có chút đắc ý, lại có chút vui mừng. Không có ám chỉ gì cả, em chỉ muốn lên giường nghỉ ngơi. Sau này em ngủ trên lầu, anh ngủ dưới lầu. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Hạ Tưởng giật mình hoảng sợ, tại sao những lời hắn nói với Nghiêm Tiểu thì lại bị cô bé này lặp lại, chẳng lẽ sự việc đã bại lộ rồi? Không thể nào, giữa hắn và Nghiêm Tiểu thì chưa thật sự phát sinh chuyện gì, sự việc lại được giữ bí mật trong trạng thái cao nhất, người khác sao có thể biết được? Rốt cuộc cô bé có ý gì đây? Hay là lại một màn kịch nữa? Hắn thả cái gối xuống, ánh mắt dừng lại trên quyển sách trong tay. Tức thì giật mình hiểu ra, vòng tay ôm cô bé vào trong lòng. Lần này quân tình không báo sai nữa chứ, quả thực trúng đích rồi. Đương nhiên là thật, chẳng qua anh nói thật khó nghe. Phải nói là công lao của em, quan hệ không lớn tới anh. Cô bé đắc ý ngẩng đầu lên trừng mắt với Hạ Tưởng một cái. Một mảnh đất cho dù tốt đến đâu đi nữa nếu như không có giống tốt thì mảnh đất đó cũng không thể cho ra hoa màu tốt. Đất có nhiều mà giống tốt thì chỉ có thể nhìn mà không thể lấy. Cho nên nói, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn vẫn do đàn ông tạo ra. Biến, đàn ông thỏa mãn xong thì xoay người bỏ chạy, phụ nữ còn phải vất vả 9 tháng 10 ngày. Phụ nữ mới là số khổ, ngày kết hôn giống như công chúa kiêu ngạo, nhưng chớp mắt một cái, sau một đêm, đã là trên trời dưới đất. Ai nói vậy, anh đối với em vẫn thủy chung như một, mặc kệ là trước hôn nhân hay là sau hôn nhân.
vẫn luôn nâng niu yêu thương em. Hừ, nói thật dễ nghe, ngày kết hôn em còn là cô dâu mới, ngày thứ hai đã trở thành bà xã, một người thế hệ mới thay thế hệ cũ, từ trẻ đến già, quá nhanh đi, có phải không? Phụ nữ chỉ có một ngày là công chúa, 9 tháng 10 ngày là hoàng hậu, sau đó là cả đời làm lụng vất vả. Cô bé lớn lên trong hoàn cảnh khá giả, phát ra cảm khái còn mang theo hương vị triết lý. Hạ Tưởng cứ để mặc cho cô nói, dù sao mang thai đối với bất kỳ phụ nữ nào mà nói, quả thực là 10 tháng vất vả, trong vòng 10 tháng phải hầu hạ biến họ thành hoàng hậu. Chỉ có điều, nghĩ lại cô bé dường như vĩnh viễn không bao giờ lớn, không nghĩ tới sắp phải làm mẹ rồi, cũng cảm thấy có chút không thể tin được, nhìn vòng eo nhỏ nhắn của cô hắn hoài nghi, sau khi có con cô có thể lúng túng chân tay hay không? Một đứa trẻ lớn bế một đứa trẻ nhỏ có phải có chút buồn cười hay không? Chỉ có điều nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô bé, Hạ Tưởng liền biết thật ra trong ba phụ nữ trong cuộc đời hắn, cô bé từ ngoài nhìn vào là nhu nhược nhất, nhưng trên thực tế lại là người có tính cách kiên trì nhẫn nại nhất, cũng là một người khoan dung nhất. Hơn nữa năng lực thích ứng của cô cũng rất mạnh. Thật ra so với phụ nữ thì đàn ông mới là mệt nhất. Bởi vì phụ nữ là đất đai mà đàn ông là con trâu già. Hạ Tưởng giả bộ suy tư, vẻ mặt cảm khái nói. Có ý gì vậy? Trên mặt cô bé toát ra vẻ tò mò vừa lương thiện vừa tà ác mà Hạ Tưởng thích nhất. Chỉ có trâu là mệt chết mà không có mảnh đất nào bị hư. Cô bé ngẩn người, đến khi hiểu ra ý nghĩa bên trong, tức thì khuôn mặt đỏ bừng. Anh thật đúng là tên lưu manh, tên háo sắc. Hạ Tưởng liền cười ha hả không ngừng. Ngày thứ ba, Hạ Tưởng và Phạm Duệ Hằng cùng nhau chạy tới thành phố Bảo, cùng công ty Ánh Dạng Đông của Mai chính thức ký kết hiệp định hợp tác đầu tư. Bởi vì có sự tham dự của chủ tịch tỉnh, Mai vô cùng vui mừng, biết Hạ Tưởng mặc dù cấp bậc không cao nhưng có sức ảnh hưởng nhất định. Sau khi hiệp định được ký kết, Mai cũng không ở lại, mà bay về Mỹ ngay hôm đó. Tiễn Mai đi, Hạ Tưởng cũng quay trở lại thành phố Yến. Bí thư thành phố Bảo Tàu Vĩnh Quốc, chủ tịch Nhậm Khánh Chi, phó chủ tịch Khâu Tự Phong cùng với các thường vụ khác đến chào tạm biệt Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng phất tay chào mọi người rồi khom người lên xe, Hạ Tưởng thấy lãnh đạo đã lên xe hết, hắn cũng chuẩn bị lên xe, đột nhiên cửa xe chủ tịch Phạm mở ra, thư ký Trương Chất Tân ló đầu ra hướng về phía sau hô một câu. Trưởng phòng Hạ, đến ngồi xe chủ tịch Phạm có chuyện muốn nói với anh. Hạ Tưởng vội vàng lên ngồi xe với Phạm Duệ Hằng. Chủ tịch tỉnh đặc biệt gọi Hạ Tưởng đến ngồi cùng xe, mặc kệ là có việc hay không có việc, rơi vào mắt mọi người ở đây. Chính là một tín hiệu chính trị mãnh liệt, chính là một ám chỉ có ý nghĩa sâu xa. Tào Vĩnh Quốc nheo nheo mắt, trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Các vị ủy viên thường vụ khác của thành phố Bảo đều âm thầm ngưỡng mộ, một phó phòng cũng khiến cho chủ tịch tỉnh đích thân mời lên xe. Lâu nay đều nghe nói Hạ Tưởng được bí thư Diệp và chủ tịch Phạm quan tâm, hôm nay nhìn thấy quả nhiên lời đồn không sai. Chỉ là không biết Hạ Tưởng đột nhiên được chủ tịch tỉnh mời ngồi cùng xe là có chuyện tình gì khẩn cấp. Chương 497, sóng gió lại bắt đầu. Mọi người lại chuyển ánh mắt về phía Tào Vĩnh Quốc, bí thư Tào ở trong mắt của bí thư và chủ tịch tỉnh, hình như cũng không được coi trọng nhiều, nhưng người ta có phúc, có một đứa con rể được cả bí thư và chủ tịch tỉnh yêu thích, có bí thư và chủ tịch tỉnh gật đầu, lại lên thủ đô hoạt động một phen, bước tiếp theo lên phó chủ tịch tỉnh là chạy không thoát rồi. Hạ Tưởng cũng cho rằng Phạm Duệ Hằng là có ý muốn nâng đỡ hắn ở trước mặt mọi người. Vừa ngồi vào trong xe đã nhìn thấy Phạm Duệ Hằng nghiêm túc nói. Vừa nhận được tin tức, ba bài văn của cậu, Phạm Tranh và Tiểu thì bị đè ép xuống, tổng biên tập chịu áp lực từ cấp trên đành phải tạm thời hoãn lại. Hạ Tưởng trong lòng trầm xuống, chuyện mà hắn lo lắng nhất vẫn xuất hiện. Nếu hắn nhớ không lầm, thì sang năm cũng chính là một năm cải cách chính trị trong nước chóng mặt nhất, đầu tiên là cải cách cơ cấu quốc vụ viện khiến cho người khác chú ý. Sau khi Phó Thủ tướng Hà vào Quốc vụ viện, tiến hành một lần cải cách dứt điểm đối với cơ cấu mập mạp của Quốc vụ viện, sáp nhập không ít các bộ, ủy ban trung ương, cũng làm giảm bớt đi rất nhiều bộ trưởng, là phát súng đầu tiên của Phó Thủ tướng Hà từ khi nhậm chức Thủ tướng đến nay. Nhưng rất tiếc, cải cách của Phó Thủ tướng Hà đã chọc giận rất nhiều thế lực bảo thủ, dẫn đến sự phản kháng của thế lực bảo thủ. Tuy rằng Thủ tướng Hà quản lý Quốc vụ viện, nhưng tuyên truyền lại nằm trong tay phe bảo thủ. Khiến cho nhiều chính sách của Quốc vụ viện và lời bàn của Thủ tướng Hà, đều không thể kịp thời truyền đạt xuống dưới, bị kìm chế rất nhiều. Tình thế chính trị trong nước, luôn luôn phức tạp như vậy, cho dù lên đến tầng cao nhất, cũng kiềm chế lẫn nhau,
không thể buông tay ra thi triển hoài bão trong lòng của mình, quả thật là một điều bất đắc dĩ. Cũng chính bởi thế lực bảo thủ hùng mạnh, mới dẫn tới chính sách đối ngoại, luôn bó tay bó chân. Khi bị người ta đánh bom đại sứ quán, khi bị người ta xâm lấn lãnh thổ, khi đồng bào bị người ta khi dễ, khi bị người ta chiếm đảo điếu ngư, luôn phản ứng chậm hơn nửa nhịp, cuối cùng dùng vài lời thanh minh qua loa cho xong việc. Trung Quốc có lúc giống như một kẻ to con thân thể cường tráng nhưng lá gan lại nhỏ như chuột, chửi không chửi lại đánh không đánh trả lại, có khi còn bị người dâm loạn một phen, có khi lại bị bức đến nóng nảy, liền dậm chân thể hiện thân thể cao to. Tất cả phe phái phản động đều chỉ là hổ giấy. Thật ra nên phản ứng lại, trong con mắt chủ nghĩa đế quốc, đế chế cũng luôn là con hổ giấy. Bản thảo bị giữ lại không phát, phỏng chừng cũng bởi vì sự kiện diễn thuyết lần trước ảnh hưởng quá lớn, khiến cho người nào đó ở tầng cao tức giận, cho nên mới không tiếc vận dụng lực lượng chính trị áp chế bản thảo của ba người bọn họ. Trong lòng Hạ Tưởng ít nhiều có chút lo lắng, cũng may hậu thế trở nên phổ biến, lực khống chế trên mặt tuyên truyền mới giảm bớt đi rất nhiều chân tướng sự việc được truyền bá ra từ trước tiên, mặc dù cũng có những tin đồn thất thiệt không đáng tin nhưng tự có phán xét, trải qua gần 10 năm cuộc sống mạng, đại đa số dân mạng đều có năng lực phán đoán và phân biệt thật giả, vẫn là con đường đầu tiên tuyên truyền rất nhiều sự thật. Mà ngay cả người đứng đầu và đứng thứ ba sau này trong nước, cũng đều thường xuyên lên mạng trao đổi với dân chúng. Hạ Tưởng mặc dù lo lắng, nhưng nhìn thấy Phạm Duệ Hằng vẻ mặt bình tĩnh thì biết rằng Chủ tịch Phạm phỏng chừng đã có đối sách, liền hỏi. Chủ tịch Phạm, xin ngài cho chỉ thị bước tiếp theo phải làm thế nào? Không có luận chiến của truyền thông kỳ thật cũng là chuyện tốt, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của chúng ta có thể không chịu ảnh hưởng mà tiến hành. Phạm Duệ Hằng mỉm cười. Đè ép bài văn của các cậu xuống, bài văn của Trình Hy Hỏng cũng hoàn toàn bị đè xuống, làm việc gì cũng phải chú ý vấn đề cân bằng mới được. Không nói tới việc tôi và Bí Thư Diệp đều có quan hệ của mình trên thủ đô, ngay cả bên trong những người thuộc tầng cao, cũng sẽ không cho phép một mình Trình Hy Học độc diễn trên mặt báo. Chẳng lẽ nói, luận chiến cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua? Chẳng qua cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nói không chừng vào lúc nào đó bài văn của Trình Hy Học lại đột nhiên xuất hiện, đột nhiên tung ra quan điểm mới. Nếu truyền thông báo chí nằm ở trong tay kẻ khác, vậy quyền chủ động cũng nằm ở trong tay người ta. Đối với chúng ta mà nói, đó là một cục diện bị động mọi mặt. Cũng may là có một điểm, chính là quyền chủ động tiến hành điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến vẫn nằm trong tay chúng ta, kẻ khác không dễ dàng lấy đi được, ha ha. Hạ Tưởng cũng cười, tình hình của tỉnh Yến bây giờ là bí thư và chủ tịch tỉnh liên thủ duy trì, người nào đó trong cao tầng có không thuận mắt với tỉnh Yến cũng không có biện pháp, thay đổi bí thư và chủ tịch tỉnh chẳng những độ khó khăn quá lớn, hơn nữa tính khả thi dường như là không. Trên truyền thông báo chí sau khi lao sao một thời gian ngắn, thấy tỉnh Yến vẫn không thể lay động, hơn nữa phản kích còn rất mãnh liệt, phỏng chừng người nào đó cũng đã mệt mỏi, cũng không muốn tỉnh Yến mượn luận chiến thành cơ hội tốt để tuyên truyền, lại muốn luận chiến tạm thời hoãn lại, chờ đợi thời cơ thích hợp. Hạ Tưởng cũng không muốn giới truyền thông cứ bàn mãi về luận chiến, hao phí tinh thần không nói mà còn phân tán tinh thần và sức lực, cũng khiến cho Diệp Thạch Sinh dao động. Bây giờ tốt rồi, dừng lại cũng là việc tốt. Mắt thấy lần cao trào thứ hai sắp đến, sau khi thành công liền có thể thực thi bước thứ hai kế hoạch của hắn. Chỉ cần thành phố thí điểm đợt hai được đưa lên báo thì đó là một lần thắng lợi trọng đại. Khi sắp tới thành phố Yến, Trương Chất Tân lại nhận được một cuộc điện thoại, chỉ nói hai câu rồi đưa điện thoại cho Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng sau khi nghe điện thoại, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, chỉ nói đúng hai câu rồi cúp điện thoại. Trầm mặc một lát, Phạm Duệ Hằng nói. Động tác thật là nhanh, vừa mới nhận được điện thoại của Bí Thư Diệp, nhận được thông báo của Văn phòng Quốc vụ Viện, Phó Thủ tướng Triệu Tuyền Tân muốn tới tỉnh Yến thị sát. Triệu Tuyền Tân thuộc phe bảo thủ trong Quốc vụ Viện, luôn nổi danh phản đối các tỉnh cải cách chế độ xã hội, hơn nữa thái độ cứng rắn có thể nói là đại biểu có thực lực cực mạnh trong phe bảo thủ tại Quốc vụ Viện. Vào thời kỳ mẫn cảm này lại đột nhiên muốn tới thị sát tỉnh Yến, lai giả bất thiện. Triệu Tuyền Tân mặc dù thứ hạng không cao trong số 4 vị phó thủ tướng ở Quốc vụ Viện, nhưng hoạt động tích cực, cũng nổi danh thẳng thắn, nghe nói ông ta khi đi thị sát ở các địa phương, chỉ cần không hợp ý của ông ta, mặc kệ là chủ tịch tỉnh hay bí thư, ông sẽ ở trước mặt chỉ ra đủ loại không tốt, không hề bận tâm đến thể diện của người khác. So với tính cách ôn hòa của phó thủ tướng Hà thì tính cách ông thẳng thắn mà cố chấp. Bởi vậy hoạt động thị sát của ông mặc dù không ít,
nhưng bởi vì không được bí thư và chủ tịch tỉnh các địa phương ưa thích, cho nên báo chí truyền thông rất ít đưa tin, mà ngay cả truyền thông trung ương cũng qua loa cho có, rất ít tuyên truyền. Báo giới truyền thông không tuyên truyền, các tỉnh tự có con đường tìm hiểu tính cách của Triệu Tuyền Tân, kể cả khi ông thị sát ở tỉnh nào, trước mặt đả kích ai, một số tỉnh kinh tế lớn bất mãn với Triệu Tuyền Tân, hạ thấp quy cách đón tiếp ông tới thị sát. Tỉnh trung bình không có tư cách đó chỉ còn cách tiếp đãi theo toàn bộ quy trình, mà một số tỉnh nghèo khó chỉ cần nghe nói có Triệu Tuyền Tân đến thị sát, ngay lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, biết Phó Thủ tướng Triệu tới thị sát, từ trước đến giờ chỉ moi móc tật xấu, không mang theo hạng mục nào, nhưng bất đắc dĩ phải nhịn, ai bảo người ta là Phó Thủ tướng. Hạ Tưởng lập tức hiểu rõ dụng ý lần thị sát tỉnh Yến này của Triệu Tuyền Tân, không phải hắn cố ý gõ tỉnh Yến mà là bị cao tầng biến thành phát súng đầu tiên, hoặc có lẽ hắn và vài vị cao tầng vốn cùng chung một đường. Hạ Tưởng không hề lo lắng Triệu Tuyền Tân moi móc chuyện xấu. Hắn chỉ lo lắng tật nhỏ tai mềm của Diệp Thạch Sinh. Quả nhiên, Phạm Duệ Hằng cũng có suy nghĩ như hắn. Ông thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa xe, nói. Hạ Tưởng, về phương diện chính sách vấn đề lớn, do Bí Thư Diệp và tôi ra mặt ứng phó là được. Tôi phỏng đoán Phó Thủ tướng Triệu có thể sẽ đề xuất thị sát tổ lãnh đạo, tôi tin tưởng cậu cũng có thể dễ dàng ứng phó. Điều duy nhất tôi lo lắng là, nếu như Phó Thủ tướng Triệu có vài lời mãnh liệt, Bí Thư Diệp có thể. Phạm Duệ Hằng chỉ điểm đến là dừng, không nói rõ. Hạ Tưởng cũng lo lắng Diệp Thạch Sinh lâm trận lùi bước, dù sao Trình Hy học điểm danh phê bình tỉnh Yến trên truyền thông quốc gia, có thể bịt tai trộm chuông biến thành cuộc tranh luận của giới học thuật. Nhưng nếu như chính diện đối mặt với sự phê bình của Triệu Tuyền Tân, đối diện với việc phủ định của một vị phó thủ tướng, Bí Thư Diệp có thể không đứng vững trước vô số áp lực. Lo lắng của Phạm Duệ Hằng là hợp tình hợp lý, hơn nữa vấn đề là ông chỉ ám chỉ, muốn để bản thân ra mặt vào thời khắc quan trọng chu toàn tất cả, đừng để cho Diệp Thạch Sinh lui bước. Phạm Duệ Hằng thân là chủ tịch tỉnh, có nhiều chuyện không tiện nói ra, cho dù xuất phát từ lòng tốt, cũng có thể bị Diệp Thạch Sinh hiểu lầm. Dù sao là nhân vật nhất nhì trong tỉnh, trên quyền lực có rất nhiều chỗ trùng lắp, rất dễ bị người ta cho là tranh giành quyền lực. Hạ Tưởng vội vàng gật đầu. Tôi sẽ liên tục báo cáo công tác với Bí Thư Diệp, hơn nữa bây giờ công tác điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đã đến thời kỳ quan trọng, tôi tin tưởng với trí tuệ chính trị của Bí Thư Diệp cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Phạm Duệ Hằng cũng không tỏ vẻ gì, chỉ là biểu hiện không quá thoải mái. Chỉ hy vọng là như vậy. Nhất thời bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của Hạ Tưởng lại chuyển ra bên ngoài cửa xe, đầu mùa, chính là cảnh tượng thu hoạch mùa thu sau cùng trên khắp vùng đất phía Bắc. Trên đồng nơi nơi bận rộn, nông dân đang thu hoạch đậu phộng và khoai lang, từng khóm ngô mọc tươi tốt, đang vào giai đoạn cuối cùng chuẩn bị thu hoạch. Hạ Tưởng chợt hoảng hốt trong lòng, quả thực áp lực ùn ùn kéo đến từ khắp mọi phía, còn cho rằng Trình Hy học ngừng luận chiến sẽ yên tĩnh một khoảng thời gian. Không ngờ tới trong chớp mắt Phó Thủ tướng Triệu lại đến thi sát tỉnh Yến, tranh đoạt lợi ích ở khắp nơi, không người nào sẽ buông tha lợi ích đang nằm trong tay họ, cho dù họ đã thu được rất nhiều, nhiều tới mức đã thu hết số tiền mồ hôi nước mắt qua rất nhiều năm của nhân dân cả nước. Giống như nông dân trong nước, đầu tiên là thời kỳ kháng chiến bị vô số thế lực áp bức, sau giải phóng lại bị không phải hộ khẩu nông dân áp chế rất nhiều năm. Vì đảm bảo chất lượng cuộc sống của người thành phố, giá cả của nông sản bị cưỡng chế ép giá mấy chục năm. Trên thực tế, cái gọi là cuộc sống hạnh phúc mà người thành phố có được năm đó, tất cả được thành lập trên căn bản bòn rút giá trị thẳng dư của 800 triệu nông dân, không có chỗ nào đáng để tự hào, mà ngược lại khiến cho đám người tự cho là người thành phố xem thường những áo cơm cha mẹ của bọn họ. Nếu như không có rất nhiều nông dân vô tư cống hiến, người thành phố làm gì có gạo giá thấp mà mua? Sao có thể mặc được quần áo vải tốt? Kết quả, sự thật luôn khiến người ta đau lòng, người thành phố không biết tri ân báo đáp mà ngược lại còn xem thường nông dân, lại không biết không có nông dân nghèo đói thì làm gì có thành thị giàu có. Điều này cũng giống như bây giờ càng ngày càng nhiều vị công bộc xem thường dân chúng, vốn là quyền lợi do dân chúng ban cho, nhưng lại bị một đám quan chức biến thành thủ đoạn để đối phó dân chúng, tác oai tác quái, nào có khác gì tình cảnh dân thành thị khinh thường nông dân. Tính chất của ngành nghề lũng đoạn cũng là như vậy. Các ngành nghề lũng đoạn gồm có hệ thống cung cấp nước, điện lực, giao thông công cộng, thuốc lá, dầu mỏ, khí ga, bưu điện, đường sắt vận chuyển v.v. Những ngành nghề lũng đoạn này đều mang tính tồn tại tất yếu, bởi vì tồn tại nền kinh tế vĩ mô, yếu tố bên ngoài và hội nhập kinh tế.
cụ thể đến công ty lũng đoạn có công ty điện lực quốc gia, công ty dầu khí Trung Quốc, công ty khoáng sản Trung Quốc, công ty dầu mỏ Hải Dương Trung Quốc, công ty xuất nhập khẩu lương thực Trung Quốc, công ty xuất nhập khẩu than đá Trung Quốc, điện tín Trung Quốc, viễn thông Trung Quốc, đường sắt Trung Quốc. Tóm lại, mấy lời đường hoàng thì là, ưu thế ngành sản xuất, quan hệ đến ngành sản xuất mạch máu của quốc dân. Dùng lời dân chúng nói thì là, quốc gia nói tăng giá thì tăng giá, nói anh 10 năm không thể trở mình, anh sẽ không thể trở mình phát triển. Mà trên cơ bản, xí nghiệp hoặc công ty lũng đoạn của nhà nước, đều có cùng một bộ mặt với quan viên cán bộ chính phủ, tồn tại hiện tượng mặt xấu, việc khó làm rõ. Cán bộ chính phủ không coi mình là công bộc, các công ty lũng đoạn không xem người tiêu dùng là cha mẹ nuôi cơm áo, như vậy sẽ tồn tại nguy cơ càng lúc càng nghiêm trọng, tạo thành đối lập của hai giai cấp, sau khi nguy cơ bị chôn xuống, rốt cuộc sẽ có một ngày bạo phát. Hạ Tưởng hiểu được, dựa vào lực lượng của một mình hắn muốn phá vỡ thế lũng đoạn quả thực là kẻ ngu nói mộng mị. Nhưng nếu hành động việc làm của hắn có thể làm lời cảnh báo cho các công ty lũng đoạn, có thể khiến cho bọn họ ý thức được nguy cơ từ đó mà đề cao chất lượng phục vụ, công đức lớn lao. Có vài ngành sản xuất không thể phá vỡ thế lũng đoạn, trên thị trường chỉ tồn tại một người cung cấp tất nhiên sẽ tạo ra các vấn đề về chất lượng phục vụ thấp, nhưng muốn thông qua cạnh tranh để giải quyết cũng rất khó. Thông thường, cuối cùng sẽ tạo thành một tập đoàn đứng đầu lũng đoạn ngành sản xuất đó. Tập đoàn lũng đoạn cũng có cơ chế cạnh tranh nhất định, trong giai đoạn trước mắt này, đó xem như là cơ chế hợp lý nhất, nói gì đi nữa tập đoàn lũng đoạn cũng là một loại hình thức lũng đoạn. Cái gọi là tập đoàn lũng đoạn tức là phần lớn thị trường của một ngành sản xuất do một số ít công ty lớn lũng đoạn. Gần đây, bốn công ty truyền thông bị công chúng chỉ trích nhiều nhất là Di động Trung Quốc, Liên thông Trung Quốc, Điện tín Trung Quốc, Mạng thông Trung Quốc gần như lũng đoạn toàn bộ thị trường truyền thông. Hình thái thị trường lũng đoạn đầu sỏ đối với nền kinh tế Trung Quốc thị trường hóa đang nảy sinh những ảnh hưởng quan trọng, vì thế cũng trở thành tiêu điểm ngày càng chú ý của mọi người. Dầu mỏ và khoáng sản cũng thuộc ngành lũng đoạn đầu sỏ. Trong giai đoạn hiện nay dầu mỏ và khoáng sản còn chưa lộ ra bộ mặt dữ tợn của nó, ở hậu thế, bởi vì nguyên nhân có xe cho nên Hạ Tưởng quan tâm không ít tới khẩu vị của hai nhà làm thế nào càng lúc càng lớn, càng ngày càng tham lam, thủ đoạn cũng trở nên ngày càng ác liệt. Vào hai năm cuối cùng trước khi Hạ Tưởng tái sinh, dầu khí Trung Quốc đã mất đi lòng tin của toàn bộ người trong nước, vài tỷ đô la Mỹ đầu tư vào dầu mỏ châu Phi Nam Mỹ, vài chục triệu nhân dân tệ sửa sang lại công ty mình nhưng lại không biết cảm thông với nỗi khổ của dân chúng. Vào thời điểm giá dầu mỏ quốc tế tăng cao, giá dầu Mỹ 4 đô la Mỹ một ga lông, giá dầu Trung Quốc 6 đồng một lít. Sau đó giá dầu quốc tế giảm mạnh, giá dầu Mỹ 2 đô la Mỹ một ga lông, giá dầu Trung Quốc 6 đồng một lít. Sau đó giá dầu quốc tế có chút tăng cao, giá dầu Mỹ 25 đô la Mỹ một ga lông, giá dầu Trung Quốc một hơi vượt qua 6 đồng. Nói nào là bắt kịp quỹ đạo quốc tế, giá dầu Trung Quốc tăng lên thì không rớt xuống. Thỉnh thoảng rớt xuống, lại nhanh chóng tăng trở lại. Cổ phiếu dầu khí Trung Quốc đã cuốn đi tiền của vô số người Trung Quốc, giá dầu lại cướp đi tiền của vô số người Trung Quốc, sau này khí thiên nhiên còn phải ép buộc tăng giá, còn nói gì ủng hộ xí nghiệp dân tộc. Nếu không phải lũng đoạn kinh doanh, làm gì có ai ngu ngốc đi ủng hộ những công ty Trung Quốc tham lam bất lương. Công ty của Mỹ nghĩ đến trách nhiệm với xã hội, danh dự hình tượng, trả ơn dân chúng, liên tục phát triển. Xí nghiệp quốc hữu Trung Quốc lại nghĩ ra trăm phương ngàn kế lừa gạt tiền của dân chúng, đặt ra chiêu bài lớn, chiêu bài nhỏ, sau này dầu khí Trung Quốc có người đứng ra bác bỏ tin đồn. Kỳ thật, đèn treo trong nhà chúng tôi không tiêu đến 4 vạn. Các vị thật sự hiểu lầm những xí nghiệp nhà nước chúng tôi không vì lợi ích cá nhân, chỉ vì lợi ích người khác. Chúng tôi đau lòng thất vọng, giá trị của cái đèn treo kia chỉ tốn 8 triệu, cũng là vừa đủ để xây 80 ngôi trường tiểu học hy vọng, để cho mấy ngàn em học sinh tiểu học nghèo khó có thể lên tiểu học biết chữ mà thôi. Kỳ thật cũng không có gì lớn lao lắm, các em có lên được tiểu học hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Còn chúng tôi nếu không có đèn treo, thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng xí nghiệp ngang tầm thế giới của chúng tôi. Cái nào nặng cái nào nhẹ tin rằng mọi người có thể hiểu được. Ra khỏi đường cao tốc, Hạ Tưởng thu hồi tâm trạng. Điều chỉnh kết cấu kinh tế của tỉnh Yến gần như không liên quan gì đến tập đoàn lũng đoạn, nhưng chỉ cần một tia lửa bắn ra, hắn tin rằng, từ mồi lửa sẽ biến thành sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, từ đó dần dần phá vỡ thế lũng đoạn bất hợp lý, tìm kiếm quy tắc thị trường hợp lý hơn. Thị sát của Phó Thủ tướng Triệu so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Ngày thứ ba,
Phó Thủ tướng Triệu một hàng vài chục người ung dung đến tỉnh Yến, với Diệp Thạch Sinh, Phạm Duệ Hằng đứng đầu, tất cả các thường ủy tỉnh Yến đều ra nghênh đón. Sau nghi thức chào đón theo thường lệ, Triệu Tuyền Tân đang cùng các thường ủy tỉnh Yến tiến hành một cuộc họp khép kín vài tiếng, sau đó Triệu Tuyền Tân đột nhiên đề xuất muốn thị sát tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Theo lịch trình ban đầu thì không có sắp xếp chuyến thị sát tổ lãnh đạo, chẳng qua cấp trên đến kiểm tra công tác luôn phát sinh hứng thú thay đổi lộ trình, Diệp Thạch Sinh cũng chỉ có thể để cho Ma Thu đi chuẩn bị, không ngờ Triệu Tuyền Tân lại mở miệng nói. Chẳng qua chỉ là tùy tiện xem, không cần cố ý thông báo trước. Ma Thu đành phải đứng yên đợi Diệp Thạch Sinh lên tiếng. Diệp Thạch Sinh cũng hiểu rõ ý đồ của Triệu Tuyền Tân khi đột nhiên đến thăm tổ lãnh đạo, mặc dù Triệu Tuyền Tân đã đến được nửa ngày, trong cuộc họp khép kín cũng nghe báo cáo về tình hình chấp hành điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến, nhưng không hề phát biểu ý kiến gì, cũng không làm mặt lạnh mà chỉ điểm phê bình. Diệp Thạch Sinh hiểu tính cách của Triệu Tuyền Tân cho nên vẫn một mực lo lắng, e sợ có điều gì sơ suất bị ông chỉ trích trước mặt. Triệu Tuyền Tân không phát biểu cách nhìn đối với việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến, chẳng lẽ muốn khơi ra sai lầm của tổ lãnh đạo. Càng khiến cho Diệp Thạch Sinh thấp thỏm bất an đó là, Trình Hy Học lại theo Phó Thủ tướng Triệu cùng tới thăm. Chỉ có điều Diệp Thạch Sinh cũng không giống như lo lắng của Phạm Duệ Hằng, không phải dạng người gió thổi cỏ lay động. Ông đã có sẵn chủ ý, cho dù Triệu Tuyền Tân đưa ra ý kiến phê bình gì đi nữa, mặt ngoài thì tỏ vẻ tiếp thu là được, còn có làm theo hay không, ông thân là bí thư tỉnh ủy, vẫn có đầy đủ quyền tự quyết định. Diệp Thạch Sinh để Ma Thu lui xuống, tự mình dẫn đường đưa Triệu Tuyền Tân đến tổ lãnh đạo. Hạ Tưởng cũng nghe nói Trình Hy Học là người đi theo, đã nằm trong danh sách mà Phó Thủ tướng Triệu chú ý tới, trong lòng có chút suy đoán mục đích xuất hiện của Trình Hy Học, là tới tỉnh Yến thăm dò thật dư, hay là cố ý mượn Phó Thủ tướng Triệu tới để ra oai, tới cửa gây khó dễ với hắn. Chương 498, Tử chiến đến cùng. Ở lần so chiêu trên hội trường Đại học Trung Sơn trước, Trình Hy Học ở trước mặt mọi người vỗ vào mặt hắn, suy nghĩ về học thuyết chủ nghĩa. Rõ ràng là phát biểu suy nghĩ của mình nhưng trên thực tế đã âm thầm đánh mạnh một đòn trở lại. Nói như vậy Trình Hy Học trong lòng hẳn là vô cùng phẫn hận, cũng phải, dù sao ở trên địa bàn của người ta, trong hội thảo mà người ta tỉ mỉ thiết kế, nói cho cùng hắn mới là kẻ gây rối. Trình Hy Học ôm thái độ tự mình đến tỉnh Yến tìm hắn phiền toái, cũng là hợp tình hợp lý. Hạ Tưởng lập tức căn dặn toàn bộ thành viên tổ lãnh đạo, hôm nay nhất định phải giữ vững tinh thần. Tập trung vào công việc không được phép lơ là, nếu không chỉ cần phạm vào một sai lầm nhỏ, toàn bộ phải bị kiểm tra nghiêm ngặt. Hạ Tưởng hiếm có khi vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh như vậy, lần đầu tiên ra uy, trong lòng mọi người không khỏi rùng mình, không một ai dám lơ là một phút. Hạ Tưởng vốn có văn phòng riêng nhưng hôm nay có vấn đề về chuyển đổi cơ cấu kinh tế nhà máy bông sợi thành phố Đan Thành muốn thương lượng với Bành Mộng Phàm cho nên đến phòng tổng hợp 2 cùng bàn bạc với Bành Mộng Phàm. Lần trước Bành Mộng Phàm thiết kế một lối tư duy không tồi cho nhà máy bông sợi thành phố Đan Thành, muốn liên hợp với nhà máy chế biến lông, lấy sản xuất chăn bông hàng dệt làm chủ yếu, sử dụng phương thức kinh doanh ngay tại chỗ, trước tiên là nguồn tiêu thụ ở thành phố Đan Thành sau đó từng bước mở rộng ra thị trường các thành phố xung quanh. Trải qua một loạt các giai đoạn chuẩn bị, Bành Mộng Phàm tìm được tài chính đồng thời cũng thuyết phục được nhà máy chế biến lông đồng ý liên hợp với nhà máy bông sợi. Cái gọi là liên hợp chẳng qua chỉ là nhà máy chế biến lông nuốt gọn nhà máy bông sợi mà thôi. Vốn tất cả đã được đàm phán xong xuôi nhưng ở vấn đề thu mua bông sợi của một vài xí nghiệp lại phát sinh tranh chấp. Thành phố Đan Thành tổng cộng có 6 nhà máy bông sợi, nhà máy thứ nhất, thứ hai và thứ ba phá sản đầu tiên, đã không có bất kỳ giá trị nào để hợp tác. Nhà máy số 4 đến số 6 đều đang ở trạng thái có thể bị đóng cửa bất cứ lúc nào, nhà máy số 4 cơ sở tốt. Nhà máy số 6 và số 5 mặc dù không có ưu thế gì nhưng nhà máy có quan hệ tốt với lãnh đạo thành phố, muốn dựa vào quan hệ để chuyện tốt rơi xuống nhà máy số 5, bởi vậy mà ba nhà máy tranh chấp không ngừng. Bành Mộng Phàm về cơ bản đã loại trừ nhà máy số 5, nhưng giữa số 4 và số 6 do dự không quyết, bởi vậy mời Hạ Tưởng đưa ra quyết định giúp y. Hạ Tưởng liền giúp Bành Mộng Phàm phân tích một chút ưu thế của nhà máy số 4 và số 6. Cuối cùng đưa ra kết luận thiên hướng về nhà máy số 4, bởi vì cơ sở vật chất của nhà máy số 6 cũng không dùng được nhiều, mà nhà máy số 4 thì bất kể công nhân hay kỹ thuật, hay là thiết bị máy móc đều có giá trị lợi dụng hơn rất nhiều so với nhà máy số 6. Suy nghĩ theo góc độ không để nhà máy chế biến lông bị liên lụy, vì tài chính của nhà đầu tư vào mà suy xét, nhà máy số 4 là lựa chọn tốt nhất.
Bành Mộng Phàm tỏ vẻ tán thành quyết định của Hạ Tường. Đang nói chuyện thì nghe được tiếng ồn ào truyền đến từ phòng tổng hợp 1, mơ hồ nghe được âm thanh, xin chào Phó Thủ tướng Triệu. Truyền đến, Hạ Tường và Bành Mộng Phàm đưa mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng đứng dậy đi nhanh về phía phòng tổng hợp 1. Triệu Tuyền Tân vóc người không cao, khuôn mặt bình thường, chỉ có điều trong đôi mắt thỉnh thoảng toát ra vẻ uy nghiêm rõ ràng là quan uy dày đặc. Sau lưng ông là đám người Diệp Thạch Sinh, Phạm Duệ Hằng, sau nữa là khuôn mặt một người bạn cũ mà Hạ Tường rất quen, Trình Hy Học. Triệu Tuyền Tân đứng trong phòng làm việc tổng hợp 1, phòng làm việc không lớn cho nên có không ít người đứng ở ngoài hành lang. Khi Hạ Tường và Bành Mộng Phàm chạy đến thì nghe được Triệu Tuyền Tân đang nói chuyện bên trong, vì vậy mà đứng ngoài chờ. Vừa đứng yên thì nhìn thấy ánh mắt của Trình Hy Học đang hướng về phía này, còn nhìn hắn mỉm cười gật đầu. Hạ Tường cũng không thể thiếu lễ phép, cũng cười một cái nói. Chào mừng giáo sư Trình tới thị sát tỉnh Yến. Tin rằng sau khi trải qua quá trình khảo sát và tham quan thực tế, ngài sẽ đánh giá hoàn toàn mới càng thêm chân thật về điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến. Nếu thuận tiện, tôi thật mong muốn được mời giáo sư Trình ăn một bữa cơm. Trình Hy Học xua tay. Cảm ơn thịnh tình của trưởng phòng Hạ, chỉ có điều tôi đi theo Phó Thủ tướng Triệu mà tới thăm, mang nhiệm vụ trên người sợ rằng không có thời gian dùng cơm chung, lần sau rồi hãy hay. Hơn nữa, lần sau cậu tới thủ đô cũng có thể tìm tôi, chúng ta mặc dù quan điểm khác nhau, nhưng cũng không ngại ngồi cùng với nhau ăn cơm bàn luận. Cậu thấy sao? Hy vọng có cơ hội một lần nữa được nghe điều tâm đắc mới nhất của giáo sư Trình. Hạ Tường không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp lại một câu. Nhất định có cơ hội, hơn nữa nói không chừng cơ hội còn rất nhiều nữa đấy. Trình Hy Học cười khan, còn muốn nói thêm gì đó, đột nhiên truyền đến thanh âm của Triệu Tuyền Tân. Hy Học đâu rồi? Trình Hy Học nhìn Hạ Tường mỉm cười gật đầu, rẽ đám người đi vào phòng làm việc. Hắn vừa mới tiến vào lập tức nghe được giọng nói của Diệp Thạch Sinh truyền đến. Hạ Tường và Bành Mộng Phàm đâu rồi? Hạ Tường và Bành Mộng Phàm cũng rẽ đám người đi vào phòng làm việc. Triệu Tuyền Tân đứng ở chính giữa phòng, hai bên là Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng, Trình Hy Học đứng ở bên cạnh vẻ mặt tươi cười nhìn Hạ Tường. Hạ Tường và Bành Mộng Phàm vội vàng tiến lên cung kính nói. Xin chào Phó Thủ tướng Triệu. Triệu Tuyền Tân quan sát Hạ Tường vài lần. Giọng điệu hiền lành nói. Cậu chính là Hạ Tường. Chỉ từ vẻ bề ngoài cũng có thể xem là một thanh niên đẹp trai. Thanh niên vừa đẹp trai vừa có sức sống, nếu có thêm tài năng, vậy đó chính là may mắn lớn rồi. Hạ Tường chỉ cung kính mỉm cười, nụ cười thật khiêm tốn lại không mất đi vẻ thản nhiên. Một lát sau Triệu Tuyền Tân mới chủ động đưa tay ra, vừa bắt tay Hạ Tường vừa hỏi. Nghe nói cậu không mời mà tới hội trường Đại học Trung Sơn tranh luận với Trình Hy Học, hơn nữa còn thu được thắng lợi. Hạ Tường không biết câu hỏi của Phó Thủ tướng Triệu là chỉ trích hay chỉ là tùy miệng mà hỏi, khóe mắt nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trình Hy Học, mà chú ý vẻ mặt của Phó Thủ tướng Triệu thì cũng không nhìn ra được biểu hiện gì, hơi chút trầm ngâm lại cẩn thận trả lời. Thật ra tôi không hề tranh luận với giáo sư Trình. Giáo sư Trình là giáo sư có danh tiếng trong nước, kiến thức lý luận cao siêu. Tôi không có trình độ lý luận quá cao, sao có tư cách tranh luận với giáo sư Trình. Chỉ có điều khi giáo sư Trình diễn thuyết có dẫn chứng một vài sự việc liên quan đến tôi, đúng lúc tôi cũng có mặt ở đó cho nên lên đài nói vài câu mà thôi. Chỉ nói ra vài lời trong lòng mà không hề có ý tranh luận với giáo sư Trình, chỉ phát biểu đôi chút cảm xúc trong lòng mà thôi. Có cảm xúc tốt, cán bộ của chúng ta đúng là quá mặt nạ hóa, quá hình thức, cần phải phá vỡ lề thói cũ. Mạnh dạn biểu đạt chân tình trước mặt dân chúng. Cán bộ cũng là con người, cũng có thất tình lục dục, mỗi người nói chuyện đều có một giọng điệu một phong cách riêng, ở trong mắt dân chúng, Trương Tam chính là Lý Tứ chính là Vương Ngũ. Chúng ta mở miệng, dân chúng lập tức biết chúng ta muốn nói gì, có phải rất không thú vị, rất mất mặt hay không? Ha ha! Triệu Tuyền Tân nắm chặt tay Hạ Tưởng không buông, sau khi nói một hồi lại vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng, nói. Ta rất thưởng thức câu nói mà cậu trích dẫn của Lâm Tắc Từ, câu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tỷ su chi, nếu như tất cả cán bộ chúng ta đều có quyết tâm và hành động như vậy thì chúng ta còn có sự nghiệp nào là không thể thành công. Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng đưa mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều nhìn ra vẻ kỳ lạ, chuyện kỳ quái, hình như Triệu Tuyền Tân rất thưởng thức Hạ Tưởng, hành động này của ông thật vượt xa ngoài ý nghĩ của mọi người. Vốn tưởng rằng Triệu Tuyền Tân để Trình Hy Học đi theo tất nhiên là muốn tìm lại cân bằng,
Hơn nữa Triệu Tuyền Tân từ trước đến nay nổi tiếng bảo thủ, ông cố ý khen ngợi Hạ Tưởng ở trước mặt mọi người rốt cuộc là có ý gì. Hạ Tưởng lần đầu tiên được Phó Thủ tướng khen thưởng nhưng không có vui mừng tự đắc mà ngược lại tâm tình càng trở nên nặng nề, bởi vì hắn có một dự cảm không tốt. Lời nói mới vừa rồi của Phó Thủ tướng Triệu có khả năng không phải khen ngợi hắn mà là, đầu tiên nâng lên thành bia ngắm, sau đó mới đánh hắn ngã xuống. Quả nhiên, tiếp đó Triệu Tuyền Tân buông tay Hạ Tưởng ra, giọng điệu thay đổi nói. Là cán bộ trẻ tuổi của thời đại mới không chỉ có năng lực diễn xuất mà còn phải có năng lực làm việc thật sự, làm đúng việc mới là điểm quan trọng nhất. Đồng chí Thạch Sinh, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp là việc lớn, là việc làm mới mẻ, tôi thấy các đồng chí của tổ lãnh đạo đều trẻ tuổi, người trẻ tuổi có ưu điểm là lòng nhiệt tình nhưng trình độ lý luận không cao, thiếu kinh nghiệm cũng là khuyết điểm, giao nhiệm vụ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp cho cậu ta, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Yên có thể yên tâm được sao? Diệp Thạch Sinh thoáng trầm ngâm, nói. Tổ trưởng tổ lãnh đạo do Phó Chủ tịch tỉnh Tống kiêm nhiệm, công tác hàng ngày do đồng chí Hạ Tưởng chủ trì, từ khi thành lập tới nay các công việc được triển khai vô cùng thuận lợi, cũng thu được những thành tích đáng mừng. Đồng chí Hạ Tưởng mặc dù tuổi còn trẻ nhưng kinh nghiệm công tác phong phú, cũng có tri thức lý luận nhất định, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận công tác của đồng chí Hạ Tưởng. Lời nói của Diệp Thạch Sinh tương đương với việc khẳng định Hạ Tưởng, hơn nữa còn mang thái độ ủng hộ. Triệu Tuyền Tân không biểu lộ gì trên mặt, chỉ lạnh nhạt, à, lên một tiếng, lại nói. Tôi luôn cho rằng, điểm xuất phát của chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp là tốt nhưng nếu như dùng người không đúng, hoặc trong quá trình thực hiện, lực độ không đủ, có sai lầm, vân vân, dần dần sẽ biến thành lòng tốt làm việc xấu. Nếu đồng chí Thạch Sinh cho rằng đồng chí Hạ Tưởng là lựa chọn thích hợp cho tổ lãnh đạo, cũng có tri thức lý luận nhất định, vừa hay, khi học là giáo sư Đại học Trang Sơn, đồng thời cũng là nhà kinh tế học nổi tiếng trong nước, vậy để ông ấy và đồng chí Hạ Tưởng thảo luận một chút về tình hình kinh tế trước mắt, cùng với được mất của việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Để cho tôi biết một chút về trình độ lý luận của đồng chí Hạ Tưởng cũng tốt, nghe nói ngày đó ở hội trường Đại học Trung Sơn, đồng chí Hạ Tưởng khiến cho rất nhiều giáo sư học giả có mặt ở đó tin phục. Tôi cũng muốn đích thân nghe một chút tài ăn nói của đồng chí Hạ Tưởng. Thạch Sinh, Duệ Hằng, có hứng thú nghe một chút hay không? Không có hứng thú cũng phải giả vờ có hứng thú, đến tận lúc này Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng mới hiểu được thủ đoạn lạt mềm buộc chặt của Triệu Tuyền Tân. Hai người đồng thời liếc nhìn Trình Hy Học trong lòng tự nhủ, chỉ sợ Trình Hy Học mới là kẻ đứng sau màn, cố ý làm như vậy. Ngày đó ở hội trường Đại học Trung Sơn, ông không đạt được mục đích, bây giờ mượn cơ hội Phó Thủ tướng Triệu đến thị sát, nếu như có thể ở trước mặt Phó Thủ tướng Triệu truy hỏi Hạ Tưởng, chẳng những có thể báo lại mối thù ngày trước, còn tương đương với việc đánh vào mặt của điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yên. Chỉ cần Hạ Tưởng bị Trình Hy Học truy hỏi, sợ rằng cũng là lúc Phó Thủ tướng Triệu mượn cơ hội bộc phát. Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng liền hiểu được kế liên hoàn của Trình Hy Học, không hẹn mà đồng thời nhìn về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng hiểu được hôm nay muốn qua khỏi được chỉ có thể mạnh mẽ xông lên. Giữa hắn và Trình Hy Học quả thực còn có một vài vấn đề chưa được giải quyết hoàn toàn, ngày đó ở hội trường Đại học Trung Sơn, thực ra do hắn đầu cơ trục lợi, không trả lời thẳng vấn đề của Trình Hy Học mà ngược lại đã đánh lá bài đồng cảm thuận lợi qua cửa. Trình Hy Học là nhân vật thông minh, tự nhiên suy nghĩ liền sáng tỏ, cho nên ông mới không phục, muốn tìm cơ hội để phục thù, bởi vì ông tự tin có thể tìm ra được chỗ sơ hở của Hạ Tưởng, có thể biện bác cho hắn không còn lời nào để nói. Nếu đã không còn đường lui, vậy chỉ có thể chấp nhận khó khăn mà tiến tới. Hạ Tưởng khẽ gật đầu với Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng mà người ngoài không thể thấy được. Diệp Thạch Sinh liền thuận theo lời nói của Triệu Tuyền Tân nói tiếp. Nếu Phó Thủ tướng Triệu muốn kiểm tra Hạ Tưởng, vậy chúng ta cùng nhau nghe một chút cũng tốt. Chỉ có điều, dù sao Hạ Tưởng cũng không phải là người trong ngành kinh tế, nhất định có rất nhiều chỗ thiếu sót. Giáo sư Trình là nhân vật dẫn đầu trong giới kinh tế học, đối với hậu sinh vãn bối, phải cổ vũ khuyến khích nhiều hơn mới được. Lời nói này của Diệp Thạch Sinh rõ ràng là thiên vị Hạ Tưởng, không để cho Trình Hy Học mượn cơ hội gây khó dễ cho Hạ Tưởng. Trình Hy Học gật đầu cười nói. Bí thư Diệp quá lo rồi, mặc dù Hạ Tưởng không phải là nhà kinh tế học, nhưng trong lòng cậu ấy có ý lớn, lại có những ý tưởng độc đáo ở trên phương diện kinh tế học, không phải tôi kiểm tra cậu ấy mà là, trong khi khảo sát chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yên, có vài chỗ không hiểu muốn giáp mặt thỉnh giáo cậu ấy một chút. Đều không dễ đối phó, cũng không chịu lùi bước. Triệu Tuyền Tân cười ha hả. Xem,
Hy học khiêm tốn như vậy là nhân phẩm của anh ấy, cũng là phúc khí của Hạ Tường. Đến đây, Thạch Sinh, Duệ Hằng, chúng ta cứ ngồi xuống nghe một già một trẻ vấn đáp. Nói không chừng sự việc ngày hôm nay được lưu truyền ca ngợi mãi về sau đấy. Triệu Tuyền Tân giỏi thủ đoạn, Trình Hy học mưu kế hay. Diệp Thạch Sinh cũng không thể đánh mất thể diện của Phó Thủ tướng ngay trước mặt mọi người, cho nên cùng Phạm Duệ Hằng một trái một phải ngồi xuống bên cạnh Triệu Tuyền Tân. Hạ Tường hiểu được ý tứ của Trình Hy học, nếu cao tầng quyết định tạm dừng luận điểm, trong lúc nhất thời Trình Hy học tìm không được con đường để công kích hắn, vừa khéo Phó Thủ tướng Triệu đến thị sát tỉnh Yến, Trình Hy học liền mượn cơ hội có mặt của Phó Thủ tướng Triệu, Diệp Thạch Sinh, Phạm Duệ Hằng khiến cho hắn mất mặt xấu hổ. Nếu như mưu kế của Trình Hy học thành công, không chỉ Phó Thủ tướng Triệu có thể nhân cơ hội đó mà phê bình việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến, mà còn làm cho hắn mất hết mặt mũi trước Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng. Mà Diệp Thạch Sinh cũng có thể bởi vì bị Triệu Tuyền Tân phê bình mà trút giận lên người hắn, nói không chừng còn có thể chặt đứt con đường làm quan của hắn. Tâm tư của Trình Hy học vô cùng rõ ràng, cũng là một thủ đoạn vô cùng đẹp. Đối thủ đã xông vào đến cửa, Hạ Tường tự nhiên không thể lùi bước, càng không có lấy một tia nhượng bộ, hắn khẽ cười liếc nhìn Trình Hy học, thản nhiên nói. Mời giáo sư Trình phê bình chỉ điểm. Tống Triệu Đô đứng ở phía sau, ánh mắt dừng trên người Triệu Tuyền Tân, lại liếc nhìn Trình Hy học vài lượt, trên mặt mơ hồ lộ ra một chút phẫn nộ. Ức hiếp người quá đáng, trong lòng y căm giận mà nghĩ, Hạ Tường chẳng qua chỉ là thanh niên mới ra đời, mới làm được chút thành tích đã bị người ta chèn ép như vậy. Chẳng lẽ quả thực cây mọc thành rừng nếu không sẽ bị gió nhổ tận gốc sao? Sợ rằng tất cả đều là do Trình Hy học đứng đằng sau thao túng, Triệu Tuyền Tân từ trước đến nay luôn nổi tiếng tính tình thẳng thắn dám nói dám làm, nhưng hôm nay vẫn không hoa tay múa chân đối với chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến, thậm chí ngay cả một chút kiến nghị cũng không có, chỉ nghe báo cáo công tác như bình thường. Tống Triệu Đô vẫn luôn buồn bực trong lòng vì chuyến thị sát tỉnh Yến lần này của Triệu Tuyền Tân. Tuyệt đối không phải là hành động ác ý, tại sao lại sấm to mưa nhỏ, không nói ra lời nên nói. Hóa ra diễn viên chính lại là Trình Hy học, hay cho một tên Trình Hy học, thực là có tinh thần quyết không từ bỏ. Thua ở thủ đô lại muốn tới tỉnh Yến tìm lại thể diện, cũng không biết ông ta thật sự truy cầu kiến thức hay là có mưu đồ khác đây. Cho dù là làm tiên phong cho người khác, Trình Hy học cũng biểu hiện quá nóng vội thiển cận. Tống Triệu Đô đoán không sai. Trình Hy học theo Triệu Tuyền Tân đến đây quả thực là được sự đồng ý ngầm từ cao tầng sau lưng ông. Sau hội nghị Đại học Trung Sơn lần trước, Lạc Lâm Khai và Ngô Lâm Sâm sau khi trở về đã đem tình hình lúc đó báo cáo lên cao tầng, khiến cho cao tầng giận dữ, trước mặt mắng chửi Trình Hy học là nhìn được dùng không được, súng bằng nhựa. Cũng may Lạc Lâm Khai và Ngô Lâm Sâm vẫn là người hiểu chuyện, đợi cao tầng chút giận xong, cẩn thận giải thích tình huống lúc đó, còn đặc biệt chỉ ra điểm thông minh của Hạ Tường. Chính là cùng nhà kinh tế học đàm luận tinh thần chủ nghĩa nhân văn, không bàn lý luận kinh tế. Không theo góc độ chuyên nghiệp thuyết phục mọi người mà ngược lại giơ chiêu bài đồng tình, kết quả là đi theo con đường khác mới đạt được thành công. Cao tầng bình tĩnh trở lại sau đó suy nghĩ liền mỉm cười nói. Hạ Tường quả thực là một tên xảo huyệt, có thủ đoạn, lão Trình thua trên tay cậu ta, bất khuất. Lão Trình lý luận nghiên cứu nhiều, cho rằng mọi việc đều có thể từ lý luận mà thuyết phục người khác. Nhưng không biết rằng tri thức lý luận của nhà kinh tế học cao thâm đến đâu, cũng không thể cao hơn được mấy lời lừa gạt lấy lòng người. Suy nghĩ một hồi cao tầng lại có chủ ý mới. Đi hỏi lão Trình xem anh ta có hứng thú tự mình đến tỉnh Yến một chuyến hay không, trước mặt Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng tranh luận với Hạ Tường. Trình Hy học sau khi nhận được chỉ thị tự nhiên là cầu còn không được, lập tức đồng ý. Trình Hy học đối với việc lần trước Hạ Tường thoải mái thoát nạn càng canh cánh trong lòng. Sau đó càng nghĩ càng cảm thấy như vậy quá dễ dàng cho Hạ Tường, lại để cho hắn thi triển kế kim tiền thoát xác bỏ chạy, chẳng những rất mất mặt mà còn để cho Hạ Tường thắng được lòng người, nhận được tình cảm tốt. Không chỉ khiến cho kế hoạch được chuẩn bị tỉ mỉ của ông trở thành công cốc mà còn tạo nên thanh danh cho Hạ Tường, ông vô cùng đau lòng. Trình Hy học lập tức tỉ mỉ chuẩn bị một phen, theo Triệu Tuyền Tân đến tỉnh Yến. Dưới sự an bài của Triệu Tuyền Tân, rốt cuộc đã có cơ hội giao phong chính diện với Hạ Tường ở trước mặt mọi người, lòng ông tràn ngập ý chí chiến đấu, chỉ cầu trận chiến ngày hôm nay khiến cho Hạ Tường không thể trở mình được nữa. Đám người Cổ Ngọc, Phương Cách và Vương Lâm Kiệt cũng nhìn ra được ý đồ của Trình Hy học, không khỏi âm thầm lo lắng cho Hạ Tường, đối với việc Trình Hy học cậy lớn hiếp nhỏ căm hận đến tận xương tủy.
Bành Mộng Phàm vốn tưởng rằng gọi y vào là muốn nghe y báo cáo công tác, không ngờ được là đối phương cố ý làm khó dễ Hạ Tưởng. Y tức giận mà không dám nói ra, đứng ở sau lưng Hạ Tưởng khẽ nói. Chúng tôi đều ủng hộ anh, trưởng phòng Hạ, cố lên. Hạ Tưởng lúc này và tình huống của Trình Hy học lần trước giống hệt nhau, chiếm cứ thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Chẳng qua hắn cũng biết rèn sắt cần phải tự thân mạnh mẽ, có đám người Bành Mộng Phàm ủng hộ là chuyện tốt, nhưng lần đối mặt trước là Trình Hy học bị động ứng chiến, hắn đột nhiên xuất hiện đánh cho Trình Hy học trở tay không kịp. Hôm nay lại hoàn toàn ngược lại, Trình Hy học chẳng những có chuẩn bị mà đến, mà sau lưng ông còn một nhân vật quan trọng là Phó Thủ tướng. Cho dù Phó Thủ tướng không thiên vị cho Trình Hy học, có ông ngồi đóa chân áp, Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng đều không có biện pháp mở miệng ủng hộ hắn. Nói cách khác, trước mắt chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình mới có thể qua cửa, không có mục mở màn đặc sắc của Nghiêm Tiểu Thì, cũng không có khí khái bức người của Phạm Tranh, hôm nay hắn hoàn toàn là tử chiến đến cùng. Trình Hy học quả nhiên có chuẩn bị, đầu tiên là một khúc nhạc dạo mở đầu. Phó Thủ tướng Triệu, Bí thư Diệp, Chủ tịch Phạm, hôm nay tôi cũng không muốn luận chiến cùng đồng chí Hạ Tưởng, càng không muốn làm khó dễ anh ta. Chỉ là khi tôi nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế trong nước thì phát hiện ra tình hình kinh tế tỉnh Yến quả thực có rất nhiều điểm sáng đáng để chú ý. Mà điểm sáng lại rơi trên chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, đồng chí Hạ Tưởng lại là người chủ đạo trong chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Tôi có vài điểm chưa hiểu rõ muốn gặp mặt đồng chí Hạ Tưởng tư vấn một chút, nếu quả thực có chỗ có thể thực thi được, tôi sẽ suy nghĩ đưa vào giáo án giảng dạy của tôi. Chương 499, trận chiến đầu tiên, giáp mặt đấu tranh. Trình Hy học hạ thấp tư thái, là cố ý tung hỏa mù khiến cho Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng sản sinh cảnh giác. Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng lăn lộn trong quan trường vài chục năm, dạng người nào mà chưa từng gặp qua chứ? Trình Hy học tung hỏa mù đối với bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Thạch Sinh không nói gì, Phạm Duệ Hằng thì nhìn Hạ Tưởng khẽ gật đầu nói. Tiểu Hạ, tính khiêm tốn của giáo sư Trình là đức tính tốt đẹp của ông ta, cậu là hậu sinh vãn bối. Lại không phải là nhà chuyên môn kinh tế học, có chỗ nào không hiểu đừng nên nói lung tung, phải thỉnh giáo giáo sư Trình. Hạ Tưởng hiểu được ám chỉ của Phạm Duệ Hằng, là muốn hắn thà rằng không nói, chứ không nên nói lung tung để cho Trình Hy học bắt được. Bởi vì dù sao Phó Thủ tướng Triệu đang ở đây, làm không tốt sẽ biến thành một sự kiện chính trị. Hạ Tưởng rất rõ ràng đây là sự bảo hộ của Phạm Duệ Hằng đối với hắn, liền cảm kích gật đầu. Lần trước trên hội trường Đại học Trung Sơn, Hạ Tưởng đột nhiên xuất hiện khiến cho tôi giật mình kinh ngạc, chẳng qua càng khiến cho tôi tiếc nuối đó là, cậu ta còn chưa giải đáp trọng tâm nghi vấn của tôi thì đã chuồn mất khiến cho tôi rất thất vọng, bởi vì tôi còn tính mời cậu ta ăn cơm nữa, ha ha. Trình Hy học cố ý lựa chọn một mở đầu nhẹ nhàng với ý đồ lôi kéo bầu không khí trong phòng. Chỉ có điều làm cho ông ta thất vọng chính là không một ai hưởng ứng câu nói đùa của ông ta, ông chỉ xấu hổ mà ho khan một tiếng, lại nói. Điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến cho tới bây giờ đã lấy được những thành tích đáng mừng, bản thân tôi đối với điều này cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Chẳng qua tôi cũng phát hiện ra vài vấn đề nhỏ bên trong muốn hỏi đồng chí Hạ Tưởng, cái nhìn của cậu đối với triển vọng doanh thu của hạng mục văn hóa du lịch của thành phố Đan Thành như thế nào? Trước mắt thị trường du lịch trong nước còn chưa hoàn thiện, thành phố Đan Thành ở trong nước danh tiếng lại không lớn, mạo hiểm đầu tư vài trăm triệu tệ vào xây dựng một cung văn hóa du lịch. Có khi nào là một trò khôi hài sấm to mưa nhỏ hay không? Nếu như không thể thu lợi, như vậy hạng mục du lịch văn hóa tuy rằng kéo về cho thành phố Đan Thành vài trăm triệu tệ đầu tư, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục không người hay biết. Đối với việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp mà nói, có đầu tư thì cho là thành công. Nhưng đối với nhà đầu tư mà nói, sau khi thừa nhận thất bại lớn thì lòng chua xót đến cỡ nào? Hạ Tưởng nghe xong âm thầm bật cười, Trình Hy học cũng thông minh lên. Không ngờ cũng bắt trước đứng ở góc độ nhà đầu tư mà suy xét vấn đề, hơn nữa cũng đánh ra chiêu bài đồng tình. Chỉ có điều ông ta học chưa đến nơi đến chốn, bởi vì mặc dù ông ta đánh ra chiêu bài đồng tình, nhưng lại không toát ra đủ sự đồng cảm. Đã đầu tư tất phải có mạo hiểm, bất kỳ nhà đầu tư thành thục nào cũng sẽ không dễ dàng đưa ra mỗi một phân tiền của anh ta. Đối với doanh thu tương lai của cung du lịch văn hóa, tôi nghĩ nhà đầu tư so với tôi, cũng so với giáo sư Trình càng có tin tưởng có doanh thu. Từ góc độ chính phủ suy xét, thuyết phục nhà đầu tư rót vốn đầu tư, hơn nữa làm tốt công tác mà chính phủ phải làm, ví dụ như công tác chuẩn bị ban đầu, ví dụ như các chính sách ưu đãi,
ví dụ như sắp xếp nhân lực vật tư tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vân vân. Công tác của chính phủ đến đây là kết thúc, sau này kinh doanh như thế nào, doanh thu ra sao là chuyện của nhà đầu tư. Chính phủ không có quyền can thiệp. Hạ Tưởng trước hết từ trên quan hệ giữa chính phủ và xí nghiệp, phản bác lại quan điểm của Trình Hy Học, tương đương với việc trực tiếp nói ông ta lo lắng không cần thiết, sau đó nói tiếp. Nếu như chính phủ can thiệp quá nhiều vào việc kinh doanh của xí nghiệp, lại quay về cục diện chính trị và xí nghiệp bất phân như trước đây, vậy không phải là điều chỉnh kết cấu sản nghiệp và cải cách xí nghiệp, lại trở về điểm xuất phát. Cho nên nói, giáo sư Trình, nhà đầu tư sau này có thu lợi được hay không xét cho cùng là chuyện của nhà đầu tư, toàn bộ đều phải xem nhà đầu tư kinh doanh như thế nào, làm thế nào tạo hiệu ích trên thị trường, đó không phải là vấn đề mà chính phủ nên quan tâm. Nếu chính phủ cứ giúp xí nghiệp kinh doanh vậy chính phủ không còn là chính phủ nữa mà là ban giám đốc. Ha ha! Diệp Thạch Sinh là người đầu tiên cười lên, liên tục gật đầu tỏ vẻ tán thành. Tuy nói là như vậy, nhưng chỉ có đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư mới có thể tiếp tục có tài chính đưa vào, cũng có thể đảm bảo tính liên tục của chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Tôi nghĩ đồng chí Hạ Tưởng nhất định là có những tính toán lâu dài, hơn nữa mỗi lần thi hành một hạng mục, nhất định là đã suy nghĩ đến triển vọng thị trường. Tương lai của hạng mục du lịch văn hóa tôi vẫn nhìn không được rõ ràng, tìm không được điểm thu lợi, mời đồng chí Hạ Tưởng giải đáp nghi hoặc cho tôi cũng để tôi tăng thêm kiến thức. Trình Hy Học vẫn như cũ bám theo không bỏ mà truy hỏi, rất có xu hướng không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Ông nhìn thấy Hạ Tưởng tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời vấn đề, liền cho rằng Hạ Tưởng nhất định có chuẩn bị trước mà không chuẩn bị sau, liền muốn bức Hạ Tưởng đến chân tường khiến hắn không còn đường lui, xem hắn trả lời như thế nào. Hạ Tưởng hình như thật sự không thể trả lời, cứ chần chờ không trả lời. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn Hạ Tưởng, trong lòng thầm nghĩ ngàn vạn lần đừng để Trình Hy Học khóa chặt, nếu không chiếm ưu thế sân nhà còn bị người ta đánh bại, truyền ra ngoài thì thật sự quá mất mặt. Cũng may Hạ Tưởng không bắt mọi người phải đợi lâu, chỉ chần chờ vài giây rồi cười nói. Kỳ thật trước khi chuẩn bị hạng mục du lịch văn hóa, tôi đã từng tiếp xúc một lượt với Thành ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Đan Thành, lúc ấy cũng đã tìm được điểm thu lợi. Sau đó khi tiếp xúc với nhà đầu tư cũng căn cứ vào điểm thu lợi mà chúng tôi phân tích ra để thuyết phục nhà đầu tư. Chỉ có điều, tuy rằng kết luận đưa ra của chúng tôi không phải là điều bí mật kinh tế, nhưng cũng được xem như là đã trải qua việc nghiên cứu tỉ mỉ thị trường mới cho ra kết luận đó, quả thực không dễ. Vốn tôi không muốn tiết lộ ra, chẳng qua giáo sư Trình đã nhất định muốn biết, vậy tôi không làm khó dễ nữa mà nói ra. Nhưng xin thanh minh trước. Nếu giáo sư Trình coi như một ví dụ thành công để đưa vào giáo án giảng dạy cho sinh viên, vậy phải nhớ kỹ cái tốt của tôi, đợi khi tôi tới thủ đô phải mời tôi đi ăn cơm mới được. Phạm Duệ Hằng cười ha hả. Đúng, dù sao cũng là thành quả lao động của tiểu hạ, giáo sư Trình thân là nhà kinh tế học nổi tiếng, trực tiếp lấy nó đi thì quả là không có rộng lượng, ngài nhớ phải cho tiểu hạ ưu đãi. Chủ tịch Phạm vừa nói xong, tất cả mọi người đều cười ồ lên. Triệu Tuyền Tân mặc dù bị Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng cướp lời hai lần, trong lòng không thoải mái, nhưng tình hình trước mắt cũng không phải nơi thích hợp, nếu tranh cãi quá nhiều, ngược lại tỏ vẻ y nhỏ mọn, chỉ có thể nhẫn nhịn không nói. Trong câu nói của Hạ Tưởng vừa mang ý thoải mái vừa có ý châm chọc, trên thực tế còn chưa nói ra đáp án đã nói rõ cho Trình Hy Học thấy đáp án của hắn nhất định chính xác, là biểu hiện vô cùng tự tin, chính là phong cách vào trước làm chủ điển hình của Hạ Tưởng. Trình Hy Học mơ hồ có chút không vui, nhưng ông ta thân phận cao lại là người chủ động đưa ra câu hỏi, cho nên không thể biểu hiện ra vẻ không vui, đành phải giả vờ cười nói. Đương nhiên, nếu như lời nói của đồng chí Hạ Tưởng quả thực có thể thi hành, đừng nói là mời cậu ta ăn cơm, tôi còn phải ghi lại suy nghĩ của cậu ta vào giáo án của tôi. Chẳng qua có một điều kiện tiên quyết, trước hết phải thuyết phục được tôi mới được. Hạ Tưởng mỉm cười gật đầu nói. Thật ra mới đầu khi nghĩ đến hạng mục du lịch văn hóa, nguyên nhân quan trọng số một đó là thành phố Đan Thành xưa kia là kinh đô của nước Triệu, quả thực có di sản văn hóa lâu đời sáng lạng, ở trong nước không có thành phố nào sản sinh ra được hơn 200 câu thành ngữ nổi tiếng. Có thể nói nơi này chiếm ưu thế có 102 trong nước. Đương nhiên, nếu chỉ mỗi điểm này thôi thì không đủ để đưa ra quyết định quan trọng làm du lịch văn hóa, cuối cùng thúc đẩy chúng tôi hạ quyết tâm mượn ngọn gió đông của điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Đưa ra câu chuyện cổ tích thành ngữ kéo theo quyết sách du lịch văn hóa là bởi vì căn cứ vào phân tích tình hình trong nước hiện tại mà đưa ra một kết luận, theo điều kiện cuộc sống của người dân được nâng cao, người dân càng ngày càng ham thích mãnh liệt với du lịch,
hơn nữa có dấu hiệu cho thấy, các cơ quan liên quan của nhà nước trong tương lai không lâu có lẽ sẽ thúc đẩy chính sách có liên quan phát triển du lịch. Lời này vừa nói ra, Triệu Tuyền Tân lập tức thay đổi sắc mặt. Bởi vì Triệu Tuyền Tân vô cùng hiểu rõ thảo luận nội bộ của Quốc vụ viện về việc phát triển du lịch, đã tiến hành được hơn nửa năm, sau khi trải qua vô số lần tranh đấu kịch liệt mới coi như cơ bản đạt thành nhận thức chung, có hy vọng cuối năm nay hoặc đầu năm sau sẽ có chính sách liên quan đến việc phát triển ngành du lịch. Nhưng trước mắt còn trong giai đoạn giữ bí mật nghiêm khắc, cũng có nghĩa là Hạ Tưởng không thể nào thông qua người quen mà biết được chính sách này sắp được tung ra. Việc bảo mật chính sách quốc gia Triệu Tuyền Tân hiểu rõ trong lòng, cũng có đủ lý do để tin tưởng sẽ không có bất kỳ người nào để lộ ra cho Hạ Tưởng biết trước. Hơn nữa tính toán theo thời gian thì khi hạng mục du lịch văn hóa mới được đưa ra, nội bộ Quốc vụ viện còn chưa có đạt thành nhận thức chung về chính sách phát triển du lịch, Hạ Tưởng không có khả năng là nhà tiên tri đoán trước được kết quả, chỉ có một khả năng có thể xảy ra, đó là Hạ Tưởng quả thực có ánh mắt sắc bén và phân tích định hướng tương lai bất phàm đối với thị trường du lịch trong nước. Nếu quả thực như vậy, hắn thật sự là một thanh niên rất giỏi, bởi vì ngay cả Trình Hy Học cũng có cái nhìn không tốt đối với thị trường du lịch trong nước, không có dữ liệu được Quốc vụ viện lại tin tưởng 10 phần đối với ngành du lịch như thế nào. Hạ Tưởng biết rõ một điểm, bắt đầu từ năm 3, bộ máy chính phủ mới sau khi thượng nhậm đã bắt đầu xúc tiến một loạt hành động nhằm phát triển nền kinh tế, chấn hưng ngành du lịch, chấn hưng bất động sản, chấn hưng nền công nghiệp ô tô vân vân lần lượt ra đời. Trong đó ngành công nghiệp ô tô và bất động sản bùng nổ vượt xa mọi dự báo của các nhà kinh tế học, đạt tới một con số tăng trưởng khủng khiếp kinh người. So sánh với sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô và bất động sản thì sự hưng vượng của ngành du lịch mặc dù bị ngọn lửa nóng của ngành ô tô và thế phát triển của bất động sản che giấu đi, nhưng bởi vì ô tô trở nên thông dụng, do sự hưng vượng của ngành du lịch tự túc trong thời gian ngắn dần dần trở nên phồn vinh, bởi vậy Hạ Tưởng có lý do tin tưởng. Chỉ bằng sự đầu tư và tuyên truyền của tỉnh Yến đối với hạng mục du lịch văn hóa của thành phố Đan Thành, cho dù mỗi thị trường du lịch tự túc của tỉnh Yến thôi cũng đủ để kéo theo câu chuyện cổ tích thành ngữ của hạng mục du lịch văn hóa. Trình Hy Học đối với thái độ tự tin và nói chậm rãi của Hạ Tưởng không cho là đúng, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Triệu Tuyền Tân, nhưng lại thấy sự khẳng định toát ra từ trong mắt Triệu Tuyền Tân, không khỏi giật mình kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ Hạ Tưởng chỉ là một thanh niên. Sao có thể nắm bắt chính sách quốc gia chính xác như vậy? Ngay cả thị trường du lịch trong nước mà ông ta vẫn luôn không xem trọng, cho rằng ít nhất phải trải qua lắng đọng hơn 10 năm, người trong nước mới có đủ tiền bạc và thời gian đi hưởng thụ thời gian du lịch thoải mái thư giãn. Tiếp đó lại nghĩ cho dù quốc gia đưa ra chính sách liên quan đến chấn hưng ngành du lịch thì du lịch văn hóa của thành phố Đan Thành cũng chưa chắc khả thi, lại tiếp tục hỏi. Du lịch văn hóa là một khái niệm lớn mà rỗng. Sợ rằng trong thời gian ngắn không dễ được thị trường tiếp nhận, lạc quan mà nói, cho dù quốc gia đưa ra chính sách cổ vũ liên quan, mà người tiêu dùng mặc kệ cũng vô ích, có phải hay không? Đồng chí Hạ Tưởng, có phải cậu có chút lạc quan mù quáng hay không? Hạng mục liên quan du lịch văn hóa ở trong nước có kinh nghiệm có thể tham khảo hay không? Hiển nhiên Trình Hy Học muốn Hạ Tưởng liệt kê ra hai ví dụ thành công để thuyết phục. Trên thực tế Hạ Tưởng không cần thiết phải báo cáo công tác với Trình Hy Học. Nhưng bởi vì trên chính chỉ có Phó Thủ tướng Triệu Tuyền Tân ngồi trấn áp, mà Trình Hy Học lại lấy thảo luận học thuật để ngụy trang, quan trọng nhất là ông ta còn giả bộ cầm một quyển sổ nhỏ, giả bộ chăm chú ghi chép, thái độ khiêm tốn, khiến cho người ta không tìm được tật xấu nào, hơn nữa giọng điệu hiền hòa, khuôn mặt đầy vẻ tươi cười, bất kỳ ai cũng không thể đem hành động của ông liên tưởng đến việc ông ta đang chèn ép Hạ Tưởng. Người không biết còn cho rằng ông quả thực là giáo sư có tác phong khiêm tốn hiếu học. Cũng trách bản thân Trình Hy Học nâng bản thân mình lên quá cao, trong mắt chỉ có quốc gia đại sự, động một chút là đưa nghiên cứu lý luận của ông lên tầm cao kinh tế quốc dân, rất ít khi đưa mắt quan tâm đến chính phủ địa phương, cho dù ngẫu nhiên nhìn đến địa phương, cũng đa phần là chú ý các tỉnh kinh tế lớn phía Nam. Sự quan tâm đối với tỉnh Yến ngược lại rất ít, nếu như không phải vì tỉnh Yến muốn tiến hành điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, Trình Hy Học thậm chí còn không biết đến quy mô và hiện trạng kinh tế của tỉnh Yến, một tỉnh gần thủ đô nhất. Ông ta hỏi ra vấn đề trên, Hạ Tưởng nghe xong không thể không cười ông. Đối với hiểu biết về tỉnh Yến, Trình Hy Học thật sự không biết một tí gì, ông ta cứ ôm lấy không tha tương lại hạng mục du lịch văn hóa, nhưng lại không nghiên cứu mang tính hệ thống một chút đối với thị trường du lịch của tỉnh Yến, không phải sơ sót của ông, mà đổi lại rất nhiều người khác cũng sẽ phạm phải sai lầm chỉ thấy được lợi ích nhỏ mà không thấy được lợi ích lớn hơn. Hạ Tưởng đã thấy nét kinh ngạc vừa rồi toát ra trong mắt Triệu Tuyền Tân.
hiểu rằng hắn đã nói đúng trên phương diện rộng. Trước mắt chỉ còn lại ví dụ về một phương diện nhỏ, liền gật đầu nói. Giáo sư Trình quả thực nói đúng, không nói đâu xa, chỉ riêng tỉnh Yến cũng đã có hai nơi thành công treo cờ du lịch văn hóa và đã thu được tiền lệ thành công không nhỏ. Nơi đầu tiên là Thanh Tây Lăng, Thanh Tây Lăng chẳng qua chỉ vài trăm năm lịch sử, cũng không ẩn chứa bao nhiêu văn hóa nồng hậu, hơn nữa đó chẳng qua chỉ là phần mộ của vài vị hoàng đế Mãn Thanh, nói trắng ra cũng chẳng khác gì nghĩa trang liệt sĩ mà các địa phương khác tu sửa. Đương nhiên, phần mộ còn sót lại của xã hội phong kiến không thể ngang hàng bình luận với nghĩa trang liệt sĩ của chúng ta, nhưng chính là một khu mộ chôn cất di hài của vương triều phong kiến cuối cùng, bởi vì đã đưa ra khẩu hiệu văn hóa. Hàng năm cũng thu hút không ít du khách đến tham quan. Tôi chỉ nói Thanh Tây Lăng, còn một Thanh Đông Lăng khác cũng không cần nói nhiều nữa, tiếp sau đây còn phải kể đến một ví dụ khác càng thành công hơn. Hạ Tưởng đối mặt với một vị phó thủ tướng, một vị bí thư tỉnh ủy và một vị chủ tịch tỉnh, một chút cũng không hoảng sợ luống cuống, mà ngược lại có trước có sau biện luận với nhà kinh tế học hàng đầu hiện nay, không nói những cái khác, chỉ riêng phần quyết tâm này đã khiến cho tất cả mọi người đang có mặt âm thầm tán thưởng. Trình Hy Học nghe Hạ Tưởng liệt kê ra hai ví dụ Thanh Tây Lăng và Thanh Đông Lăng, trong lòng kinh ngạc, không khỏi âm thầm ảo não tại sao chỉ lo tìm sai lầm của Hạ Tưởng mà không chân chính vùi đầu vào nghiên cứu thị trường du lịch văn hóa của tỉnh Yến, là một sai lầm không lớn không nhỏ. Cẩn thận ngẫm lại, cũng tại ông gần đây chỉ cố đi lên nhìn lên, cũng không có quá nhiều thời gian thật sự dụng tâm nghiên cứu học vấn, có điều sơ sót là không thể tránh khỏi. Hạ Tưởng đưa ra ví dụ thứ hai là Sơn Trang nghỉ hè. Là đình viện của Hoàng gia, Sơn Trang nghỉ hè hiện trở thành công viên nhân dân thành phố của thành phố Đức Trạch, nhưng đồng thời là danh lam thắng cảnh du lịch nổi tiếng nhất của thành phố Đức Trạch. Sơn Trang nghỉ hè nói thật ra không khác gì nhiều so với các công viên được xây dựng ở những địa phương khác, nhưng bởi vì tên gọi khuôn viên Hoàng gia mà giá trị của bản thân nó tăng lên gấp bội, giá vé cổng đạt đến 50 tệ một vé, một năm thu vào hơn triệu tệ, trở thành điểm sáng duy nhất của vùng kinh tế lạc hậu thành phố Đức Trạch. Nhìn thấy vẻ không cam tâm của Trình Hy Học, hắn cũng chẳng đồng tình gì, ai bảo Trình Hy Học năm lần bảy lượt gây phiền toái cho hắn, tìm gây phiền toái cho hắn thì thôi, đằng này lại rõ ràng lộ ra sơ hở khi đưa ra vấn đề, chẳng phải là cố ý để cho hắn mượn cơ hội phản bác một phen sao. Sơn Trang nghỉ hè không hơn 300 năm lịch sử, nếu nói về ý nghĩa văn hóa, cũng không có chỗ nào đáng để khoe cả. Chẳng qua là vì Triều Thanh là triều đại phong kiến gần chúng ta nhất, mới thu hút được không ít ánh nhìn của người khác. Truyền thống văn hóa dân tộc Trung Hoa bắt nguồn từ vùng Trung Nguyên, thành phố Đan Thành là thành phố có cơ sở văn hóa dày đặc cũng có lịch sử văn hóa lâu đời nhất tỉnh Yến, hơn nữa Đan Thành là nơi sản sinh ra hơn 200 thành nữ có ảnh hưởng sâu rộng, mở rộng văn hóa du lịch không chỉ mở rộng tương lai thị trường du lịch mà còn có thể dự kiến hiệu quả và lợi ích xã hội. Nếu như có thể mượn cơ hội này khơi dậy lòng tự hào dân tộc của chúng ta, khiến cho chúng ta không còn say đắm với nơi gọi là khuôn viên hoàng gia phù hoa hay hoài niệm trong phần mộ vương triều phong kiến, tôi nghĩ đối với trấn hưng tinh thần dân tộc cũng có lợi ích rất lớn. Nói rất hay, hay cho câu trấn hưng tinh thần dân tộc. Khiến cho mọi người không ngờ được là, Hạ Tưởng vừa dứt lời, không ngờ người đầu tiên khen hay lại là Phó Thủ tướng Triệu Tuyền Tân. Triệu Tuyền Tân đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đồng chí Hạ Tưởng nói rất hay. Bộ văn hóa có vài đồng chí ôm chặt không buông tư tưởng truyền thống sơ cứng, luôn thích đóng những bộ phim thời xưa, trên mặt thì cười cười khóc khóc diễn thật náo nhiệt, nhưng trên thực tế không nhận thức được sẽ mang lại cho xã hội ảnh hưởng không tốt. Tôi đã từng nhấn mạnh rất nhiều lần, đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ. Hạ Tưởng cũng không ngờ được những câu nói lúc nãy lại hợp lòng Triệu Tuyền Tân, cũng xem như là thu hoạch ngoài ý muốn. Chẳng qua Triệu Tuyền Tân cũng sẽ không bởi vì cùng Hạ Tưởng có tiếng nói chung mà quên đi mục đích cơ bản của ông ta. Ông ta nói xong lại lập tức ngồi xuống, nói. Các vị tiếp tục, tôi tiếp tục lắng nghe.